Dương Nghị Vân giờ khắc này đều nhắm hai mắt lại, hắn không dám nhìn, sợ nhìn đến huyết anh bị hư mùng một trưởng chụp chết cảnh tượng, trong lòng ẩn ẩn làm đau nhắm hai mắt lại. A! À. Một tiếng nổ vang, ngay sau đó là hét thảm một tiếng vang lên. Không thích hợp a! À. Cái này tiếng kêu thảm thiết không phải huyết anh thanh âm, ngược lại nghe tới thực già nua. Dương Nghị Vân bỗng nhiên mở hai mắt nhìn lại. Già nua tiếng kêu thảm thiết, không hề cho rằng không phải huyết anh đó chính là hư sơ. Chẳng lẽ hư mùng một trường đánh vào huyết anh trên người ngược lại bị huyết anh cấp phản phệ? Không khoa học a, à, huyết anh ở cường đại, cũng là trẻ con, mà hư sơ lại là hợp đạo lão quái vật. Sao có thể bị huyết anh phản phệ? Dương Nghị Vân trong lòng miên man suy nghĩ triển khai hai mắt nhìn lại. Ngay sau đó hắn sợ ngây người. Oanh! A! À, người xấu! Ầm vang! A à nha! Ngươi là người xấu, không được ngươi đánh ba ba! Ầm vang! A! À, không được đánh ba ba! Dương Nghị Vân không thể tin được hai mắt của mình. Vốn dĩ cho rằng huyết anh sẽ bị hư mùng một trưởng muốn mệnh, hắn đều không đành lòng đi xem vừa rồi nhắm hai mắt lại. Nhưng ngay sau đó lại là nghe được hư sơ tiếng kêu thảm thiết, đương Dương Nghị Vân lại lần nữa mở mắt ra sau, liền thấy được nhiên hắn thiếu chút nữa rớt ra trong mắt một màn. Trực tiếp huyết anh hóa thành một đạo huyết hồng lập lòe chi gian đối với hư sơ ở đánh tơi bời. Đúng vậy, thật là đánh tơi bời. Huyết anh thân ảnh phi thường quỷ dị, động chi gian hóa thành huyết quang, tạm dừng thân thể ngưng tụ, rồi sau đó chính là tiểu nắm tay đánh vào hư sơ trên người. Hơn nữa huyết anh tiểu nắm tay mỗi một lần sơ cấp đều nổ vang đại tác phẩm, người sau hư sơ còn lại là phát ra hét thảm một tiếng, huyết anh mỗi đánh ra một quyền còn mang theo phẫn nộ nãi thanh nãi khí nói, không được đánh ba ba, ngươi là người xấu từ từ nói chuyện thanh. Hư sơ đâu? Đối mặt huyết anh tiểu nắm tay căn bản là trốn không xong, không chút sức lực chống cự. Không đến 10 tức hư sơ bị huyết anh bạo đi mấy trăm quyền, bị đánh thành đầu heo, phi đầu tán phát, nằm ở trên mặt đất. Dương Nghị Vân cũng chưa xem vừa rồi huyết anh là như thế nào né tránh hư sơ một trường, hơn nữa trái lại đánh tơi bời hư sơ, nhưng là lúc này nhìn đến huyết anh ở đây chung di động thời điểm lại là có chút minh bạch. Huyết anh có thể hóa thành huyết quang, hơn nữa là nháy mắt liền tán. Chân chính là làm được tán tắc thành khí thành quang, tụ tắc thành hình. Người khác công kích ở trên người hắn thời điểm huyết anh là có thể đem thân thể hóa thành khí thể hóa thành huyết quang. Cho nên nói hư sơ vừa rồi một trường tương đương đánh vào trong không khí, căn bản liền không có thương đến huyết anh. Lúc sau huyết anh liền phản kích. Thân thể có được tụ tán thành hình bản lĩnh, tương đương là lập với bất bại chi, đánh tơi bời hư sơ cũng liền bình thường. Mấu chốt là huyết anh trong cơ thể có được đáng sợ cường đại lực lượng, tiểu nắm tay huy động dưới, liền tính là hư sơ cũng ngăn không được, bị đánh tơi bời thành đầu heo. Thấy như vậy một màn sau, Dương Nghị Vân trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Đồng thời hắn cũng nở nụ cười. Đối huyết anh bản lĩnh, có hoàn toàn mới nhận thức. Không nghĩ tới thật đúng là có thể hòa hợp nói cường giả đấu. Đấu còn chưa tính, còn có thể đánh tơi bời. Một khắc trước hư sơ quả thực là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi cao cao tại thượng, phiên tay chi gian liền đem hắn nghiền áp xuống dưới, phất tay chi gian liền định hắn sinh tử thủ đoạn. Nhưng hiện tại, nhìn đến hư sơ bị huyết anh đánh tơi bời thành đầu heo, Dương Nghị Vân trong lòng miễn bản có bao nhiêu sảng, thật sự là báo ứng khó chịu, vả mặt đánh thật mau, ha ha. Liền ở hắn nhìn đến hư sơ bị huyết anh đánh tơi bời trên mặt đất sau, vừa muốn lên tiếng làm huyết anh trở về là lúc. Lại là không nghĩ tới quỷ dạp trên mặt đất hư sơ la lớn, nhị vị đạo huynh còn không ra tay, càng đãi khi nào. Lời này vừa nói ra, Dương Nghị Vân sắc mặt đại biến. Hư sơ này kêu gọi có ý tứ gì? Dương Nghị Vân nháy mắt minh bạch. Hiện trường còn có hai cường giả tồn tại, liền tránh ở âm thầm, nếu không hư sơ cũng sẽ không như thế cầu cứu miệng xưng đạo huynh. Có thể bị hư sơ xưng là đạo huynh giả, không hề nghi ngờ là cùng hắn cùng cấp bậc cường giả. Một cái hợp đạo cũng liền thôi, nếu là lại đến hai cái, đó chính là tam đại hợp đạo cường giả, hắn cùng huyền ngang nhau người liền không nói, căn bản không có biện pháp đi hòa hợp nói cấp bậc cường giả đối kháng. Huyết anh có thể ứng đối sao? Dương Nghị Vân trong lòng không đế. Hư sơ dứt lời hết sức, Dương Nghị Vân trong tầm mắt nhìn đến, giữa sân trống rỗng xuất hiện lưỡng đạo thần quang. Vừa lúc một tả một hữu xuất hiện ở hư sơ cùng huyết anh hai sườn. Giờ phút này huyết anh huyền phù ở hư sơ trên không, trực tiếp đem hư sơ tấu nằm sấp xuống sau, lại cũng không ở động thủ, bởi vì huyết anh cũng cảm nhận được hai đại cường giả xuất hiện. Khụ khụ,
sụi lơ trên mặt đất trong miệng hộc máu hư sơ, thấy được lưỡng đạo thần quang xuất hiện, lại là mở miệng nói, Trung huynh, Cửu Lê đạo hữu, huyết anh chính là đại hại, còn thỉnh chu sát. Dương Nghị Vân nghe được hư sơ kêu hai người xưng hô, tức khắc trong lòng một lộp bộp. Một cái họ Trung một cái Cửu Lê. Tựa hồ tất cả đều kẻ thù đối tượng A. Nhưng tưởng một chút đảo cũng bình thường, hắn chém giết 33 thiên điện Diệp Hàn Băng, quỷ thần giới Trung sát, Cửu Lê tộc thiếu chủ, tam gia tiến vào chúng thần vực thế giới người đều bị hắn cấp xử lý, hiện tại xuất hiện tam gia sau lưng hợp đạo cường giả bình thường thực. Vừa đến chàng này hai người không cần hỏi, 89 phần 10 chính là quỷ thần giới cùng Cửu Lê tộc hợp đạo cường giả. Thoạt nhìn đã sớm tới rồi, chỉ là tránh ở âm thầm đang xem diễn, không ra tới. Hư sơ bị huyết anh đánh tơi bởi bức nóng nảy kêu to lúc sau, người sau hai người hiến thân. Lúc này Dương Nghị Vân trong lòng là bất ổn, lại huyền lên A. Huyết anh có thể đánh tơi bởi hư sơ, nhưng có thể bạo đi mặt khác hai cái sao. Hơn nữa này hai người trong đó một cái tu vi hơi thở Dương Nghị Vân cảm giác so hư sơ còn cường đại, chẳng lẽ chính là hợp đạo hai tầng. Một chút đối mặt tam đại hợp đạo, huyết anh nguy hiểm. Dương Nghị Vân la lớn, nói nhi mau trở lại. Dương Nghị Vân hô to, hắn nghĩ kỹ rồi, cùng lắm thì mang theo huyết anh cùng đại gia trốn vào Càn Khôn Hồ đi, Càn Khôn Hồ bại lộ liền bại lộ đi, ít nhất tạm thời có thể bảo mệnh. Dù sao Càn Khôn Hồ là chí bảo, liền tính bại lộ ở tam đại cường giả trước mặt, nói vậy một chốc một lát bọn họ cũng không làm gì được. Giờ phút này người sau hai người, vừa xuất hiện liền nhìn chằm chằm huyết anh. Trong đó một người mở miệng nói, nghiệp chướng, còn không thúc thủ chịu trói. Người này là Cửu Lê tộc hợp đạo cường giả, đúng là Dương Nghị Vân cảm giác trung khí tức một người cường đại nhất, lại là hợp đạo hai tầng tu vi, gọi là Cửu Lê cha. Một người khác còn lại là quỷ thần giới hợp đạo Trung Thượng Thanh, lại là hợp đạo một tầng. Ba người kỳ thật không phải cùng tiến đến, nhưng lại là cùng thời gian từ chúng thần vực trung tâm mà đến, đều là hợp đạo cường giả, bất đồng lộ nhưng lại ở cường đại cảm giác hạ, ở xuất hiện ở chỗ này sau, đều từng người phát hiện đối phương tồn tại. Đây cũng là hư sơ bị huyết anh phá tan tấu sau sốt ruột, bất chấp mặt mũi vội vàng cầu cứu hai người nguyên nhân. Bởi vì hư sơ biết này hai người đang âm thầm. Mà Cửu Lê Tia, A cùng Trung Thượng Thanh tiến đến, thứ nhất là vì huyết anh xuất thế, thứ hai tự nhiên là cũng biết bọn họ môn hạ người bị Dương Nghị Vân cấp giết. Kỳ thật rất sớm liền biết, nhưng là tính lên đều là tiểu bối chi gian ân oán, bọn họ ngại với bất thành văn quy củ cùng thể diện. Tuy rằng trong lòng có khí, lại là không thể đơn độc tới tìm Dương Nghị Vân báo thù. Thẳng đến huyết anh xuất thế lúc sau, bọn họ có lý do tiến đến. Trên danh nghĩa huyết anh liền không chấp nhận được trên đời, ngầm bọn họ này đó hợp đạo cường giả lại là rõ ràng hơn huyết anh giá trị, cho dù là đối bọn họ tới nói đều là tuyệt hảo tu luyện lô đỉnh, như thế tiến đến tìm huyết anh, càng có thể thuận tay diệt trừ Dương Nghị Vân cấp từng người môn hạ báo thù. Chẳng qua đạo tràng lúc sau. Từng người mới phát hiện đối phương tồn tại. Hư sơ dẫn đầu ra tay, Cửu Lê Tia, A cùng Trung Thượng Thanh cũng mừng rỡ nhìn xem thiên địa dựng dục mà ra huyết anh có cái gì đại năng lực, bực này tà linh, tuyệt đối không đơn giản, quả nhiên hư sơ có hại, cuối cùng cầu cứu, hai người lúc này mới hiện thân. Nhưng ở bọn họ trong mắt, hư sơ là tự đại, mới bị huyết anh phá tan tấu. Huyết anh một tiếng thét dài chính là công kích nguyên thần ảnh hưởng đạo tâm, hư sơ đại ý dưới mới có thể bị thua. Ở vừa rồi trong chiến đấu, Cửu Lê Tia, A cùng Trung Thượng Thanh cũng quan sát huyết anh công kích thủ đoạn, tự nhiên chỉ cần có thể phòng bị nguyên thần công kích, là có thể bắt lấy huyết anh. Bọn họ cũng sẽ không xuẩn như hư sơ, đối mặt huyết anh đại ý. Đặc biệt là tu vi ở hợp đạo nhị trọng Cửu Lê cha, hắn đối bắt lấy huyết anh chí tại tất đắc. Trong mắt hắn huyết anh chính là hắn tiến giai thánh dược. Bọn họ cái này trình tự càng thêm rõ ràng thiên địa dựng dục mà ra huyết anh có gì trở giá trị. Nhưng ở bên ngoài tự nhiên chính là ma vật, muốn tiêu diệt giết. Cửu Lê Tia, A một tiếng nghiệp chướng giống ra, giơ tay liền đối huyết anh ra tay. Chỉ thấy Cửu Lê Tia, A giơ tay 5 loại quy tắc chi khí 8 ngày giống nhau đại tác phẩm, so với hư sơ phía trước động tĩnh lớn gấp đôi. Dương Nghị Vân trong lòng vừa kéo chiều, hắn cảm nhận được Cửu Lê Tia, A hơi thở bùng nổ mà ra, thiên địa uy áp đều làm hắn không thở nổi. Giống. Huyết anh gầm lên giận dữ mà ra. Toàn thân huyết quang đại tác phẩm. Đối mặt Cửu Lê Tia, A công kích lại là chút nào không cam lòng yếu thế. Huyết quang đầy trời hội tụ ở bên nhau trực tiếp chống chọi Cửu Lê Tia, A công kích. Ầm vang. Một tiếng nổ vang chung,
Huyết Anh lần này bay ngược đi ra ngoài. Dương Nghị Vân thấy thế cắn chót lưỡi lại là làm chính mình tư duy rõ ràng, 10 đạo thuộc tính lực lượng bùng nổ dưới, đè ở trên người uy áp sốt cuộc giảm bớt rất nhiều, bỗng nhiên nhảy dựng lên, đem bay ngược mà đến Huyết Anh ôm ở trong tay. Nói nhi hắn ôm Huyết Anh lo lắng. Ngay sau đó hắn trực tiếp ý niệm mà động, muốn đem Huyết Anh buộc chặt càn khôn hồ không gian đi, lúc này hắn thấy được, Huyết Anh đối thượng hợp đạo 2 tầng cường giả không phải đối thủ. Nhưng là làm hắn không nghĩ tới chính là, hắn ý niệm chi lực đi bao vây Huyết Anh thời điểm, Huyết Anh trên người huyết quang lập lòe, ngăn cản ở hắn ý niệm, hắn muốn nhận Huyết Anh tiến càn khôn hồ không gian, nhưng tiền đề là Huyết Anh không thấp đường hắn ý niệm mới được. Lại hoặc là hắn ý niệm cường đại quá Huyết Anh, nhưng là hiện tại xem hắn nguyên thần ý niệm hiển nhiên cường không đủ Huyết Anh, vô pháp làm được đem Huyết Anh mạnh mẽ thu vào càn khôn hồ không gian đi. Nói nhi bị phản kháng, Dương Nghị Vân khẩn trương nói chuyện. Nhưng lại là phát hiện Huyết Anh hai tròng mắt tại đây một khắc hoàn toàn hóa thành luyện đỏ đậm một mảnh, hơn nữa giữa mày kim sắc thần thần ấn lập lòe lên. Một cổ hơi thở từ Huyết Anh trên người bùng nổ, Dương Nghị Vân cả người chấn động, lại là hiện tại ngay sau đó Huyết Anh từ trong lòng ngực hắn tránh thoát đi ra ngoài, vèo một chút hóa thành huyết phụ. Cùng thời gian, lại là cửu Lê Tia, A cùng Trung Thượng Thanh một tả một hữu hướng tới hắn mà đến. Dương Nghị Vân trong lòng chua xót. Hắn thấy được Huyết Anh lại lần nữa nhằm phía cửu Lê Cha. Cắn răng một cái Dương Nghị Vân nổi giận gầm lên một tiếng, một đạo thất thải quang mang từ trong cơ thể mà ra. Đúng là 7 màu long lân. Nếu không có biện pháp, vậy chiến đấu đi. Dương Nghị Vân thao tác 7 màu long lân trực tiếp chém về phía Trung Thượng Thanh. Oanh! Tìm chết! Trung Thượng Thanh vốn dĩ nhằm phía chính là Huyết Anh, nhưng là không nghĩ tới Dương Nghị Vân cư nhiên dám đối với hắn ra tay. Hừ lạnh một tiếng vung tay lên năm khí chi lực, đối với Dương Nghị Vân 7 màu long lân mà ra. Ở một tiếng ầm vang lúc sau, Dương Nghị Vân 7 màu long lân nháy mắt đã bị bắn ngược đi ra ngoài, ảm đạm không ánh sáng. Phốc, 7 màu long lân cùng Dương Nghị Vân tánh mạng tương tích, này một kích khiến cho hắn đã chịu phản phệ, lại là 7 màu long lân trực tiếp bị Trung Thượng Thanh đánh ra vết rách, về tới Dương Nghị Vân trong cơ thể. Trung Thượng Thanh đôi mắt nhíu lại, vừa lúc giết Dương Nghị Vân đi. Tiểu tử này trước sau chém giết bọn họ chúa tể chi tử, lại diệt sát tiến vào chúng thần vực quỷ thần giới đệ tử, nợ mới nợ cũ cùng nhau tính, đối với Trung Thượng Thanh tới nói, diệt sát Dương Nghị Vân phiên tay chi gian chuyện này. Thân hình chợt lóe biến mất tại chỗ, tái xuất hiện lại là trực tiếp đã đến Dương Nghị Vân trước người, một quyền oanh kích ở Dương Nghị Vân ngực. Oanh! Răng rắc! Phốc! Dương Nghị Vân căn bản là không có nhìn đến Trung Thượng Thanh di động quỹ đạo, cũng cảm nhận được không? Chỉ cảm thấy ngực đòn nghiêm trọng, toàn bộ ngực sụp đổ, hộc máu trung thân thể như diều đứt dây giống nhau bay ngược đi ra ngoài. Ầm vang một tiếng nện ở trên mặt đất. Giờ phút này Dương Nghị Vân rốt cuộc bò không đứng dậy. Đồng thời, Huyết Anh cùng cửu Lê Tia, A giao phong khởi động. Đương cửu Lê Tia, A nhìn Huyết Anh hóa thành huyết quang đánh sâu vào mà đến thời điểm, lại là cười lạnh một tiếng, tụ tán thành hình tiểu xiếc mà thôi, xem bổn tọa diệt ngươi. Dứt lời chi gian. Cửu Lê Tia, A đối với phía trước không khí một trường mà ra, bởi vì trong mắt hắn Huyết Anh thân thể hóa thành huyết phụ không chỗ nào che giấu, hắn tự tin này một kích nhất định có thể đem Huyết Anh bắt lấy, có thể chuẩn xác không có lầm đánh vào Huyết Anh trên người. Oanh! Ngay sau đó, quả nhiên đánh trúng. Nhưng là... Cửu Lê Tia, A lại là sắc mặt đột nhiên đại biến, kinh hô một tiếng, vội vàng về phía sau thối lui. Nhưng lại đã muộn. Ong! Một tiếng run minh vang lên, lại là hắn một kích đánh vào Huyết Anh trên người sau, cũng không có trong tưởng tượng đem Huyết Anh trọng thương, ngược lại cảm giác chát một trường như là đánh vào vũng bùn chung, hắn bàn tay bị không gì sánh kịp thật lớn hút xả chi lực cấp hút lấy, hơn nửa giờ phút này Huyết Anh thân thể dần dần ở huyết phụ chung rõ ràng, giữa mày kim quang lộng lẫy bùng nổ, trực tiếp một đạo kim quang ong một chút, đối với hắn nổ bắn ra mà đến. Cửu Lê Tia, A cảm nhận được làm hắn nguyên thần run lên hơi thở. Đây là cường đại nguyên thần công kích, hắn từ Huyết Anh giữa mày thấy được một cái kim sắc ấn ký, một cái vô cùng cổ xưa thần ấn. Cường đại nguyên thần công kích đúng là cái này thần ấn chung bùng nổ. Trốn đều tới bất kể. Huyết Anh giữa mày bùng nổ thần ấn chi lực ngay lập tức tiến vào hắn giữa mày, trực tiếp đánh sâu vào ở hắn nguyên thần thượng. A! À, một trận đau đớn, nháy mắt làm cửu Lê Tia, A trong óc thành trống rỗng. Mà ở ngoại giới nhìn lại. Giờ phút này Huyết Anh tiểu nắm tay giơ lên, oanh một chút trực tiếp dừng ở cửu Lê Tia, A ngực, một quyền tạp thấu cửu Lê Tia, A ngực,
làm cửu lê ti a bay đi ra ngoài. Liền ở huyết anh quan trọng cùng một bước, đuổi giết cửu lê ti a thời điểm, phía sau vang lên Dương Nghị Vân hét thảm một tiếng, đúng là Dương Nghị Vân bị Trung Thượng Thanh một kích tạp dừng ở mà. Người xấu không được đánh ba ba. Huyết anh xoay người thấy được Dương Nghị Vân hộc máu trên mặt đất, thấy được Trung Thượng Thanh theo sát khí hậu lần thứ hai nâng lên tay, năm khí đại tác phẩm, muốn đem Dương Nghị Vân hoàn toàn cấp diệt sát một màn. Giờ khắc này huyết anh từ bỏ đuổi giết cửu lê cha, mà là nãi thanh nãi khí mang theo tức giận nói chuyện, người xấu không được đánh ba ba. Hai tròng mắt huyết quang đại tác phẩm, giữa mày kim quang lập lòe. Vèo. Huyết anh biến mất tại chỗ, màu đỏ cùng kim sắc xung hợp quang mang hạ, vèo một chút trực tiếp nhằm phía Trung Thượng Thanh. Thời gian trở lại Dương Nghị Vân bị Trung Thượng Thanh một kích vỡ vụn ngực đến trên mặt đất, ngay sau đó Dương Nghị Vân nhìn đến Trung Thượng Thanh nhảy dựng lên. Đang ở giữa không trung đối với hắn lần thứ hai nâng lên tay, năm khí bùng nổ, phải đối hắn hoàn toàn chu sát. Tiểu tử mệnh đến là ngạnh, nhưng bổn tọa liền lại tiễn ngươi một đoạn đường, chết đi. Trung Thượng Thanh không nghĩ tới Dương Nghị Vân bị hắn một kích cư nhiên còn chưa có chết, hừ lạnh một tiếng, nhảy dựng lên lần thứ hai ra tay. Mà Dương Nghị Vân đâu, hắn trong miệng hộc máu, cả người nhấc không nổi một tia thần lực, Trung Thượng Thanh một chưởng làm hắn toàn thân thần lực tan rã. Thần đường sông loại đều che kín vết rách, nếu không phải hắn tu đặc thù thần hạch đạo chủng cường đại, vừa rồi kia một kích đã sớm đã chết. Cái này nhìn đến Trung Thượng Thanh theo sát hạ sát thủ, hắn trơ mắt nhìn, trong lòng chua xót, muốn chết sao? Nhưng mà, liền lại giờ phút này, hắn nhìn đến đang ở giữa không trung Trung Thượng Thanh cả người bỗng nhiên chấn động, giơ lên tay năm khí đại tác phẩm, nhưng lại ở trong tối đạm, Dương Nghị Vân xem đến đi rõ ràng. Trung Thượng Thanh thân thể bị đỏ lên một tài chính hợp một đạo vầng sáng lấy tia chớp tốc độ đánh sâu vào mà qua, xuyên thấu thân thể. Ngay sau đó hắn minh bạch. Nói nhi, lúc này thấy được là huyết anh xuất hiện ở trước mặt, không hề nghi ngờ vừa rồi huyết anh xuyên thấu Trung Thượng Thanh thân thể. Chạm vào, chỉ thấy Trung Thượng Thanh huyền phù ở trống không thân thể, quang mang đạm nhiên, chạm vào một chút tin tức trên mặt đất, lại là biến thành một câu thây khô. Mà giờ phút này huyết anh lúc này, toàn thân huyết quang tương tự ngọn lửa giống nhau, giữa mày kim sắc thần ấn cũng giống như ngọn lửa giống nhau. Nơi xa bị huyết anh bạo đi chết khiếp hư sơ, thấy được ngay lập tức chi gian đại chiến, đương hắn nhìn đến cửu lê ti a bị huyết anh đánh bay đi ra ngoài, xuyên thấu giữa ngực, nhìn đến Trung Thượng Thanh hóa thành thây khô ngã xuống sau, hư sơ dọa cả người phát run, tự mình lẩm bẩm, ma anh a. Nói chuyện Trung hư sơ toàn thân kim quang chợt lóe, lại là vận dụng bí pháp trực tiếp chạy thoát. Ở không trốn mạng già khó giữ được, hắn cũng chỉ dư lại nửa cái mạng. Không nghĩ tới cửu lê ti a cái này hợp đạo hai tầng đều không phải huyết anh đối thủ. Mà cửu lê ti a đâu? Một kích bị huyết anh trọng thương bay ngược lúc sau, hung hăng rơi xuống đất mới khôi phục ý thức, vừa lúc thấy được huyết anh xuyên thấu Trung Thượng Thanh thân thể, người sau hóa thành thây khô một màn, lúc này cửu lê ti a biết, xem nhẹ huyết anh, một niệm dựng lên, trực tiếp bỏ chạy. Hắn bị trọng thương lại không đi cũng đến chết. Đến tận đây một hồi kiếp nạn rốt cuộc kết thúc. Vừa chết, nhị trốn. Đào tẩu liền cái cũng mang theo thương chạy thoát. Đây là huyết anh huy hoàng chiến tích. Một hồi đại kiếp nạn tới mau, đi cũng nhanh. Dương Nghị Vân cả người đều đang run rẩy, là kinh hách cũng là hư thoát. Nói nhi. Hắn kêu to một tiếng, huyền phù lên đỉnh đầu huyết anh. Lúc này huyết anh ánh mắt nhìn chằm chằm cửu lê ti a cùng hư sơ chạy trốn phương hướng. Dương Nghị Vân kêu to một tiếng sau, chỉ thấy huyết anh toàn thân như ngọn lửa giống nhau huyết quang tắt, nháy mắt từ giữa không trung rớt xuống dưới. Dương Nghị Vân vội vàng lắc mình nở rộ đôi tay đem hắn tiếp được ôm ở trong lòng ngực. Giờ phút này Dương Nghị Vân trong mắt huyết anh hai tròng mắt đỏ đậm một mảnh, nhưng lại ở thời điểm này dần dần khôi phục thành bình thường màu đen, giữa mày kim sắc thần ấn cũng quang mang ảm đạm đi xuống. Huyết anh thực suy yếu, hơi thở vô cùng mỏng manh, Dương Nghị Vân ôm hắn, có thể rõ ràng cảm nhận được. Ba, ba ba, người xấu chạy, nói nhi ngủ. Hết thảy khôi phục bình thường lúc sau, huyết anh ở Dương Nghị Vân trong lòng ngực nói ra những lời này, tức khắc làm Dương Nghị Vân cả người run lên. Si nhi a, Dương Nghị Vân nội tâm ngũ vị tạp trần, thực hụt hẫng. Hắn trước nay liền không nghĩ tới có một ngày, chính mình muốn dựa một cái trẻ con cứu mạng. Đương nhiên cái này trẻ con không phải phàm vật. Nhưng chung quy ở trong lòng hắn hôm nay một trận chiến này, ấn nhập linh tâm. Nếu không phải huyết anh, hắn hôm nay hẳn phải chết.
Nguyên bản còn nghĩ mang theo Huyết Anh cùng mọi người đều trốn vào Càn Khôn Hồ không gian đi, ai biết ở tuyệt đối cường giả trước mặt, tiến vào Càn Khôn Hồ không gian đều là hy vọng xa vời. Không nghĩ tới cái gì cũng làm không được. Nếu không phải Huyết Anh bùng nổ, hậu quả. Dương Nghị Vân đôi mắt hồng, nhìn Huyết Anh nhắm hai mắt lại, hắn vội vàng phất tay kia chỗ tam tích sinh mệnh chi thủy cấp Huyết Anh phục đi xuống. Hai tử ngủ say. Dương Nghị Vân biết là tiêu hao quá độ nguyên nhân. Một trận chiến tam đại hợp đạo, xử lý một cái trung thượng thanh, chạy cửu Lê Tia, A cùng Hư Sơ. Trong đó Hư Sơ cũng bị Huyết Anh đánh tơi bời bị thương nặng, cửu Lê Tia, A cũng là hộc máu mà chạy, nghĩ đến là bị dọa tới rồi. Bất quá cũng khó trách, mặc cho ai cũng không nghĩ tới Huyết Anh hung hãn sẽ là như thế cường đại. Ngay cả Dương Nghị Vân cũng không nghĩ tới. Mới đầu nhìn đến Huyết Anh bạo đi Hư Sơ thời điểm, hắn trong lòng còn nhạc, sau lại tới hai vị hai tôn hợp đạo. Dương Nghị Vân liền biết, đối mặt hợp đạo một tầng Huyết Anh hoàn toàn có thể ứng phó, nhưng nếu là hợp đạo hai tầng cường giả, cố gắng hết sức. Ở đối mặt cái kia hợp đạo hai tầng thời điểm, Huyết Anh là thiêu đốt tự thân lực lượng, như thế mới khó khăn lắm thắng được. Lúc này địch nhân chạy trốn lúc sau, Huyết Anh cũng ứng vì hư thoát quá thừa, mà lâm vào ngủ say chung. Nhìn lâm vào ngủ say Huyết Anh, Dương Nghị Vân giờ phút này nội tâm hết thảy băn khoăn tất cả đều tan thành mây khói. Lần hai phía trước, hắn trong lòng cũng nghĩ tới Huyết Anh ra đời đặc thù tính, vạn nhất theo hắn lớn lên lúc sau, tương lai bày ra tu la một mặt do đó gặp phải cái gì đại họa tới, như vậy hắn cùng Vân Môn thần cảnh sở muốn gánh vác nguy hiểm sẽ là không biết. Nhưng kinh này một chuyện lúc sau, Dương Nghị Vân trong lòng âm thầm thề, mặc kệ tương lai Huyết Anh như thế nào, đều đem là hắn Dương Nghị Vân quan môn đệ tử, nếu là trêu chọc đại họa, như vậy hắn cái này làm sư phụ liền một mình gánh chịu đó là... Như vậy đua thượng tánh mạng cũng không tiếc. Huống hồ từ hôm nay Huyết Anh biểu hiện tới xem, đứa nhỏ này đích đích xác xác là có thiện niệm tồn tại, nếu không cũng sẽ không đánh bạc mệnh đi thế hắn đại chiến tam đại hợp đạo cường giả. Hắn tin tưởng chính mình có thể đem Huyết Anh dẫn đường vì thiệt, sẽ không trưởng thành vì tu la ma đầu. Hô! Dương Nghị Vân phun ra một ngụm chọc khí, ở Huyết Anh trên mặt hôn một cái, đem hắn gắt gao ôm ở trong lòng ngực, rồi sau đó xoay người hướng về Huyền ngang nhau người đi đến. Huyền ngang nhau người ban đầu bị Hư Sơ nhẹ nhàng bâng quơ hai lần huy đánh, không có bất luận cái gì một người ngăn cản trụ, tất cả đều bị vô cùng thật lớn hợp đạo khí chi lực ném đi ra ngoài, thương càng thêm thương, không còn có bỏ dậy. Liền Dương Nghị Vân biết vẫn là đối phương tự xưng là cường giả tôn nghiêm không hạ sát thủ, nếu không tất cả đều ngã xuống đều có khả năng. Hắn đi vào Huyền ngang nhau nhân thân biên mỗi người phát đi xuống một viên tu la đan làm cho bọn họ ăn vào khôi phục thương thế. Chính mình còn lại là ôm Huyết Anh lẳng lặng đãi ở một bên cho đại gia hộ pháp. Kỳ thật hắn cũng bị thương, nhưng lại không biết tên, hắn cũng không nghĩ đi điều dưỡng. Hắn lúc này trừ bỏ cho đại gia hộ pháp ở ngoài, càng muốn lẳng lặng. Hảo hảo ngẫm lại ở kế tiếp nhật tử như thế nào ở chúng thần vực càng tốt sinh tồn đi xuống. Hắn không phải cái loại này gặp được một chút suy sụp liền rút lui có trật tự người, tương phản Dương Nghị Vân khung có khung quật kính, càng là khó khăn hắn càng là dũng cảm tiến tới. Hắn tu đạo chi lộ cũng là vẫn luôn như vậy đi tới. Thực minh bạch, tu đạo chi lộ, không tiến phản lui đạo lý. Nếu không hắn cũng đi không đến hôm nay. Hiện tại nếu muốn chính là kế tiếp như thế nào đối mặt hợp đạo cấp bậc cường giả. Từ giờ trở đi, với hắn mà nói hết thảy đều đã bắt đầu thay đổi. Hôm nay tam đại hợp đạo xuất hiện, đã biểu thị hắn sau này địch nhân trình tự chính thức trở thành hợp đạo cấp bậc cường giả. Mà xấu hổ chính là... Hắn tu vi cùng một chúng thủ hạ tu vi không có một cái đạt tới hợp đạo cấp bậc, cứ việc hắn là thiên đạo quy tắc năm trọng, cứ việc bên người có vài cái thiên đạo năm đoàn tụ mãn, nhưng hôm nay một trận chiến, cho hắn biết, đối mặt hợp đạo cường giả, chẳng sợ chính là có 100.000 cái thiên đạo năm trọng cũng là không làm nên chuyện gì. Bởi vì hợp đạo cường giả lực lượng là thiên địa chi gian lực lượng khởi nguyên chi lực, là khí chi lực. Mà hắn bao gồm bên người một chúng thủ hạ, đều còn dừng lại ở thần lực thượng. Hai người phía trước hoàn toàn là hai cái bất đồng lực lượng trình tự, khái niệm đều bất đồng. Một cái hợp đạo nhưng nghiền áp bọn họ mọi người. Này đã là không tranh sự thật. Cho nên hắn cần thiết nếu muốn biện pháp tăng lên chính mình tu vi, sớm ngày đột phá thiên đạo quy tắc năm trọng, bước vào thiên đạo hợp đạo trình tự đi, nếu không chờ đợi hắn tất nhiên là tử lộ một cái. Hôm nay xuất hiện chính là ba cái hợp đạo cường giả, như vậy ngày mai đâu? Tái xuất hiện ba cái. Thậm chí là 10 cái. Lại hoặc là hôm nay xuất hiện chính là hợp đạo nhưng một tầng cùng hai tầng,
nếu là xuất hiện hợp đạo ba tầng đâu? Hắn đem như thế nào đối mặt? Chẳng lẽ còn muốn dựa huyết anh không thành? Huống hồ huyết anh thực lực Dương Nghị Vân biết nhiều nhất có thể miễn cưỡng ứng phó hợp đạo hai tầng, hơn nữa hiện tại huyết anh tiêu hao quá độ đã lâm vào ngủ say chung, hắn cũng không có khả năng lại đi trông cậy vào huyết anh, cũng ngượng ngùng trông cậy vào. Lẽ ra là hắn này cái này làm sư phụ bảo hộ đệ tử, hôm nay lại là trái ngược. Cái này làm cho trong lòng vô cùng khó chịu. Kế tiếp nếu muốn biện pháp làm chính mình đột phá, muốn cho một chúng thủ hạ đều đột phá. Nếu bọn họ chung xuất hiện không được một cái hợp đạo, như vậy ở kế tiếp nhật tử, tất nhiên sẽ là một bước khó đi cục diện, điểm này Dương Nghị Vân cơ hồ đều có thể tưởng tượng đến. Bởi vì có huyết anh tại bên người, tất nhiên còn sẽ có mặt khác hợp đạo tiến đến tìm phiền toái. Lý do thực sung túc, bọn họ cấp huyết anh định vị là ma anh, cần thiết giết chết, nếu không lớn lên lúc sau, hậu hoạn vô cùng. Đối này, Dương Nghị Vân là tuyệt đối không thể làm bất luận kẻ nào thương tổn huyết anh. Hắn quan môn đệ tử, không dùng bất luận kẻ nào thương tổn. Cái gọi là ma anh, Dương Nghị Vân trong lòng rõ ràng, kia chỉ là những người đó muốn huyết anh một cái đường hoàng lấy cớ mà thôi. Huyết anh trong cơ thể có được cường đại năng lượng điểm này đã chính diện, là thiên địa dựng dục chi linh vật, đối với tu luyện giả tới nói là tuyệt hảo tu luyện lô đỉnh, những cái đó hợp đạo cường giả tất nhiên là sẽ lại lần nữa động thủ. Dương Nghị Vân trong lòng thề, hắn tuyệt đối không dung bất luận kẻ nào thương tổn huyết anh cái này quan môn đệ tử. Hắn giờ phút này nội tâm vô cùng khát vọng có thể mau chóng đột phá tu vi, đến hợp đạo trình tự. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Có tu la đan tồn tại, huyền cùng bọn hắn thương thế thực mau liền khôi phục lại. Dương Nghị Vân hạ lệnh xuất phát, rời đi nơi này đang nói. Kế tiếp đi trước biển máu. Hắn cấp mọi người liền một câu ha. Nghĩ cách tăng lên tu vi, sớm ngày người đột phá hợp đạo. Mọi người đều gật đầu tỏ vẻ chỉ hiểu. Kinh này một chuyện, tất cả mọi người minh bạch hòa hợp nói chi gian xe cự có bao nhiêu đại, nói khác nhau một trời một vực một chút đều không khoa trương. Lần này cần không phải huyết anh tồn tại, hậu quả không dám tưởng tượng. Cũng làm đại gia đối huyết anh cái nhìn từ trong lòng có chuyển biến. Trước đây đại gia ngại với Dương Nghị Vân mệnh lệnh đối Dương Nghị Vân nhận lấy huyết anh vì đệ tử. Là giữ lại ý kiến, chỉ là chưa nói ra tới. Ở huyền ngang nhau người trong lòng huyết anh tồn tại, tốt nhất là Dương Nghị Vân đem huyết anh trở thành tu luyện lô đỉnh cấp luyện hóa tăng lên tu vi, mới là lựa chọn tốt nhất, mà không phải thu huyết anh vì đệ tử, đãi tại bên người trở thành bom hẹn giờ. Nhưng kinh này một chuyện lúc sau, mọi người quan niệm chuyển biến lại đây, mọi người đều nhìn đến nghe được Dương Nghị Vân bị hư sơ bị thương nặng sau, thời khắc mấu chốt huyết anh hô lên một câu người xấu không được đánh ba ba nói. Lúc sau huyết anh bùng nổ đánh tơi bời hư sơ, ở lúc sau chiến bại mặt khác hai cái hợp đạo cường giả. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh thần tôn Dương Nghị Vân lựa chọn là đúng, huyết anh là có thiện niệm, là có thể dạy dỗ thành tài. Có thể tưởng tượng, nếu là huyết anh trưởng thành thuận lợi, tương lai tất nhiên sẽ trở thành toàn bộ vân môn thần cảnh nhất đẳng nhất cường giả, thậm chí là sẽ ở toàn bộ thần giới đều đem trở thành cường giả, trở thành một nhân vật. Hiện tại đại gia đối Dương Nghị Vân quyết định lại không có bất luận cái gì nghi ngờ trong lòng, đối huyết anh, giờ phút này nhìn lại là không hề có cái gì ngăn cách, thậm chí có điểm đáng yêu. Kiến thức hợp đạo cường giả thực lực lúc sau, đại gia đối với có huyết anh tồn tại, an tâm không ít. Đáng tiếc chính là, giờ phút này huyết anh lâm vào ngủ say chung. Một ngày lúc sau đại gia bước vào chúng thần vực biển máu phạm vi. Nhìn mênh mông vô bờ biển máu, Dương Nghị Vân mở miệng nói. Tìm một chỗ hải đảo ta kế tiếp muốn bế quan. Là thần tôn. Huyền cùng lĩnh mệnh, kêu thượng ngạo tình ngạo vân huynh đệ cùng huyền quy cùng với bắc cá mà đi. Người sau là vĩnh hằng thần giới hoang hải thần linh, đối mặt nước biển là có ưu thế. Nơi này tên là biển máu, kỳ thật nước biển cũng không phải máu, chỉ là thoạt nhìn là màu đỏ nhạt, tương truyền là tu la tộc cùng cổ thần tộc đại chiến huyết lưu thành hải. Nhưng ở Dương Nghị Vân xem ra có điểm khuếch đại. Bất quá thật xa nhìn lại chính là huyết sắc biển rộng. Biển máu uy hát yêu ta ở trong biển, thiên tài địa bảo cũng ở trong biển. Nơi này tương đối tới nói là chúng thần vực tứ phương nơi tương đối thần bí địa phương. Dù sao cũng là biển rộng. Trong biển nơi có trời đất khác. Đương nhiên đối với thần linh tới nói, lên núi xuống biển đều không phải cái gì vấn đề, sẽ không ảnh hưởng cái gì. Dương Nghị Vân trên người có thương tích, huyết anh cũng ở ngủ say khôi phục chung. Hắn muốn bế quan tu dưỡng, tốt nhất là tìm một cái hải đảo. Đi trong biển thế giới, ngược lại muốn nguy hiểm.
Đối với biển máu nơi hiểu biết chỉ tồn tại với thần nông Càng Minh giảng thuật cùng huyền cùng từ đại đạo điện điển tịch chỗ đã thấy tin tức, trên thực tế hai người tin tức đều không phải rất nhiều. Chỉ biết biển máu trong vòng có chúng thần vực đặc thù sinh linh tồn tại. Nguy hiểm vạn phần. Vẫn là tìm cái hải đảo tương đối an toàn một ít đi. Huyền cùng mang theo Ngạo Tình bốn người bước vào biển máu bên trong, thực mau liền biến mất ở thực hiện. Ước chừng 10 phút sau, mặt biển huyết lãng đại tác phẩm. Lại là năm người đi mà quay lại. Huyền giống như trên đến ngạn tới nói, thần tôn tìm được rồi một chỗ tiểu hải đảo, tương đối an toàn, trên đường có một ít dị thú đã rửa sạch, có thể làm lúc không giờ điểm dừng chân. Dương Nghị Vân điểm điểm nói, vậy đi thôi. Nói chuyện Dương Nghị Vân liền phải bước vào biển máu trong vòng, nhưng Huyền Quy vội vàng nói, chủ nhân sau đó thuộc hạ hóa hình các ngươi thượng ta thân tới, mang các ngươi qua đi, nơi này nước biển có nhất định ăn mòn tính. Bay vọt mà đi giữa không trung có khí độc, tuy rằng đều có thể ứng đối, nhưng vẫn là muốn tiêu hao thần lực. Dương Nghị Vân trong lòng ngực ôm huyết anh, nghe được Huyền Quy lời này, đảo cũng gật đầu nói, ngươi có tâm. Kỳ thật hắn cũng cảm nhận được biển máu biến hóa, với hắn mà nói không tính chuyện gì, cần phải phỏng chừng huyết anh, giờ phút này huyết anh lâm vào ngủ say, khả năng không nhất định ảnh hưởng đến, nhưng cẩn thận một ít vẫn là không sai. Ngay sau đó Huyền Quy hóa thân ra 30 dư mễ thật lớn bản thể, Dương Nghị Vân đi đầu bước lên Huyền Quy phần lưng, như thế Huyền Quy hướng về biển máu chỗ sâu trong mà đi. Huyền cùng nói, nào một chỗ đảo nhỏ khoảng cách nơi này đường ven biển ước 500 dặm, thực mau liền đến. Ân, có từng phát hiện khác? Dương Nghị Vân gật đầu hỏi. Huyền cùng trả lời, đều là một ít tiểu dị thú, dựa theo ta từ đại đạo trong điện điển tịch ghi lại biết được, cường đại biển máu dị thú đều ở biển máu đáy biển. 500 dặm chỗ, chỉ có thể xem như toàn bộ biển máu bên cạnh, điển tịch ghi lại, này biển máu tung hoành 3 vạn dặm xa. Ngươi đối hợp đạo thấy thế nào? Dương Nghị Vân nhìn huyết phụ tràn ngập mặt biển hỏi Huyền Cung. Huyền Cung đối với Dương Nghị Vân thình lình vấn đề tức khắc sửng sốt, vừa rồi nói biển máu dị thú đâu, tiếp theo câu thần tôn liền hỏi hợp đạo, đề tài quá nhảy lên, bất quá hắn vẫn là trả lời, thần tôn chúng ta không phải hợp đạo đối thủ, huyết anh hiện giờ ngủ say. Chúng ta bên trong cần thiết phải có hợp đạo ra đời mới được, nếu không tiếp theo lại đến hợp đạo cường giả chúng ta ai cũng vô pháp ứng đối. Đúng vậy, muốn bước vào hợp đạo mới được. Dương Nghị Vân thổn thức, kỳ thật hắn chính là có cảm mà phát, thư hoãn một chút đối mặt quá hợp đạo cường giả mang đến áp lực, phía trước một trận chiến hắn hoàn bại, trong lòng hụt hẫng. Muốn bước vào hợp đạo dữ dội khó a, Dương Nghị Vân lại cảm thán một câu. Huyền cùng nghe trầm mặc trong chốc lát nói. Thần tôn có lẽ chúng ta có thể nhập biển máu 9 vạn dặm một hàng. Ân, Dương Nghị Vân sửng sốt nhìn về phía Huyền Cung. Huyền Cung nhìn Dương Nghị Vân nói, đại đạo điện điển tịch ghi lại cùng thần nông Càng Minh giảng thuật chung nhắc tới quá biển máu 9 vạn dặm vì biển máu đến cực điểm nơi, nơi nào có lẽ có cổ thánh đạo cường giả máu, nếu là có thể được một vài, chúng ta liền có hy vọng bước vào hợp đạo chi cảnh đi. Chuyện này Dương Nghị Vân nghe Huyền Cung nói, hắn cũng nhớ tới, thần nông Càng Minh cùng hắn nói chuyện phiếm thời điểm. Tựa hồ cũng nói qua một lần. Chúng thần vực thế giới là khai thiên thời đại đại chiến trường, khai thiên thời đại lại là huy hoàng nhất tu luyện thời đại, cho nên nói vô cùng có khả năng ngã xuống không chỉ có là một hai vị thánh đạo cường giả, lại hoặc là nói thánh đạo cường giả ngã xuống địa điểm nhưng không ngừng là ở chúng thần vực trung tâm thế giới, địa phương khác cũng sẽ có. Mà biển máu chỗ sâu trong 9 vạn dặm nơi đó là một chỗ thánh đạo máu nơi. Thánh đạo cường giả huyết, đó là thánh đạo máu. Nếu là thật có thể đến chi nhất nhị, còn thật có khả năng sẽ làm bọn họ có cơ hội bước vào hợp đạo cấp bậc. Chẳng qua biển máu quá lớn, không có cụ thể địa điểm, thần nông Càng Minh lúc ấy cũng là nói bọn họ thần nông thị tộc tiền bối ngẫu nhiên chi gian xông vào biển máu 9 vạn dặm một chỗ đặc biệt địa phương, được đến một giọt thánh đạo máu, từ nay về sau cũng làm cho bọn họ thần nông thị tộc danh liệt thần giới 10 đại thần giới gia tộc. Đương nhiên kia địa phương liền tính là tìm được rồi cũng tất nhiên không dễ dàng đi vào. Có thánh đạo máu địa phương, chẳng lẽ liền không có cường đại huyết thú sao? Ngón chân tưởng đều không thể không có. Tất nhiên là hung hiểm vạn phần nơi. Thần tôn ta dẫn người đi tìm, chúng ta đi thử thử, không vào hợp đạo, chúng ta chung quy ở thế giới này rèn luyện không đi xuống. Hơn nữa tùy thời đều có bị hợp đạo cường giả tiến đến chu sát nguy hiểm. Chỉ có chúng ta bên trong có người có thể bước vào hợp đạo, chúng ta mới tính có ở chúng thần vực thế giới hành tẩu tư cách. Huyền cùng trân trọng nói. Dương Nghị Vân nghe xong gật gật đầu nói, như thế rất tốt, ta muốn khôi phục thương thế, huyết anh cũng yêu cầu thời gian khôi phục, như vậy đi, ngươi mang theo mặt khác đều đi, có thể tìm được thánh đạo máu nơi càng tốt,
tìm không thấy coi như các người đi biển sâu rèn luyện, biển máu trong vòng thiên tài địa bảo tất nhiên cũng có, các người chung ai có cơ duyên, kia đó là có thể tăng lên tu vi. Nếu là tìm được thánh đạo máu nơi, liền tiến đến hội báo cùng ta, đến lúc đó chúng ta đại gia vừa đi đi trước, biển máu coi như là đại gia một chỗ rèn luyện chàng nơi đi, nếu đi ra, chung quy các người đều phải có điều trải qua mới là. Là, thuộc hạ cũng là như thế này tưởng, bất quá chúng ta không thể toàn bộ rời đi, tổng muốn lưu lại vài người giúp người hộ pháp mới là. Huyền cùng nói, không cần, một mình ta có thể. Dương Nghị Vân lắc đầu cự tuyệt, hắn hiện tại chỉ hy vọng mọi người thực lực tu vi tăng lên, hắn dưới tòa có thể ra đời hợp đạo cường giả tới. Chủ nhân chúng ta tới rồi. Huyền Quy lời nói vang lên, đánh gãy hai người nói chuyện. Dương Nghị Vân ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên là một chỗ hải đảo. Vậy như vậy định rồi đi, ta đi trên đường khôi phục thương thế, các ngươi những người khác nhập biển sâu rèn luyện đi. Dương Nghị Vân nhìn chung quanh mọi người. Thần tôn lưu lại 5 người cho ngươi hộ pháp, chúng ta những người khác lại đi, nếu không chúng ta cũng không yên tâm. Huyền cùng kiên trì. Những người khác cũng phù hợp. Dương Nghị Vân cười khổ, hắn biết đây cũng là Huyền cùng hảo ý, nghĩ lại nơi này là biển máu hải đảo, tuy rằng ai trên đảo một ít dị thú bị Huyền cùng bọn hắn thanh trừ. Nhưng ai dám bảo đảm từ trong biển có thể hay không có bỏ lên tới. Nếu là thật sự tiến vào thâm trình tự nhập định, không có người hộ pháp, cũng là rất nguy hiểm. Nhìn một vòng, Dương Nghị Vân ánh mắt dừng ở Medusa trên người nói, vậy là Medusa lưu lại cho ta hộ pháp, các ngươi những người khác đi thôi. Nếu không làm Hùng Hoan cũng lưu lại, Huyền cùng nói. Dương Nghị Vân ngẫm lại lắc đầu nói, Hoan Hoan huyết mạch đặc thù, ở biển máu nơi tương đối nhạy bén. Làm nàng đi theo các người có thể giúp đỡ, liền Medusa một cái có thể, liền như vậy định rồi đi, không cần lo lắng, ta thương thế không nặng, nhưng thật ra các người nhất định trăm triệu cẩn thận, tìm được thánh đạo máu mà, không cần tùy tiện đi trước, nhớ rõ trước tiên tới cho ta biết. Nghe Dương Nghị Vân như thế vừa nói, Huyền ngang nhau người cũng liền không hề kiên trì, chỉ có thể theo tiếng. Theo sau Dương Nghị Vân mang theo Medusa bước lên tiểu hải đảo, mà Huyền cùng mang theo những người khác tiềm nhập đáy biển mà đi. Tới rồi trên đảo lúc sau, Dương Nghị Vân nhắm mắt nguyên thần xuất khiếu, lấy nguyên thần ý thức xem xét một chút hải đảo bốn phía hoàn cảnh, lại là phát hiện lấy này tòa hải đảo vì trung tâm phạm vi vài trăm thước còn có không ít lớn nhỏ không đồng nhất tiểu hải đảo tồn tại, mà cái này hải đảo phía trên cũng đích xác không có gì đại hình dị thú tồn tại, chính là một cái phạm vi không đến 5 dặm tiểu hải đảo mà thôi, trên đảo có một chỗ tiểu sơn, cũng phát hiện một chỗ thiên nhiên sơn động, nhưng thật ra thích hợp bế quan. Và Medusa trực tiếp đi chấp động nơi. Càng 30 mét thâm sơn động, bên trong thực khô ráo, còn có một ít đại thạch đầu tồn tại, như là rất sớm liền có người đã tới giống nhau. Nhưng thật ra thích hợp ngắn hạn tu luyện bế quan. Đem huyết anh đặt ở sơn động một góc sau, Dương Nghị Vân dặn dò Medusa ở cửa động bày ra kết giới, rồi sau đó hắn mới tiến vào tu luyện điều dưỡng trạng thái. Bị hư sơ đánh một kích, trong thân thể hắn tình huống kỳ thật thực không xong, chỉ là vẫn luôn chống. Cũng không đi quản, hắn muốn cho cái thương thế ký ức càng thêm khắc sâu một ít. Dương Nghị Vân bắt đầu rồi một lần xưa nay chưa từng có bình tĩnh bế quan. Hắn ở rất nhiều thời điểm, kỳ thật là ở vào lo âu trạng thái, cho dù là dĩ vãng bế quan tu luyện cũng là tiềm thức mang theo lo âu. Nhưng là lần này lại là xưa nay chưa từng có nội tâm yên lặng xuống dưới. Theo lý thuyết lúc này mới là hắn xưa nay chưa từng có nguy hiểm thời điểm, nhưng hắn cố tình so bất luận cái gì thời điểm tâm đều tĩnh. Bởi vì trải qua hợp đạo một trận chiến, hắn minh bạch chính mình chênh lệch cùng chi hợp đạo cường giả có bao nhiêu đại, trừ bỏ tăng lên đột phá ở ngoài không còn hắn pháp. Hắn lo lắng cũng vô dụng. Bất quá đoạn thời kỳ nội là an toàn, bởi vì huyết anh hung hãn, khô chết một cái hợp đạo cấp bậc trung thượng thanh, bị thương nặng mặt khác hai cái hợp đạo cường giả, hơn nữa là chạy trốn, cho nên ngắn hạn nội bọn họ là sẽ không tới tìm hắn phiền toái. Bất luận cái gì sự bãi ở bên ngoài sau, ngược lại là chuyện tốt. Đây cũng là Dương Nghị Vân trong lòng bình tĩnh nguyên nhân. Hắn hiện tại bế quan dưỡng thương, cũng là phải hảo hảo đi hồi ức thể ngộ hợp đạo cường giả lực lượng, tìm kiếm đột phá chi đạo. Hắn hiện tại tu vi bản thân chính là điểm tới hạn thượng, khoảng cách đột phá đến hợp đạo chỉ là một đường chi cách. Nhưng đại quan tạp đột phá, thường thường không phải đơn giản như vậy, một đường chi cách, có khả năng sẽ tại hạ một giây đột phá, cũng có khả năng bình cảnh trăm năm ngàn năm vạn năm thậm chí là mấy chục vạn năm đều có khả năng. Bình cảnh quan khẩu là mỗi một cái tu luyện thần linh đều có, cũng là mỗi người phải đi tất nhiên chi lộ. Có chút người bước qua đi, có chút người còn lại là cả đời dừng chân tại chỗ.
Dương Nghị Vân biết chính mình phải đi lộ còn rất dài, thiên đạo quy tắc hòa hợp nói chi gian chênh lệch, làm hắn thấy được chính mình kỳ thật thực nhỏ yếu, hợp đạo cũng không phải tu luyện cho đến, hợp đạo 5 tầng lúc sau là hỗn nguyên siêu thoát thánh đạo, kia đem lại là một cái với hắn mà nói, hoàn toàn mới không biết tán tân thế giới. Một hồi thất bại, cũng không có đánh sập hắn lòng tự tin, ngược lại làm hắn sinh ra một cổ tử không chịu thua tin tưởng tới. Ở hư sơ trên người lĩnh giáo cường đại, ở trên người hắn chính là sỉ nhục, hắn muốn đích thân tìm trở về. Cái loại này đối mặt hư sơ phiên tay chi gian phiên vân phúc vũ cường đại cùng thong dong, cái loại này hư mới nhìn hắn như con kiến coi rẻ ánh mắt, Dương Nghị Vân ký ức hãy còn mới mẻ. Nhưng hắn biết, đây là sự thật, ở hợp đạo cường giả trước mắt, hắn chính là con kiến, này không phải đối phương tự đại, mà là thực lực quyết định. Dương Nghị Vân chán ghét cái loại này ánh mắt cùng cảm giác, đồng thời lại cũng tâm trí hướng về. Hắn cần thiết muốn đột phá đến hợp đạo trình tự. Dương Nghị Vân công đạo Medusa nhìn huyết anh, lúc sau hắn khoanh chân mà ngồi vào tu luyện chữa thương trạng thái. Bị hư mùng một đánh hắn cường đại thân thể gân mạch cốt cách đều chặt đứt hơn phân nửa, toàn bộ ngực sụp đổ đi xuống, đương nhiên đây là ngoại thương, kỳ thật với hắn mà nói không quan trọng, dùng sinh mệnh chi thủy cùng tu la đan sau, là có thể khôi phục lại. Ước chừng dùng 3 năm thời gian toàn bộ thân thể khôi phục như lúc ban đầu. Kế tiếp Dương Nghị Vân trong óc liền bắt đầu không ngừng hồi tưởng lúc ấy hư sơ đối hắn ra tay khi cái loại này hơi thở, kia chờ lực lượng. Chỉ cần hắn có thể lộng minh bạch, liền có rất lớn cơ hội bước vào hợp đạo chi cảnh đi. Này yêu cầu thiên phú hiểu được, càng cần nữa không ngừng đi tu luyện. Tại đây chờ trạng thái hạ, Dương Nghị Vân tu luyện tiến vào quên mình cảnh giới, quên mất hết thảy. Thực mau 10 năm mà qua, 100 năm mà qua, Medusa cũng ở hộ pháp đồng thời. Đả tọa khán hộ huyết anh, có phải hay không mở mắt ra nhìn xem Dương Nghị Vân, nhưng hai người đều không có tỉnh lại. Mà bên ngoài cấm chế cũng không có bị kích phát, này thuyết minh không có gì huyết thú lui tới, huyền ngang nhau người cũng không có trở về. Tu luyện tiếp tục. Đối thần linh tới nói, tu luyện chung thời gian là không tồn tại, đi qua ngàn năm lúc sau, ngày này Dương Nghị Vân rốt cuộc từ tu luyện trạng thái tỉnh lại. Thương thế hoàn toàn khôi phục, mà đối với khí chi lực hiểu được cũng tới rồi cực hạn. Hắn tựa hồ có mơ hồ khái niệm, tới rồi nơi này sau, lại cũng vô pháp ở tiếp tục đi xuống. Chỉ có thể dừng lại. Bởi vì ở tiếp tục đi xuống, Dương Nghị Vân biết cũng không có bất luận cái gì tác dụng, chỉ dựa vào hiểu được cùng trong óc suy đoán cùng với vận chuyển công pháp tu luyện căn bản vô pháp đột phá đến hợp đạo trình tự, đại quan khẩu đột phá, là yêu cầu cơ duyên. Bất quá lần này hắn cũng không phải không có thu hoạch, ít nhất hắn có một tầng mơ hồ cảm giác, chạm đến hợp đạo chi cảnh ngạch cửa. Liền kém một tầng giấy cửa sổ giống nhau gần sát, là có thể đột phá đến hợp đạo chi cảnh. Đối với khí chi lực, cùng hắn năm đó từ trường thanh thánh nhân chấp niệm nơi nào hiểu biết không sai biệt nhiều, chính là hắc ám quy tắc phủ giống nhau lực lượng, là hết thảy thiên địa chi gian năng lượng nhất cực hạn căn bản nguyên. Chờ hắn đem trong cơ thể thân thể đột phá cực hạn thời điểm, chính là thần lực hóa khí, cũng chính là đột phá đến hợp đạo thời điểm. Cái này tiêu chuẩn rõ ràng hiện ra ở thần hạch đạo chủng trong vòng 10 đạo nói trên cây, cùng trước kia phỏng đoán giống nhau, hắn lần này tu luyện đến ra kết luận chính là 10 đại đạo thụ trường cao đến 100 mét hết sức, chính là hắn tu vi bước vào hợp đạo là lúc. Hiện tại 10 đại đạo thụ đã vô hạn tiếp cận 100 mét độ cao, đạt tới 99 mế. Liền kém cuối cùng 1 mét, hắn có dự cảm là có thể tiến giai. Một hồi tu luyện ngàn năm búng tay vung lên mà qua. Nhưng Dương Nghị Vân nội tâm bởi vì bị hư sơ trọng thương hoặc là nói bị hư sơ đả kích lòng tự tin lại về rồi. Tuy rằng lần này tu luyện khôi phục không có đột phá, nhưng hắn đích đích xác xác chạm đến hợp đạo ngạch cửa, có tin tưởng tùy thời sẽ đột phá. Chỉ cần một kích cơ hội. Bất quá hắn cũng rõ ràng, không thể sốt ruột, tu luyện tới rồi hắn cái này trình tự, càng là minh bạch mỗi một bước không dễ dàng, tâm cảnh có đôi khi so tu luyện càng quan trọng. Tu đạo chính là tu tâm. Cùng cường giả chiến đấu nguy hiểm, nhưng cũng có thể hấp thu tới cường giả kinh nghiệm. Cảm giác tiếp xúc đều là tu hành. Chiến đấu càng là trực tiếp nhất hữu hiệu tu luyện. Medusa trước tiên cảm nhận được Dương Nghị Vân tỉnh lại. Bá một chút xuất hiện ở Dương Nghị Vân bên người, thần tôn. Nàng mặt cơ hồ dán tới rồi Dương Nghị Vân trên mặt, nói chuyện hết giận đều có thể cảm nhận được. Đây là bởi vì nàng ở lo lắng, rốt cuộc ngàn năm. Mà huyền ngang nhau người như cũ không có tin tức. Dương Nghị Vân nhìn Medusa kia tuyệt mỹ luyện đan, cầm lòng không đậu nuốt nuốt nước miếng, thoáng về phía sau một lui nói, người vất vả,
Huyền cùng bọn hắn nhưng có tin tức truyền đến. Không có, này đều suốt 1000 năm đi qua, Medusa nói. Nhìn đến Medusa lo lắng bộ dáng, hai tròng mắt cảm xúc thật biểu lộ, Dương Nghị Vân phát hiện nàng càng thêm có mị lực. Vốn dĩ chính là thế gian độc nhất vô nhị Medusa xà vương, hóa hình làm người bộ dáng băng nhan vô pháp nhìn thẳng, nói chuyện dễ nghe, dáng người ma quỷ, khoảng cách thân cận quá Dương Nghị Vân thật đúng là có điểm không quá thích ứng. Ngược lại là làm hắn có khung cực nóng ở trong cơ thể dâng lên. Nếu là bình thường, Dương mẫu nhân khả năng sẽ áp xuống này sợi ngọn lửa, nhưng là trải qua ngàn năm tu luyện hiểu được, hắn đạo tâm hiểu được lại tiến thêm một bước, minh bạch một đạo lý, muốn tiến giai liền không thể áp chế trói buộc chính mình tư tưởng. Đối mặt Medusa, Dương Nghị Vân nhìn nhìn như cũng ngủ say ở góc không có thức tỉnh huyết anh, suy nghĩ một chút không có tin tức huyền ngang nhau người, mở miệng nói, không cần sốt ruột, có tin tức sẽ tự mà đến, bọn họ người nhiều, sẽ không có việc gì, hiện tại ta muốn thỉnh ngươi giúp một cái vội hảo sao. Cái gì? Medusa nghe được Dương Nghị Vân nói chuyện, theo bản năng hỏi. Bất quá lúc này nàng hai mắt cùng Dương Nghị Vân bốn mắt nhìn nhau, những lời này hỏi ra tới, khá vậy thấy được Dương mẫu nhân hai tròng mắt trung tinh quang lấp lánh như ngọn lửa, Medusa cũng không phải là cái gì tiểu yêu thần, nàng tu luyện vô số năm, cái gì chưa thấy qua. Tự nhiên minh bạch Dương mẫu nhân giờ phút này ánh mắt lập lòe ý nghĩa cái gì. Khuôn mặt xoát một chút liền đỏ. Theo bản năng cúi đầu, liền phải trốn đến một bên đi. Nhưng lại là bị Dương Nghị Vân duỗi ra tay chảo chủ tay nàng, ngay sau đó dùng một chút lực liền đến Dương mẫu nhân trong lòng ngực. Medusa cả người run lên, nguyên bản lạnh băng thân thể đột nhiên liền nhiệt lên. Mà Dương mẫu nhân còn lại là vung tay lên, một cái ngũ thải kết giới xuất hiện. Hai người đang ở kết giới, ngoại giới ngăn cách. Thần tôn ta, đừng nói ta, ngươi là của ta. Đối Medusa Dương mẫu nhân vẫn luôn đều bảo trì giả khoảng cách, nhưng lúc này tâm cảnh chuyển biến, hắn sẽ không áp chế chính mình đạo tâm, vì có thể đột phá hợp đạo, hắn sau này liền làm hài lòng mà làm sự. Đã sớm ý niệm, chỉ là hôm nay muốn thực hiện. Dương mẫu nhân sở là thỉnh Medusa giúp hắn một cái vội, lời này kỳ thật cũng không sai. Thuận Dương mẫu nhân tâm, đó là giúp hắn ý niệm hiểu rõ, như thế cũng đem với tu vi hữu ích. Ba ngày lúc sau kết giới biến mất, hai người lại lần nữa xuất hiện ở sơn động. Sở bất đồng chính là, Medusa đối Dương mẫu nhân xưng hô biến thành vân tử. Ta đi bên ngoài nhìn xem huyền cùng bọn hắn có hay không tin tức truyền đến. Ra kết giới lúc sau, Medusa trên mặt mang theo thẹn thùng nói chuyện chung trốn giống nhau ra sơn động. Ha ha! Dương mẫu nhân nhìn nàng trốn giống nhau bóng dáng cười ha ha, ngay sau đó lại là nghĩ huyết anh đi đến. Ngàn năm đi qua, huyết anh như cũ ở ngủ say không tỉnh lại, đối này hắn là có chút lo lắng, lúc này chuẩn bị đi kiểm tra một chút huyết anh tình huống. Dương Nghị Vân đem huyết anh ôm ở trong lòng ngực, cẩn thận cảm thụ một chút, huyết anh hơi thở so ngàn năm trước ổn định nhiều, hiện tại giống như là ngủ say giống nhau, như cũ không có tỉnh lại dấu hiệu. Hắn thử thần thức đi xét huyết anh trong cơ thể tình huống, như cũ giống như trước đây bị huyết anh trong cơ thể một cổ lực lượng bắn ngược trở về, căn bản không thể xem xét, liền cũng từ bỏ, chỉ cần huyết anh không có việc gì liền hảo. Vân tử đoạn thân vừa trở về. Nhưng vào lúc này, sơn động ngoại nhớ tới Medusa thanh âm. Dương Nghị Vân ôm huyết anh đi ra ngoài. Ba người ở cửa động chạm mặt. Nhìn đến đoạn thân mới vừa thời điểm, Dương Nghị Vân tức khắc trong lòng lột bột một chút, bởi vì giờ phút này đoạn thân mới vừa thoạt nhìn phi đầu tán phát cả người có vài chỗ miệng vết thương, rất là chật vật, không hề nghi ngờ là có hại, cũng không có nhìn đến những người khác trở về. Lão đoạn sao lại thế này? Hắn vội vàng hỏi đoạn thân cương. Đoạn thân mới vừa ăn mặc khí thô nói. Chủ nhân chúng ta lâm vào một chỗ tuyệt địa, hơn nữa bị vây công, thuộc hạ liều mạng chạy ra tới hội báo tình huống. Vây công, bị biển máu dị thú vây công. Dương Nghị Vân ngây người chung hỏi. Đoạn thân mới vừa dọc theo nước miếng còn lòng còn sợ hãi nói, hẳn là xem như biển máu dị thú, nhưng cũng không đúng, nhìn không giống, nhưng có là ở biển máu, là long, 10 điều chân long thần thú, trong đó có một cái ngũ trảo kim long cầm đầu, hơi thở đáng sợ đến dọa người. Hẳn là đã bước vào hợp đạo tu vi, quá đáng sợ. Nghe đến đó thời điểm, Dương Nghị Vân cả người đều là chấn động, vội vàng đánh gãy đoạn thân mới vừa nói, từ từ. Ngươi xác định là long, chân long. Thuộc hạ tận mắt nhìn thấy sẽ không từ, chính là thần thú chân long, không biết có phải hay không biển máu ra đời, dù sao rất cường đại, trong đó 9 điều chân long hơi thở đều là thiên đạo 5 trọng đỉnh bộ dáng,
duy độc cầm đầu ngũ trảo kim long, cường đại đáng sợ, chúng ta ở biển máu chỗ sâu trong tìm kiếm thánh đạo máu mà suốt ngàn năm, rốt cuộc tìm được rồi một chỗ khả nghi nơi, xông vào thời điểm, liền bị chân long công kích. Đoạn thân mới vừa nói chuyện thời điểm như cũ là lòng còn sợ hãi bộ dáng, sắc mặt đều trắng bệch. Nhưng là nghe đoạn thân mới vừa nói chuyện, Dương Nghị Vân lại là nội tâm có chút kích động lên. Trong tam giới thần thú đều là rất ít, lập tức xuất hiện 10 đại chân long, này cơ hồ không có khả năng. Nhưng là ở hắn nghĩ đến, lại là bình thường. Bởi vì hắn nghĩ tới chính mình nữ nhân Mai Tỷ. Mai Tỷ lúc trước là linh hồn bám vào người Long Ngư, ở Càn Khôn Hồ trung trọng sinh, cuối cùng tiến hóa vì Long, liên quan hắn năm đó dưỡng ở Càn Khôn Hồ không gian Long Ngư từng điều đều tiến hóa thành chân long, đi bước một đi tới tiên giới, lại sau lại hắn đi vĩnh hằng thần giới thời điểm. Mai Tỷ các nàng phi thăng thần giới, nhưng lại bị thỏ ra mang đi. Dựa theo lão nhân nói, thỏ ra mang theo tiên giới vân môn sở hữu thần thú tất cả đều tiến vào chúng thần vực thế giới, cho nên nói đường hắn nghe được đoạn thân mới vừa nói chân long thời điểm, hắn trong óc trước tiên liền nghĩ tới Mai Tỷ. Hơn nữa một chút 10 đại chân long, có rất lớn có thể là Mai Tỷ, Dương Nghị Vân không tin biển máu trong vòng có cái gì long tộc, toàn bộ thần giới cũng không nghe nói tồn tại cái gì long tộc. Chỉ có 10 điều chân long, trong đó một cái là kim long ngươi xác định. Dương Nghị Vân lại hỏi một câu. Đoạn thân mới vừa cười khổ nói, chủ nhân a, tuy rằng chỉ là trong nháy mắt, nhưng lại làm thuộc hạ ảnh hưởng khắc sâu, đương nhiên sẽ không nhìn lầm. Chủ nhân hiện tại vấn đề là, ta lo lắng những người khác, ta là chạy ra tới cho ngài báo tin tới, còn không biết những người khác sẽ thế nào, có thể hay không bị kia 10 đại chân long cấp ăn đi, lại nói tiếp chúng ta cũng là thật đủ xui xẻo. Thật vất vả tìm được rồi hư hư thực thực thánh đạo máu địa phương, mới vừa đi vào cái gì cũng chưa nhìn cái gì cũng chưa làm đã bị 10 đại chân long cấp công kích. Chủ nhân a, chúng ta chạy nhanh đi cứu người đi, chậm một chút nữa sợ là. Dương Nghị Vân điểm này đầu, trong lòng ngực ôm huyết anh nói, hành, vừa đi vừa nói chuyện đi. Hắn kỳ thật đã hơn phân nửa xác định là Mai Tỷ, cũng chỉ có Mai Tỷ bản thể vừa lúc là ngũ trảo kim long. Liền tính là Mai Tỷ. Khá vậy chưa thấy qua thần giới vân môn thần cảnh người, đặc biệt lần này đi theo hắn tiến đến thiên đạo cấp bậc thủ hạ, đều là đại đa số đều là năm đó từ vĩnh hằng thần giới mang đến. Năm đó từ vĩnh hằng thần giới ra tới lúc, thỏ ra đã sớm mang theo Mai Tỷ cùng tiểu phượng hoàng các nàng rời đi, thậm chí còn đều không có đi qua vân môn thần cảnh. Nếu là hai bên nhận thức nói, tự nhiên sẽ không có xung đột. Đương nhiên nếu thật là Mai Tỷ nói, hắn tin tưởng huyền ngang nhau người cũng sẽ không có sự, đều là hắn vân môn người. Hắn tin tưởng Mai Tỷ nhất định có thể phán đoán ra tới. Nói thật hắn trong lòng thực kích động. Nếu thật muốn là Mai Tỷ, như vậy chẳng phải là thỏ ra cùng tiểu phượng hoàng điêu nhi bọn họ cũng đều ở. Ba người đi ra hải đảo, thực mau tiến vào biển máu, ở đoạn thân mới vừa dẫn dắt hạ, tốc độ đạt tới cực hạn bay qua ở đáy biển. Bên người Medusa tựa hồ cảm nhận được Dương Nghị Vân cảm xúc dao động, chung quy là nữ nhân ở phương diện này là tương đối mẫn cảm, một bên phi hành một bên hỏi. Ta như thế nào cảm giác ngươi một chút đều không lo lắng, ngược lại có chút kích động. Dương Nghị Vân ha ha cười nói, ngươi thông minh nhất. Khen một câu, Dương Nghị Vân cũng không giấu giếm, kế tiếp trực tiếp đối Medusa cùng đoạn thân mới vừa nói, 10 đại chân long vô cùng có khả năng là Mai Tỷ. Đương nhiên ngắn gọn giải thích một chút, Mai Tỷ cũng là chính mình nữ nhân sự, cái này làm cho Medusa ở nhẹ nhàng thở ra đồng thời, cũng có chút ăn hương vị, ngươi rốt cuộc có bao nhiêu nữ nhân. Dương mẫu nhân xấu hổ cười nói, khả năng mấy chục cái đi. Người sau thẳng trợn trắng mắt. Đoạn thân mới vừa nghe xong cũng là sửng sốt, chính mình cái này chủ nhân cũng quá nghiêu bức đi. Nếu 10 đại chân long thật là chủ nhân nữ nhân Mai Tỷ kia. Đoạn thân mới vừa không dám thâm nhập suy nghĩ, bất quá treo tâm cuối cùng là thả lỏng hơn phân nửa tiệt, trong lòng một cái kính cầu nguyện, nhất định phải là chủ nhân nữ nhân A. Nếu không huyền cùng bọn hắn đã có thể biến thành điểm tâm. Đừng lo lắng, ta tin tưởng nhất định là Mai Tỷ, người tiếp xúc thời điểm nhưng có cảm nhận được huyết sát chi khí ở những cái đó chân long trên người. Dương Nghị Vân hỏi, đoạn thân mới vừa lúc này trong lòng bình tĩnh một ít, cẩn thận ngẫm lại tựa hồ thật đúng là không có cảm nhận được những cái đó chân long trên người phát ra huyết sát khí. Lắc đầu nói, giống như còn thật không có. Này không kết, nhưng phàm là biển máu ra đời thậm chí là toàn bộ chúng thần vực thế giới dị thú huyết thú, đều có huyết sát hơi thở. Ngươi nhìn đến chân long còn lại là không có, chỉ có thể nói các nàng không phải biển máu dị thú, như vậy vô cùng có khả năng chính là Mai Tỷ các nàng. Dương Nghị Vân cấp đoạn thân mới vừa phân tích một chút.
Đoạn Thân vừa định thầm nghĩ, chỉ hy vọng như thế. 9 vạn dặm biển sâu, Dương Nghị Vân ba người cấp tốc phi hành, Đoạn Thân mới vừa ngựa quen đường cũ, thực mau liền đến địa phương. Đi thời điểm, bọn họ tiêu phí ngàn năm thời gian, đây là bởi vì không sai biệt lắm đem toàn bộ biển máu đều phiên một lần, cũng đụng phải rất nhiều biển máu dị thú, chiến đấu chém giết thảm thiết, tự nhiên hao phí thời gian, hiện tại còn lại là thẳng đến mục đích địa, tự nhiên cũng liền nhanh. Chủ nhân tới rồi, chính là phía trước nào một chỗ ngọn núi hạ. Đoạn Thân mới vừa chỉ vào đáy biển chỗ sâu trong một chỗ mấy chục mét huyết sắc hải sơn nói. Nói chuyện chung ba người bay vọt đi xuống, tới rồi chân núi. Dương Nghị Vân thấy được một ngụm mạo bọt nước suối nguồn hỏi, không phải là này khẩu suối nguồn nơi đi. Đoạn Thân mới vừa cười nói, chủ nhân thật đúng là, này khẩu đáy biển suối nguồn có khác huyền cơ, chúng ta lúc trước cũng là tìm rất nhiều, mới phát hiện, ngài chính mình cảm thụ một chút, suối nguồn trong vòng không gian năng lượng thực mỏng manh, không cẩn thận cảm thụ thật đúng là phát hiện không được, nhưng là đi vào lúc sau lại là có không gian thật lớn. Dương Nghị Vân trong lòng vừa động cẩn thận cảm thụ, thật đúng là như thế. Đi thôi đi vào. Trong lòng ngực hắn ôm huyết anh, toàn thân thần lực bao vây, một bước bước ra, tiến vào đường kính 3 mét suối nguồn bên trong. Đoạn Thân mới vừa và Medusa vội vàng theo đi lên, ba người ngay sau đó biến mất ở suối nguồn chung. Ngay sau đó Dương Nghị Vân cảm nhận được tiến vào suối nguồn chi thủy sau, có không gian năng lượng vận chuyển, đảo cũng không hoảng loạn, đây là bình thường không gian truyền tống. Nơi đây sợ là có người có thể tu sửa mà thành nhập khẩu. Dựa theo Huyền Cùng lời nói, thánh đạo máu nơi kỳ thật chính là một chỗ mộ địa, có cổ thánh đạo cường giả ngã xuống, có nhân tu kiến một chỗ mộ mà đảo cũng bình thường. Ong! Bên tai một tiếng nổ vang. Ngay sau đó hắn cảm giác dưới chân một thật, lại là dẫm lên mặt đất. Một chỗ hơn 1.000 bình phương đại không gian xuất hiện ở trong tầm mắt. Vân Tử! Một tiếng kinh hỉ, mang theo run rẩy chi âm tức khắc từ nơi xa truyền đến. Dương Nghị Vân sau khi nghe được cũng là cả người chấn động, quá quen thuộc thanh âm. Không phải Mai Tỷ lại là ai? Vừa chuyển đầu một đạo kim quang khoảnh khắc tới, ở hắn trước người 3 mét hóa thành một cái một thân kim quang hoa lệ quý khí bức người nữ tử. Mai Tỷ. Dương Nghị Vân mở miệng run thanh kêu xuất khẩu. Đã bao nhiêu năm? Rốt cuộc gặp lại. Giây tiếp theo Mai Tỷ liền bổ nhào vào trong lòng ngực hắn. Hai người ôm nhau ở bên nhau. Mà lúc này, Đoạn Thân mới vừa và Medusa từ nhập khẩu tiến vào. Nơi xa Huyền ngang nhau người một cái không ít xuất hiện. Thấy như vậy một màn Đoạn Thân mới vừa lẩm bẩm tự nói, chủ nhân quả nhiên là chủ nhân, cư nhiên thực sự có chân long nữ nhân a, thật sự gọi người hâm mộ. Giờ phút này Đoạn Thân mới vừa biết, cùng Dương Nghị Vân ôm nhau ở bên nhau cẩm y nữ tử, tất nhiên chính là phía trước hắn chứng kiến quá kim long, hơi thở không lừa được người. Bất quá hắn này một câu lại là còn tới bên người Medusa lạnh như băng trừng mắt, Đoạn Thân vừa ly khai câm miệng, vội vàng lóe người hướng về Huyền ngang nhau người mà đi, hắn hiện tại muốn biết hắn rời đi sau, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Xem ra cũng không có chân chính đánh lên tới. Sự tình quả nhiên như Dương Nghị Vân sở liệu chút nào không kém, 10 đại chân long thật đúng là chính là Mai Tỷ. Cùng Huyền ngang nhau người không đánh lên tới, cũng đều đoán trước tới rồi. Huyền ngang nhau nhân thân thượng tự nhiên có thuộc về sinh mệnh chi thủy hơi thở, Mai Tỷ bản thân chuyển biến liền tới tự sinh mệnh chi thủy trước tiên cảm nhận được sinh mệnh chi thủy hơi thở, hai bên giao thủ lúc sau, Mai Tỷ liền cảm nhận được, kết quả dừng lại một hiểu biết, thật đúng là người một nhà. Cho nên nói chờ Đoạn Thân vừa ly khai lúc sau, chiến đấu kỳ thật liền kết thúc. Mọi người đều đang chờ Dương Nghị Vân đã đến. Đương nhiên chỉ là hai bên chỉ là tạm thời đích xác định, rốt cuộc cũng chưa đã gặp mặt. Cứ việc cũng chưa ở động thủ, khá vậy đều vẫn duy trì nhất định khoảng cách, chờ đợi Dương Nghị Vân tiến đến. Chờ Dương Nghị Vân tiến đến lúc sau, mới có thể chân chính xác định có phải hay không người một nhà. Không riêng gì Đoạn Thân mới vừa nhẹ nhàng thở ra, đứng ở bên kia Huyền ngang nhau người nhìn đến cái kia một thân kim y nữ tử cùng thần tôn đại nhân ôm nhau lúc sau lại làm sao không phải treo tâm rơi xuống đất. Kỳ thật đánh cũng không có chân chính đánh lên tới. Chỉ có thể xem như một lần giao phong lúc sau cái kia cầm đầu kim y nữ tử liền hóa hình làm người dừng lại, hơn nữa hỏi bọn hắn có phải hay không càn khôn thần điện người. Có phải hay không nhận thức Dương Nghị Vân? Hai vấn đề Huyền Cùng đều trả lời là, lúc sau đơn giản câu thông, mới biết được 10 đại chân long cùng thần tôn đại nhân có sâu xa, vì thế hai bên bảo trì giả khoảng cách dừng lại, Huyền đồng thời tố nàng, chạy ra đi cái kia là đi tìm thần tôn tiến đến,
đại gia chờ đó là. Nếu là thật đánh lên tới, Huyền Đồng Chi nói bọn họ nhiều người như vậy đối kháng 10 đại chân long, thật đúng là không có gì tự tin. Bởi vì nhân gia là long a. Cường đại thần thú hơi thở, cảm giác áp bách vô cùng cường đại. Đặc biệt cầm đầu kim long, ở huyền cùng cảm giác trung tựa hồ cùng năm đó xuất hiện hư sơ ngang nhau, hơi thở thượng ở hợp đạo, mà mặt khác 9 đại nhan sắc khác nhau chân long lại là đứng đầu thiên đạo 5 trọng cấp bậc, cùng hắn tương đương. Tại đây chờ thực lực đối lập hạ, Huyền Đồng Chi nói chỉ cần cầm đầu kim long bọn họ đều không đối phó được. Thẳng đến đối phương hóa hình thành nhân, biến thành kim y nữ tử hỏi ra mấy vấn đề lúc sau dừng tay, bọn họ mọi người mới tặng khẩu khí. Đương nhìn đến thần tôn Dương Nghị Vân cùng kim y nữ tử ôm nhau ở bên nhau sau, huyền ngang nhau người cùng đoạn thân mới vừa là một cái trong lòng, đối Dương mẫu nhân trong lòng chỉ có hai chữ thật nghiêu. Mà Dương Nghị Vân đâu? Cùng Mai tỷ cửu biệt gặp lại. Không thiếu được một phen ấm lòng lời nói. Nhưng là bốn phía còn có một chúng thủ hạ đều nhìn, cũng không thể ra mặt quá dày. Mà Mai tỷ càng không phải một cái tiểu nữ tử tính cách. Dương Nghị Vân lôi kéo Mai tỷ đối với mọi người nói, nàng kêu Mai tỷ, là thê tử của ta, cũng là vân môn người. Ngắn gọn một câu liền giới thiệu Mai tỷ. Huyền ngang nhau người vội vàng tiến lên chào hỏi, gặp qua Mai thần mẫu. Phía trước một hồi hiểu lầm. Còn hảo không lương thành đại sai, đại gia nhiều đảm đương. Mai tỷ thoải mái hào phóng tư thái rất thấp nói chuyện, làm huyền ngang nhau nhân tâm thực thoải mái. Ngay sau đó lại là Mai tỷ dẫn dắt 9 đại chân long, tiến lên lễ bái Dương Nghị Vân, bái kiến chủ nhân. Trên thực tế từ đầu đến cuối ra đời với càn khôn hồ không gian chân long, đều là Dương Nghị Vân năm đó ở quê quán tiên nữ hồ bắt được long ngư tiến hóa mà đến, từ đầu đến cuối đều nhận Dương Nghị Vân là chủ. Điểm này vẫn luôn cũng chưa biến, nào Mai tỷ dẫn dắt bọn họ trở thành Long Vương, này đó Long Ngư biến thành chân Long đều nhận Dương Nghị Vân là chủ, mà Mai tỷ cũng vẫn luôn đều cường điệu sở hữu Long tộc. Chư vị đều lên, nhà mình không cần khách khí, tái kiến các ngươi ta rất cao tân. Dương Nghị Vân đi qua đi nhất nhất đem 9 đại chân Long nâng dậy. Lúc sau, Dương Nghị Vân cũng giới thiệu đại gia cấp Mai tỷ đám người. Đương canh cánh thiệu đến Medusa thời điểm. Dương mẫu nhân có điểm xấu hổ, nhưng cũng làm cho mọi người mặt nói, Medusa sau này cũng là vân môn thần cảnh thần mẫu chi nhất. Đối này huyền ngang nhau người không hề gợn sóng, thấy nhiều không trách, tu đạo chi con đường lữ là lúc, cũng là đại đạo một vòng, không có gì đại kinh tiểu quái, ngược lại hâm mộ Medusa. Chỉ có Mai tỷ trừng mắt nhìn Dương Nghị Vân liếc mắt một cái, bất quá đối Medusa thời điểm, Mai tỷ lại là thực thanh nhiệt tiến lên lôi kéo Medusa tay kêu muội muội. Medusa. Cứ việc nàng là Medusa nữ vương, nhưng chung quy là xà thuộc, đối mặt Mai tỷ này thần thú chân long, mặc kệ là ở huyết mạch giai cấp thượng vẫn là ở tu vi thượng, đều làm nàng đối Mai tỷ cảm thấy sợ hãi, ngoan ngoãn kêu tỷ tỷ. Một phen khách sáo lúc sau, đại gia xem như nhận thức. Dương Nghị Vân vẫn là bốn phía lại là không thấy được thỏ ra đám người, cũng không có nhìn đến mặt khác long tộc, từ càn khôn hồ đi ra chân long cũng không phải là mấy chục điều tồn tại. Liền mở miệng hỏi nói. Mai tỷ hương hương cùng tiểu phượng hoàng các nàng đâu? Mai tỷ nhìn thoáng qua Dương Nghị Vân cười khổ nói, trên thực tế ta chỉ biết các nàng đều ở chúng thần vực thế giới, nhưng cụ thể ở đâu ta cũng không biết. Dương Nghị Vân sửng sốt, lời này từ đâu mà nói lên? Theo ta hiểu biết các ngươi phi thăng lúc sau không đều là bị thỏ ra mang vào chúng thần vực sao? Mai tỷ mở miệng nói, năm đó phi thăng lúc sau, chúng ta thật là bị thỏ ra đều mang vào chúng thần vực thế giới, nhưng tiến vào lúc sau. Cái kia lão bất tử liền đem chúng ta mất hết biển máu, chỉ nói cho chúng ta một câu, biển máu trong vòng có thánh đạo máu, có thể được chi chúng ta không ngừng tiến hóa, nếu không chúng ta đã bị biển máu dị thú ăn luôn. Nói nơi này thời điểm Mai tỷ là nghiến răng nghiến lợi đồng thời, còn cả người đánh một chút run run, tựa hồ nghĩ tới thực đáng sợ sự tình. Ngay sau đó Mai tỷ chậm rãi mở miệng nói, ta năm đó bên người mang theo 36 điều chân long phi thăng thần giới, bị cái kia lão bất tử ném vào biển máu lúc sau. Cuối cùng sống sót chỉ có chúng ta là cái. Biển máu ác liệt vượt quá tưởng tượng, chúng ta mỗi ngày bị biển máu dị thú công kích, mỗi ngày ở chiến đấu chém giết, liên tục tam vạn năm cũng chưa đình chỉ. Trong lúc mặt khác chân long ngã xuống, nhưng sống sót đích xác như cái kia lão bất tử thỏ ra lời nói, càng ngày càng cường đại, chúng ta ngay từ đầu kỳ thật đã bị lão bất tử ném vào biển máu suối nguồn chung, cũng chính là nơi này cái gọi là thánh đạo máu nơi, đích xác nơi này có thánh huyết chi lực tồn tại. Mỗi ngày hấp thu tu vi đều ở bay nhanh tăng trưởng,
nhưng cũng đều không có lúc nào là bị xông tới biển máu dị thú công kích. Chém giết tam vạn năm, đều bồi hồi ở sinh tử bên cạnh, cuối cùng chúng ta cơ hội giết hết biển máu dị thú, mấy năm gần đây đã rất ít có huyết thú xông tới, cũng có thể là nơi này thánh huyết chi lực bị chúng ta hấp thu sạch sẽ sau, những cái đó biển máu dị thú mất đi hứng thú đi, thẳng đến các ngươi đã đến. Dương Nghị Vân nghe Mai Tỷ nói xong, cả người đều run lên, cứ việc Mai Tỷ nói nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng đến nhiều năm như vậy, các nàng đối mặt kiểu gì gian nan hoàn cảnh. Trong lòng đối thỏ ra nguyền rủa lên. Trách không được Mai Tỷ một ngụm một cái lão bất tử. Thực hiển nhiên thỏ ra cố ý như thế an bài, chính là vì mài rũa Mai Tỷ các nàng trưởng thành, hiệu quả đích xác cường đại, giờ phút này đứng ở hắn bên người Mai Tỷ hơi thở tuyệt đối đạt tới hợp đạo một tầng. Dư giả chín đại chân long tuy rằng không có hợp đạo, nhưng cũng là thiên đạo quy tắc năm trọng đỉnh. Dương Nghị Vân không biết nên khóc hay nên cười. Mai Tỷ hợp đạo cấp bậc, đây là đại hỷ. Nhưng đại giới không khỏi quá lớn. Long ngư tộc chân long hơn 30 điều, chỉ còn lại có Mai Tỷ dẫn dắt 9 điều chân long. Thật đúng là vật cạnh thiên trạch, cường giả sinh tồn pháp tắc. Hắn hiện tại lo lắng chính là, thỏ ra lão ca lão bất tử, đem tiểu phượng hoàng cùng điêu nhi các nàng thế nào. Đối Mai Tỷ các nàng đều như thế an bài, như vậy đối tiểu phượng hoàng các nàng hiển nhiên cũng sẽ không có cái gì đối xử tử tế. Dựa theo Mai Tỷ giảng thuật, thỏ ra đối với các nàng an bài đều là đã sớm dự định tốt, hoàn toàn là từ linh pháp tắc, ném một chỗ chỉ cần có thể sống sót, người chính là cường giả, sống không được tới đó chính là chết. Còn hảo cuối cùng Mai Tỷ sống sót, nhưng long tộc chết mất hơn phân nửa. Chỗ tốt là, Mai Tỷ cùng dư lại 9 điều chân long, tu vi lên trời. Đặc biệt là Mai Tỷ đều đạt tới hợp đạo một tầng tu vi. Hơi thở thượng cùng hư sơ không phân cao thấp. Đương nhiên Mai Tỷ đối thần giới tu luyện cảnh giới cái gì cũng không biết, bởi vì phi thăng lúc sau đã bị thỏ ra mất hết biển máu, nhiều năm như vậy qua đi, nàng cũng không ở nhìn thấy quá thỏ ra cùng tiểu phượng hoàng các nàng. Kế tiếp 10 ngày thời gian, Dương Nghị Vân đều ở cùng Mai Tỷ bọn họ lẫn nhau nói chuyện với nhau, cái gì đều liêu, nói hắn nói vân môn thần cảnh, nói tu luyện chi đạo, nói thần giới tu luyện cảnh giới, nói địch nhân nói bằng hữu. Cũng là ngày thứ 10 Dương Nghị Vân mang theo Mai Tỷ cùng mọi người rời đi biển máu. Lần này biển máu hành trình nguyên bản là tìm kiếm thánh đạo máu, hắn liền không nói, tu luyện ngàn năm, huyền ngang nhau người là chủ lực, tìm được rồi thánh đạo máu nơi, nhưng lại sớm bị Mai Tỷ các nàng cấp hấp thu luyện hóa. Nhưng ở Dương Nghị Vân trong lòng lại là vô cùng cao hứng, Mai Tỷ là chính mình nữ nhân, nàng ở biển máu thánh đạo máu mà tiến hóa tới rồi hợp đạo một tầng cảnh giới. Nàng tăng lên ở Dương Nghị Vân trong lòng so với chính mình tăng lên đều cao hứng. Có Mai Tỷ xuất hiện, hắn cuối cùng trong lòng có điểm tự tin, nếu là ở có hợp đạo cường giả xuất hiện, cũng không đến mức không hề có sức phản kháng, thậm chí làm huyết anh một cái trẻ con đi kháng sự tình. Lại nói Mai Tỷ bên người chín đại chân long, nhưng đều là thiên đạo quy tắc năm trọng cường giả, đứng đầu cái loại này. Các nàng trưởng thành xem như bay nhanh. Chân chính lại nói tiếp. Dựa theo Mai Tỷ nói chuyện các nàng từ tiên giới phi thăng thần giới tiến vào chúng thần vực biển máu đều qua đi tam vạn nhiều năm, tu luyện chém giết tam vạn nhiều năm, kỳ thật dựa theo ngoại giới thời gian đối lập, không đến 2 vạn cũng chính là vạn nhiều năm thời gian mà thôi. Nói cách khác ở chúng thần vực thế giới thời gian cùng ngoại giới là không nhất trí, điểm này cũng bình thường, rốt cuộc chúng thần vực bản thân chính là bình thường không gian thế giới. Tam vạn nhiều năm tu luyện Mai Tỷ có thể bước vào hợp đạo, trừ bỏ bản thân thánh đạo máu năng lượng hấp thu. Càng có rất nhiều các nàng chém giết trưởng thành, cho nên mới sẽ nhanh chóng như vậy. Đương nhiên quan trọng nhất chính là Mai Tỷ các nàng là chân long chi thân, là long tộc huyết mạch, là trong thiên địa cường đại thần thú, trưởng thành thiên phú hoàn toàn bị kích phát rồi ra tới. Này cũng từ mặt bên thuyết minh, thỏ ra cái kia lão bất tử, đích xác có thủ đoạn, mang theo hắn tại hạ giới một chúng thần thú, tiến vào chúng thần vực thế giới thật đúng là thật tinh mắt, hoặc là nói thỏ ra bản thân liền đối thần thú tiến giai chi lộ vô cùng hiểu biết. Lão con thỏ trong bụng là thật sự có liêu. Đối Mai Tỷ các nàng tuy rằng thủ đoạn cấp tiến, nhưng hiệu quả lại là thực lộ rõ. Nhưng đối Mai Tỷ các nàng tới nói quá mức tàn nhẫn, có thể tưởng tượng đến, Mai Tỷ các nàng bị thỏ ra mất hết biển máu thời điểm là cỡ nào tình trạng. Vừa mới phi thăng thần giới tu vi chỉ là tiểu thần nhân mà thôi, trực tiếp đã bị mất hết biển máu đối mặt biển máu cường đại dị thú, tam vạn năm tới mỗi ngày đều giãy giụa ở sinh tử bên cạnh. Dùng phương thức này kích phát ra các nàng trong cơ thể thần long máu tiềm lực mà trưởng thành. Tuy rằng tàn khốc nhưng lại hữu hiệu. Dương Nghị Vân ngấm lại cũng nghĩ mà sợ, vạn nhất Mai Tỷ có bất trắc gì đâu.
hắn cũng nguyền rủa thỏ ra. Hiện tại hắn càng lo lắng chính là tiểu phượng hoàng các nàng, thỏ ra đối Mai tỷ đều như vậy đau khổ thê thảm an bài, như vậy đối tiểu phượng hoàng cùng điêu nhi các nàng chẳng phải là muốn càng tàn khốc. Trong lòng một cái kính nói thầm, lão bất tử thỏ ra ngươi nhưng ngàn vạn đừng làm cho tiểu phượng hoàng cùng điêu nhi có việc, các nàng phải có sự, ta chọc vòng không được ngươi. Đối với Dương Nghị Vân tới nói, hắn căn bản liền không trông cậy vào tiểu phượng hoàng cùng điêu nhi lấy ngẫu nhiên rất cường đại, chỉ hy vọng các nàng bình an. Nhưng dùng Mai tỷ nói, thỏ ra lúc trước đối với các nàng nói qua, các nàng đều là thế gian hiếm thấy thần thú dị thú thân thể, đáng tiếc hoàn toàn không có phát huy xuất thần thú hẳn là có thiên phú tiềm lực tới, nếu không kích phát ra tiềm năng tới, các nàng ở thần giới không bằng con kiến. Vì thế tại đây chờ lời nói kích thích hạ, sở hữu bị thỏ ra tập trung lên thần thú dị thú tất cả đều đáp ứng rồi thỏ ra an bài, trợ giúp đại gia khai phá thần thú tiềm lực, nhưng ai cũng không nghĩ tới sẽ là bực này kết quả đi. Hiện tại Dương Nghị Vân chỉ hy vọng tiểu phượng hoàng các nàng không có việc gì, mau chóng tìm được thỏ ra cái kia lão bất tử. Bất quá nói trở về, lý trí nói cho Dương Nghị Vân, thỏ ra cách làm tuy rằng cực đoan, nhưng với hắn mà nói lại là có lợi nhất, đối toàn bộ vân môn thần cảnh cũng là có lợi nhất. Mai tỷ đều thành tựu hợp đạo chi cảnh, như vậy tiểu phượng hoàng cùng điêu nhi, nghe con chúng nó đâu. Phải biết rằng chúng nó huyết mạch tiềm lực chính là không thể so Mai tỷ kém, thậm chí càng cường đại. Nếu là tiểu phượng hoàng chúng nó đều bước vào hợp đạo chi cảnh, kia sẽ là một loại như thế nào quang cảnh? Dương Nghị Vân lòng đang rối rắm. Biển máu hành trình kết thúc. Bên người nhiều Mai tỷ chờ 10 đại chân long. Có hợp đạo chi cảnh cường giả xuất hiện. Bước tiếp theo, Dương Nghị Vân xuất phát chúng thần vực thế giới phía bắc huyết thú núi non. Ở hắn nghĩ đến thỏ ra cùng tiểu phượng hoàng chờ vô cùng có khả năng ở phía bắc huyết thú núi non rèn luyện. Bọn họ tiến vào chúng thần vực thế giới, cũng liền cuối cùng hai cái địa phương không đi. Phía bắc cùng chúng thần vực trung tâm nơi. Mặt khác tam phương xem như đều đi, trừ bỏ ở biển máu tìm được Mai tỷ ở ngoài, địa phương khác đều không có phát hiện tiểu phượng hoàng chúng nó. Dư lại chỉ có phía bắc cùng trung tâm. Mà trung tâm nơi dùng thần nông càng minh ngay lúc đó nói, kia không phải thiên đạo quy tắc cấp bậc có thể đi địa phương, đến có hợp đạo cấp bậc mới nhưng nhập trung tâm nơi. Cho nên duy nhất dư lại chính là bắc địa. Bởi vậy hắn phỏng đoán tiểu phượng hoàng chúng nó rất lớn khả năng liền ở phía bắc huyết thú núi non chung. Một tháng sau, bọn họ bước vào phía bắc huyết thú núi non. Mai tỷ kế tiếp liền giữa ngươi. Dương Nghị Vân nhìn vô tận núi non đối Mai tỷ nói. Huyết thú núi non là chúng thần vực thế giới lớn nhất núi non, vô số ngọn núi đếm không hết, như lâm như hải, mênh mông vô bờ. Biến dị thảm thực vật vô cùng tươi tốt. Cũng là huyền cùng nhìn đến quá lớn đạo điển tịch chung, huyết thú hoành hành, tài nguyên nhất phong phú địa phương. Mai tỷ tuy rằng tiến vào chúng thần vực thế giới tam vạn nhiều năm, nhưng lại vẫn luôn ở biển máu chung không ra tới quá, cũng không biết toàn bộ chúng thần vực thế giới. Đồng dạng là lần đầu tiên bước vào huyết thú núi non. Nhưng là Mai tỷ chính là hợp đạo chi cảnh cường giả. Dung nàng nói, lấy hắn hiện tại tu vi, chúng thần vực thế giới bình thường hoàn cảnh hạ, đối nàng tới nói không có ước thúc. Đương nhiên là có chút đặc thù hoàn cảnh chung ngoại trừ. Hợp đạo chi cảnh trong cơ thể thần lực chính là một lần cực hạn tiến hóa, là khí chi lực, khởi nguyên lực lượng trình tự, cho nên nơi này huyết phụ cơ bản đối Mai tỷ không có hiệu quả, nàng thần lực đều là có thể ở chỗ này sử dụng. Trước đối tới nói có Mai tỷ ở minh mang huyết thú núi non tìm tiểu phượng hoàng bọn họ liền phải nhẹ nhàng nhiều. Yên tâm đi, ta cũng tưởng niệm tiểu phượng hoàng cùng điêu nhi chúng nó. Mai tỷ đạm đạm cười trả lời. Tại đây loại thời điểm, kỳ thật nàng trong lòng vẫn là thật cao hứng, rốt cuộc có thể giúp đỡ Dương Nghị Vân vội. Có Mai tỷ tồn tại, đối mặt mênh mang vô tận huyết thú núi non, Dương Nghị Vân đám người không giống dĩ vãng, trong lòng an ổn rất nhiều. Toàn bộ huyết thú núi non cuồn cuộn vô cùng, có đồi núi ngọn núi, cũng có cao vào đám mây núi lớn phong. Huyết thú núi non cũng là chúng thần vực thế giới tứ phương nơi trung tài nguyên phong phú nhất, nhưng cũng là huyết thú tồn tại nhiều nhất địa phương. So sánh với ở quỷ mị chiến trường huyết anh hấp dẫn tới huyết thú quần thể, đặt ở huyết thú núi non thật đúng là tiểu nhi khoa. Khi bọn hắn bước vào huyết thú núi non không bao lâu thời điểm, liền đụng phải huyết thú. Giống. Một tiếng gầm rú cả ngày dựng lên. Chạm vào. Chính xác đại địa đều ở chấn động. Dương Nghị Vân sắc mặt hơi hơi một bên, nhìn về phía trước, hắn thị lực như cũ có thể xem trăm mét, nhưng chỉ có thể nhìn đến cao mấy chục mễ đại thụ ở kịch liệt đong đưa.
còn tưởng rằng là xuất hiện cái gì huyết thú quần thể. Lúc này Mai tỷ mở miệng nói, không sao, tu vi không tính cao, ta thả ra hơi thở cũng đủ dọa chạy nó, như là một đầu dị biến gấu mù. Dương Nghị Vân vừa nghe lúc sau, mở miệng nói, vậy không cần dọa chạy, lưu lại làm Huyền cùng bọn hắn đối phó, mài giũa kinh nghiệm chiến đấu đi, huyết thú trong cơ thể có huyết tinh các không giống nhau, đối với thần linh tới nói bảo vật. Hảo, ta áp trận, Mai tỷ gật đầu. Đội ngũ chung có cho rằng hợp đạo cấp bậc tồn tại, hoàn toàn tương đương là khai quải. Giống giống. Ngay sau đó quả nhiên Dương Nghị Vân thấy được một đầu thân cao hơn 30 mễ huyết mao đại gia hỏa, ngoại hình nhìn lại quả thực như một tòa di động tiểu sơn giống nhau, bên ngoài thân ở ngoài lông tóc nhập cương châm, hai mắt đại như chuông đồng xích mục dưới phi thường dọa người. Thật đúng là một đầu thật lớn bản cẩu hùng bộ dáng huyết thú. Hơi thở cảm giác đều ở thiên đạo quy tắc năm trọng đỉnh. Đây mới là mới vừa tiến vào huyết thú núi non không bao lâu, liền đụng phải như thế khổng lồ huyết thú. Thật không hổ là được xưng huyết thú núi non bắc địa. Huyền cùng giao cho các ngươi, Dương Nghị Vân mở miệng nói đến. Là thần tôn. Huyền ngang nhau người cũng là nóng lòng muốn thử, đối mặt bực này quái vật khổng lồ huyết thú một trận chiến, kỳ thật đối bọn họ là có chỗ lợi, càng là biết huyết thú trong cơ thể có huyết tinh tồn tại, đều là tu luyện bảo vật. Kế tiếp trừ bỏ Dương Nghị Vân ôm huyết anh cùng Mai tỷ cùng với nàng dưới tòa chín đại chân long đứng ở tại chỗ không nhúc nhích ở ngoài. Huyền ngang nhau người tất cả đều ra tay, bao gồm Medusa đều ra tay. Mười mấy danh thiên đạo quy tắc cao thủ đối phó một đầu biến dị quái vật khổng lồ huyết hùng ở Dương Nghị Vân nghĩ đến dư giả. Nhưng lại là không nghĩ tới nhiều người như vậy, ước chừng hao phí một canh giờ mới đưa này đầu huyết hùng cấp chém giết, quả nhiên đạt được một viên nắm tay đại huyết tinh, năng lượng vô cùng thuần tịnh, nội loại càng có rất nhiều thần hồn chi lực, này nhiều tu luyện giả tới nói là chí bảo. Đáng tiếc Dương Nghị Vân kiểm tia, a quá không có gì đặc thù thiên phú tồn tại. Liền giống như hắn ngày đó chém giết huyết hổ chi mắt, luyện hóa hấp thu lúc sau có thể thấy rõ ràng 100 mét phạm vi. Dương Nghị Vân nghĩ đến này có thể là địa vực quan hệ, huyết hổ là ở quỷ mị chiến hồn chàng đụng tới, mà nơi này là huyết thú núi non, mặt khác chính là huyết tinh cũng có khả năng là ngẫu nhiên mới có thể ở nào đó biến dị huyết thú trong cơ thể có, càng nhiều thời điểm là đơn thuần năng lượng tinh thể. Nhưng liền tính là như thế, cũng là đối tu luyện có trợ giúp. Kế tiếp Dương Nghị Vân hạ lệnh, tiếp tục đi trước, làm Huyền ngang nhau người từng người tác chiến chém giết huyết thú, gần nhất rèn luyện, mà đến siêu tập huyết tinh, liền tính là bọn họ không dùng được, mang đi ra ngoài cấp vân môn những người khác đều là tác dụng thật lớn. Đương nhiên Dương Nghị Vân nói cho mọi người được đến huyết thú huyết tinh hữu hạn thỏa mãn chính mình, chờ bọn họ hấp thu luyện hóa, đến đối tự thân không có bất luận cái gì trợ giúp thời điểm. Liền có thể bắt đầu tích lũy thu thập mang về vân môn đi. Đối này mọi người đều không dị nghị, cũng đồng thời hạ lệnh làm Mai tỷ dưới tòa chín đại chân long gia nhập săn giết huyết thú đội ngũ chung, siêu tập huyết tinh. Hắn còn lại là ôm ấp huyết anh cùng Mai tỷ ở bên nhau, có Mai tỷ áp trận, hết thảy đều không sợ. Ba người một tiểu tổ, tản sau khi rời khỏi đây, Dương Nghị Vân hỏi Mai tỷ nói, người thần thức có phải hay không hoàn toàn không chịu hạn chế. Mai tỷ cười cười lắc đầu nói, cũng chính là phạm vi 3.000 dặm, tuy rằng hợp đạo trình tự lực lượng đích xác bất đồng với thiên đạo quy tắc thần lực, nhưng ở chúng thần vực thế giới như cũ là có chút ảnh hưởng. Dương Nghị Vân gật gật đầu nói, cũng đủ, nơi này chung quy không giống người thường. 3.000 dặm thần thức phạm vi, không thu bất luận cái gì ảnh hưởng, này đã là nghịch thiên thao tác. Hoặc là nói đây là hợp đạo trình tự mới có năng lực. Hắn liền tính là nguyên thần xuất khiếu ý niệm cũng chỉ có thể là 100 mấy chục dặm phạm vi. Dù sao có Mai tỷ ở Huyền ngang nhau người ở huyết thú núi non rèn luyện cơ bản là không thành vấn đề. Hợp đạo cường giả rèn luyện trên cơ bản đều là ở chúng thần vực trung tâm nơi. Mặt khác tứ phương nơi, đối với hợp đạo trình tự cường giả lão nói, cấu không thành cái gì uy hát iota. Tiến vào huyết thú núi non mục đích là vì tìm kiếm thỏ ra cùng tiểu phượng hoàng các nàng, dựa theo Mai tỷ cách nói, thỏ ra có thể đem nàng ném biển máu đầy đất. Cũng liền có khả năng đem tiểu phượng hoàng các nàng cũng khác nhau đối đãi. Mỗi một cái đều có thỏ ra an bài, có lẽ sẽ không ở một chỗ, nhưng có khả năng tất cả đều ở huyết thú núi non các nơi. Đương nhiên cũng có khả năng không có. Dù sao tìm là muốn tìm. Như thế nào tìm, Dương Nghị Vân chỉ có thể trông cậy vào Mai tỷ. Nguyên bản nghĩ Mai tỷ thần thức khả năng rất lớn, chỉ cần Mai tỷ vận dụng cường đại thần thức ở huyết thú núi non tìm kiếm liền thành. Không nghĩ tới hỏi thời điểm Mai tỷ nói thần thức phạm vi 3.000 dặm. Nghe rất lớn,
nhưng là đặt ở mênh mang to lớn huyết thú núi non, 3.000 dặm liền có điểm nhỏ. Đương nhiên tìm tất nhiên là có thể tìm, chính là sẽ thực tiêu hao thần hồn. Đừng lo, 3 tháng trong vòng, ta sẽ đem huyết thú núi non siêu tầm một lần, chỉ cần tiểu phượng hoàng các nàng ở huyết thú núi non, liền nhất định có thể tìm được. Mai tỷ tựa hồ nhìn ra Dương Nghị Vân lo lắng vấn đề sau, chủ động mở miệng nói chuyện. Dương Nghị Vân xin lỗi nói, cũng chỉ có thể vất vả ngươi, thời gian không nóng nảy, ngươi chậm rãi siêu tầm đó là. Như vậy đi, ta hiện tại liền đi tìm, mau chóng tìm một lần, làm Huyền cùng bọn hắn đều cẩn thận một chút, ta nếu là đi xa, bọn họ gặp phải cái gì nguy hiểm, sợ là không kịp gấp trở về. Mai tỷ đem có thể tưởng vấn đề đều suy nghĩ. Huyền ngang nhau người ở huyết thú núi non rèn luyện, nàng tự nhiên cũng sẽ ở chiếu cố, vạn nhất có nguy hiểm, nàng sẽ ở trước tiên ra tay. Dương Nghị Vân một tay ôm ngủ say huyết anh, một tay kéo Mai tỷ tay nói, Mai tỷ có ngươi ở ta nhẹ nhàng nhiều, Huyền cùng bọn hắn ngươi không cần lo lắng, ở huyết thú núi non chung chỉ cần không xuất hiện siêu việt thiên đạo quy tắc trình tự huyết thú, tin tưởng bọn họ có thể ứng phó, cũng là thời điểm làm cho bọn họ có điểm áp lực, nếu không mặt sau con đường chắc chắn càng ngày càng khó. Lại nói ta sẽ nhìn chằm chằm, ngươi yên tâm đi tìm tiểu phượng hoàng các nàng. Đích xác lần này biển máu hành trình tìm được Mai tỷ sau, Dương Nghị Vân trong lòng áp lực nhỏ rất nhiều, như thế nào cũng không nghĩ tới, sẽ gặp phải Mai tỷ, càng không nghĩ tới Mai tỷ cư nhiên đã bước vào hợp đạo trình tự. Hắn mới vừa hòa hợp nói một trận chiến, rất rõ ràng hợp đạo trình tự đáng sợ, dù sao hắn là không đối phó được, ở đối mặt hư sơ tam đại hợp đạo thời điểm nếu không có huyết anh tồn tại. Hắn sẽ quải rớt. Mai tỷ xuất hiện, làm hắn treo tâm rơi xuống đất. Bên người có hợp đạo trình tự sau khi xuất hiện, liền tính chạy trốn hai tôn hợp đạo cường giả ở tới, ít nhất sẽ có ứng đối, sẽ không bị nghiền áp. Được rồi, ta còn không biết ngươi a, vậy ngươi cẩn thận, ta đây liền đi, Mai tỷ nói. Dương Nghị Vân gật gật đầu nói, hết thảy cẩn thận. Mai tỷ tính cách vẫn là giống như trước đây, làm việc cũng không ướt át bẩn thỉu, nói đi là đi. Nhìn nàng rời đi, Dương Nghị Vân ôm huyết anh ngồi ở trên một cục đá lớn. Đối với Huyền ngang nhau người, hắn tạm thời không chuẩn bị quản. Mỗi ba người một cái tiểu tổ, trong đó ít nhất đều có một người thiên đạo quy tắc năm trọng cao thủ phối hợp, chỉ cần không xuất hiện hợp đạo cấp bậc huyết thú, bọn họ là sẽ không có việc gì. Nếu thật xảy ra chuyện, vậy chỉ có thể trách bọn họ không bản lĩnh. Không thấy huyết rèn luyện không tính rèn luyện, đây là Dương Nghị Vân tiêu chuẩn. Lại nói. Hắn dưới tòa thiên đạo năm trọng hiện tại đã một nửa, hơn nữa Mai tỷ dưới tòa chín đại chân long chính là mỗi một cái đều là thiên đạo quy tắc năm trọng đứng đầu thực lực. Cho nên nói huyết thú núi non rèn luyện, sát huyết thú đến huyết tinh, đối bọn họ tới nói cũng không khó. Chỉ hy vọng bọn họ có thể nhanh chóng thoát biến. Thời gian từng ngày đi qua, Dương Mẫu Nhân như cũ trong lòng ngực ôm huyết anh, không nhanh không chậm ở huyết thú núi non chung. Đương nhiên hắn kỳ thật là đi theo ở Hùng Du Thiên cùng thần mộc lão tổ mấy cái mặt sau, đến nỗi Huyền cùng, đoạn thân mới vừa, âm dương kim cương, Medusa cùng Sa Hồ bà hơn nữa Hùng Hoan, đều là thiên đạo quy tắc năm trọng, căn bản không cần nhọc lòng. Cũng chỉ có Hùng Du Thiên cùng thần mộc lão tổ, Hồng Liên Phu Nhân, Ngạo Tình Ngạo Vân cùng với Huyền Quy, Bắc Cá, là không có đạt tới năm trọng, nhưng những người này, hắn lại là an bài Mai tỷ dưới tòa chín đại chân long phân tổ. Cũng là sẽ không có cái gì vấn đề lớn. Chỉ là hắn không thế nào yên tâm, vẫn là theo đuôi, vạn nhất thực sự có sinh mệnh nguy hiểm thời điểm, cũng không thể nói mặc kệ. Chỉ chớp mắt 2 tháng thời gian, trong lúc Huyền ngang nhau người mỗi một tổ đều đã trải qua thảm thiết chiến đấu, huyết thú hung mãnh, nhưng lại chung quy là thú loại, lại hung mãnh không có linh trí đối mặt Huyền ngang nhau người rèn luyện cũng muốn bị săn giết. Thảm thiết là thảm thiết nhưng lại không xuất hiện hợp đạo cấp bậc hung thú, Dương Nghị Vân cùng Mai tỷ lưu quá. Hẳn là sẽ không có hợp đạo cấp bậc hung thú tồn tại. Chúng thần vực thế giới nguy hiểm nhất địa phương liền ở trung tâm. Tứ phương nơi, nhiều nhất liền chính là thiên đạo quy tắc năm trọng trình tự. Trừ bỏ săn giết hung thú đạt được huyết tinh ở ngoài, huyết thú núi non đích xác không hổ là được xưng thiên tài địa bảo nhất phong phú địa phương, thần dược thần thạch hạng nhất chờ Huyền ngang nhau người cũng đạt được rất nhiều. Liền tính là núp ở phía sau mặt Dương Nghị Vân, cũng thu thập không ít thần dược. Dương Nghị Vân cho bọn hắn mệnh lệnh là, ưu tiên thỏa mãn chính mình. Thu hoạch lúc sau trước chính mình dùng, đánh sâu vào tu vi cảnh giới, chờ đạt tới cực hạn hoặc là nói hoàn toàn không có tác dụng lúc sau, thu hoạch đến thiên tài địa bảo đều lưu lại, chờ trở về lúc sau cấp phân môn thần cảnh đệ tử môn đồ sử dụng, xem như tu luyện dự trữ.
3 tháng sau, Dương Nghị Vân không chờ trở về Mai Tỷ. Cái này làm cho hắn trong lòng có chút không yên tâm. Bất quá dựa theo ước định, 3 tháng thời gian vì một cái tiết điểm, lại là huyền ngang nhau người hội báo thời gian, kết thúc lần đầu tiên rèn luyện. Dương Nghị Vân triệu tập trở về huyền ngang nhau người, thuận tiện chờ Mai Tỷ. Cũng làm huyền ngang nhau người dùng thiên tài địa bảo tu luyện đánh sâu vào cảnh giới. Chờ mọi người đều hội tụ ở Dương Nghị Vân bên người lúc sau. Dương Nghị Vân liếc mắt một cái xem qua đi, mỗi người trên người đều nhiều một phân sát khí. Hắn thực vừa lòng, bọn họ trên người sát khí chính là bọn họ rèn luyện thành quả. Trực tiếp hạ lệnh làm cho bọn họ tu luyện đánh sâu vào cảnh giới, kỳ thật chính là thần mộc lão tổ chờ mấy cái không đạt tới thiên đạo năm trọng tu luyện, đến nỗi chín đại chân long cùng huyền cùng, đoạn thân mới vừa, âm dương kim cương vợ chồng hơn nữa hùng hoan mấy cái là không cần tu luyện, bọn họ như cũ là thiên đạo năm trọng đỉnh. Không phải tưởng đột phá là có thể đột phá. Chỉ chớp mắt lại là 2 tháng qua đi, Mai Tỷ như cũ không có trở về. Dương Nghị Vân không khỏi lo lắng. Nhưng ngẫm lại Mai Tỷ hợp đạo tu vi thực lực, hắn nghĩ hẳn là sẽ không có việc gì. Chờ một chút. Lại qua đi 1 tháng, Mai Tỷ như cũ không trở về, nhưng là thần mộc lão tổ cùng Hùng Du Thiên, Ngạo Tình Ngạo Vân huynh đệ, lần lượt đột phá, bước vào thiên đạo quy tắc 5 trọng chi cảnh. Đối này, ở Dương Nghị Vân đoán trước bên trong. Bản thân bọn họ mấy cái liền đều là 4 trọng, tại đây trước sau nửa năm thời gian tu luyện, hấp thu không ít huyết tinh cùng thiên tài địa bảo, hơn nữa ngay từ đầu rèn luyện chém giết, nhưng đều là trải qua máu tươi lễ rửa tội, bọn họ những người này, liền không có một cái thiên phú kém. Hiện tại liền dư lại Huyền Quy cùng Bắc Con Cá cùng với Hồng Liên Phu Nhân 3 người. Bất quá bọn họ 3 người như cũ ở tu luyện chung, Dương Nghị Vân hơi thở cảm giác thượng. 3 người bước vào thiên đạo quy tắc 5 trọng vấn đề không lớn. Mỗi người trên người đều tản ra cường đại năng lượng dao động, có thể cảm nhận được, đều ở cuối cùng đánh sâu vào trạm kiểm soát. Mai Tỷ rời đi thứ 9 tháng. Oanh, oanh, oanh. Cuối cùng 3 người lần lượt đột phá. Đến tận đây Dương Nghị Vân dưới tòa sở hữu thiên đạo tất cả đều bước vào thiên đạo quy tắc 5 trọng. Đều chuẩn bị một chút, chúng ta xuất phát. Dương Nghị Vân nhìn mọi người nói chuyện. Hắn chờ Huyền Quy cùng Bắc Cá, Hồng Liên Phu Nhân lần lượt đột phá tu luyện sau khi kết thúc, mở miệng nói chuyện. Mọi người đều kết thúc tu luyện. Trên thực tế huyền ngang nhau người cũng chưa tu luyện, chỉ là ở tính tọa dưỡng thần, bọn họ đều đã là thiên đạo quy tắc 5 trọng đại viên mãn, ở đột phá đó là hợp đạo trình tự. Này cũng không phải là tu luyện hấp thu thiên tài địa bảo là có thể đột phá. Tương đương nói, Huyền cùng mấy người cùng Dương Nghị Vân giống nhau. Đều là đại quan khẩu bình cảnh. Muốn đột phá yêu cầu chính là cơ duyên, yêu cầu chính là đại đạo hiểu được. Lại đi tu luyện không có bất luận cái gì ý nghĩa. Dương Nghị Vân ra lệnh một tiếng, mọi người chuẩn bị nhích người. Mai Tỷ còn không có tin tức, Dương Nghị Vân không chuẩn bị chờ đợi. Hắn muốn đi tìm xem. Tuy rằng hắn không có Mai Tỷ kia chờ cường đại thần thức, nhưng là hắn bên người có Mai Tỷ dưới tòa chín đại chân long tồn tại. Chín đại chân long cùng Mai Tỷ cùng căn cùng nguyên, có thể cảm ứng được Mai Tỷ hơi thở. Đại Long có từng cảm nhận được Mai Tỷ hơi thở. Đại Long là Mai Tỷ cấp dưới tòa chân long khởi tên, từ đến biển máu lúc sau, đến cuối cùng chỉ sống hạ chín đại chân long, Mai Tỷ liền cho bọn hắn dựa theo Đại Long nhị long tam long bốn long. Nổi lên tên. Trước kia cũng chưa tên. Chủ thượng có thể, Long Vương Đại Nhân ở phương Nam. Đại Long đối Dương Nghị Vân vô cùng cung kính. Chín đại chân long trong mắt từ đầu đến cuối đều nhận Dương Nghị Vân là chủ, đều tôn Mai Tỷ vì Long Vương. Vậy đi thôi, Dương Nghị Vân nói chuyện liền phải đi đầu mà đi. Lúc này Đại Long lại là mở miệng nói, chủ thượng chúng ta tới chờ ngài mà đi. Dương Nghị Vân sửng sốt nói, vẫn là ta chính mình đi, huyết thú núi non trên không có khí độc không chừng còn có phi hành huyết thú. Chủ thượng đừng lo, chúng ta chín nhưng hóa chân thân tạo thành, cửu long hoa sen trận. Ta chờ chín người hợp nhất phòng ngự ngay cả Long Vương Đại Nhân công kích cũng đều kháng hạ. Đại Long nói chuyện chung, đối với mặt khác tám Long gật đầu ý bảo. Ngay sau đó chi gian hắn toàn thân Long quang chợt lóe. Ngao! Ngay sau đó một tiếng Long minh vang vọng phía chân trời. Ngay sau đó! Ngao! Ngao ngao! Liên tiếp tám thanh Long minh dựng lên. Đủ mọi màu sắc thần quang lập lòe. Cửu Long nhan sắc các không giống nhau. Tại đây một khắc hóa thân bản thể, bay về phía không trung, trông rất đẹp mắt. Chín đại chân long thân hình dài chừng 100 mét.
lại là phi giống phía chân trời lúc sau hợp thành một cái viên. Rồi sau đó oanh một chút, ở chín đại chân long phần lưng thần quang dần hiện ra hiện một đóa đủ mọi màu sắc hoa sen, hình thành cửu long trở liên. Lúc này Dương Nghị Vân đám người là trừng lớn mắt. Còn có thể như vậy. Thật lớn luyện hóa hoàn toàn là năng lượng thể, thất thải hà quang lập lòe, ngầm là cửu long chân thân. Dương Nghị Vân cái này xem như minh bạch, đây là chính là một tòa phong cách di động cung điện A. Thật xa nhìn lại chín điều chân long trên người khắc văn các màu hình thành một viên, liên lụy ở hoa sen thượng, chính là thật lớn đài sen bảo tọa. Ở lúc sau, thần quang chợt lóe, đáp xuống ở mà. Bất quá chờ đợi rớt xuống dưới thời điểm, đã hóa thành rút nhỏ hơn phân nửa, nhìn qua 30 mét đường kính bộ dáng. Chủ thượng thỉnh đăng hoa sen đài. Đại long thanh âm vang lên. Theo đại long nói lạc, một mảnh thần quang lấp lánh hoa sen cánh chậm rãi chạm đất hình thành bước lên đi cầu thang. Dương mẫu nhân trong lòng có chút kích động, đạp đi lên. Đều đi lên đi. Hắn không quên đối huyền ngang nhau người ta nói một tiếng. Người sau trong lòng mọi người chấn động. Đi theo Dương Nghị Vân phía sau. Ngay sau đó mọi người bước lên thật lớn hoa sen, đường đi vào đi sau, Dương Nghị Vân mới phát hiện cái này luyện hóa thật đúng là không đơn giản. Không đơn giản là thuần túy năng lượng thể, 36 cánh hoa sen cánh tạo thành, mỗi một mảnh thượng đều có cổ xưa phức tạp khắc văn lập lòe, nhìn kỹ dưới càng như là từng mảnh long lân. Tùy thời năng lượng thể, nhưng đạp lên mặt trên lại đúng sự thật vật. Ở hoa sen trung tâm, có 3 mét lớn nhỏ tim sen đài. Không gian cũng không nhỏ, nhìn như 30 mét đường kính, kỳ thật bước vào đi sau lại là có không gian thuộc tính thay đổi không gian, toàn bộ hoa sen bên trong có 100 mét không gian. Phi thường rộng mở. Trừ bỏ cảm nhận được không gian thuộc tính chi lực ngoại, Dương Nghị Vân ít nhất còn cảm nhận được 8 loại thiên địa chi gian tồn tại thuộc tính, cơ hồ thập toàn. Giờ khắc này hắn mới biết được 9 đại chân long tạo thành cái này hoa sen trận thật không đơn giản. Mà đoạn thân mới vừa đám người càng là âm thầm líu lưỡi. Chủ nhân dưới tòa thật sự là nhân tài đông đúc, tỏ vẻ Alexander. Dương Nghị Vân trong lòng ngực ôm huyết anh ngồi ở tim sen trên đài, huyền ngang nhau người tứ tán ở chung quanh. Lúc này long minh vang lên. Ngao! Một tiếng tiếp theo một tiếng long minh, khí thế kinh người, kinh thiên động địa. Vèo một chút phi thiên. Phía chân trời phía trên khí độc đầy trời, nhưng lại một chút đụng chạm không đến hoa sen bảo tỏa. Hoa sen bảo tỏa chính là Dương Nghị Vân trong lòng tùy ý kêu ra tới tên, hắn cảm giác phi thường thích hợp. Chân long chi lực hình thành hoa sen bảo tỏa nhìn như ngũ quang thập sắc, nhưng lại cũng là thành trong suốt thuộc tính, ngồi ở bên trong chút nào không ảnh hưởng quan khán bên ngoài hoàn cảnh. Bay vọt thẳng hành, thẳng đến phương Nam mà đi. Dương Nghị Vân phát hiện tốc độ chính là chút nào không cần hắn thúc giục phong vân cánh chim chậm, hơn nữa hắn cảm giác đến ra tới, này không phải cực hạn tốc độ. Hắn ngồi ở tim sen trên đài, tâm tình kích động, cảm giác này quả thực là vì chính mình lượng thân chế tạo di động cung điện. Cửu long hoa sen bảo tỏa. Nghe nhìn đều vô cùng phong cách. Long tộc sớm tại thật lâu trước kia liền biến mất, có thể nói mai tỷ các nàng này đó long tộc sợ là toàn bộ tam giới đều là duy nhất long tộc đi. Người có như vậy tỏa kỵ, sợ là toàn bộ tam giới đều độc nhất phân. Tuyệt đối đệ nhất nghiêu bức. Cũng khó trách Dương mẫu nhân giờ phút này tâm tình kích động. Hắn nhịn không được mở miệng nói, đại long các ngươi cái này hoa sen trận là từ đâu mà đến. Hồi bẩm chủ thượng trận này chính là long tộc huyết mạch truyền thừa, ta chờ tu vi bước vào thiên đạo trình tự lúc sau mới xuất hiện ở trong trí nhớ, tên thật gọi là vạn long trận, đỉnh chi trận cần có vạn long tổ trận, uy lực nhưng chu sát thánh đạo như thổi hôi, đáng tiếc vạn long là tạo thành không được, là long vương đại nhân cải tiến lúc sau, hình thành cửu long hoa sen trận, kỳ thật long vương đại nhân lúc ấy ở cải tiến thời điểm liền nói quá. Tương lai làm chúng ta chín cấp chủ thượng đương tọa kỵ. Hiện giờ xem như xứng với công dụng, Đại Long chậm rãi nói. Dương Nghị Vân nghe xong, nội tâm đại động. Vạn Long trận. Vạn Long tạo thành trận pháp sẽ là cỡ nào quang cảnh. Dương Nghị Vân đều không thể tưởng tượng. Chu sát thánh đạo như thổi hôi. Này thật đúng là nghịch thiên đại trận A. Đáng tiếc, đích xác không có Vạn Long. Làm không tốt. Toàn bộ trong tam giới liền dư lại Mai Tỷ cùng Đại Long bọn họ 10 đại chân long. Đương nhiên ngược dòng lên, kỳ thật bọn họ đều không xem như chân chính thuần khiết long tổ, là long ngư tiến hóa mà đến, có long tộc huyết mạch. Nguyên lai là Mai Tỷ đã sớm cho chính mình an bài tốt. Dương mẫu nhân trong lòng đại sự cảm động. Tạo thành trận này đối với các ngươi tiêu hao nhưng đại.
Dương Nghị Vân hỏi lại Đại Long. Đại Long trở lại, đơn thuần tỏa kỵ trạng thái, đối chúng ta tiêu hao có thể cá sấu bất kể, chỉ có ở trạng thái chiến đấu hạ là có rất lớn tiêu hao, phòng ngự trạng thái thứ chi, ta chờ 9 người hợp nhất chi lực, kỳ thật cũng không ảnh hưởng cái gì, thỉnh chủ thượng yên tâm. Dương Nghị Vân nghe xong lúc này mới gật đầu tỏ vẻ lý giải. Vất vả các ngươi, hắn vẫn là nói một tiếng tạ. Đại Long vội vàng nói, chủ thượng chiết sát ta chờ có thể có hôm nay chi thành tựu, tất cả đều là chủ thượng ban thưởng tạo hóa, nếu không ta chờ như cũ là tiên nữ hồ bình thường long ngư, thành không được hôm nay chi chân long, ta chờ sinh ra chính là chủ thượng mà sinh, đây là ta chờ 9 người sứ mệnh, cuộc đời này có thể đi theo chủ thượng, đương vì chân long chi bổn. Nghe Đại Long thành khẩn nói chuyện, Dương Mỗ Nhân mặt già không khỏi nóng lên, hắn đột nhiên nghĩ tới năm đó ở địa cầu quê quán đi tiên nữ hồ mổ vớt long ngư ước nguyện ban đầu. Kỳ thật chính là vì ăn uống chi dục. Bất quá này cũng không thể trách hắn, lúc ấy hắn là vừa tu chân, mới vừa tiếp xúc càn khôn hồ không gian, đối cái gì cũng đều không hiểu, vớt long ngư hoàn toàn là bởi vì càn khôn hồ không gian long ngư hồ không nghĩ dưỡng mấy cái ha ha mà thôi. Cũng đích xác hắn ăn như vậy mấy cái. Sau lại phát hiện sinh mệnh chi thủy tác dụng sau, mới đình chỉ ăn long ngư, liền hoàn toàn là đương sủng vật dưỡng, lại sau lại mai tỷ linh hồn bị càn khôn hồ hấp thu nhập không gian trọng sinh long ngư trên người sau, hắn liền rốt cuộc không ăn qua một con rồng cá. Lúc ấy hắn trước nay không nghĩ tới, năm đó lưu lại long ngư, một ngày kia sẽ hóa thành ngao du thần giới chân long, hiện tại càng là xưng là chính mình tọa kỵ. Vạn sự đều có nhân quả tuần hoàn. Hắn lưu lại long ngư, xem như phúc đức. Hôm nay hồi báo trong người. Thật sự may mắn. Trong lòng cũng ở hướng về, ngày sau nhưng phàm là có linh tính sinh linh, vạn không thể tái tạo giết chóc. Thế gian việc thật sự nói không rõ, làm chính sự làm việc thiện tồn thiện niệm, chung quy là tốt. Hôm nay long ngư hóa rồng phụng dưỡng ngược lại hắn, nhưng năm đó nếu ăn đâu? Có thể hay không ở những mặt khác cho hắn mang đến phiền toái. Dương Nghị Vân nghĩ đến là nhất định. Cũng may hắn một đường đi tới. Đối bất luận cái gì yêu tộc đều có hảo cảm, chưa từng có lạm sát, giết cũng là đáng chết, càng nhiều yêu tộc sinh linh đều cứu. Cùng Đại Long trò chuyện thiên công phu, thời gian cũng liền đi qua mười mấy phút. Nhưng là tốc độ Dương Nghị Vân lại là cảm nhận được rất nhiều, ít nhất mấy vạn dặm mà qua. Mà liền ở ngay lúc này, một tiếng bén nhọn thét dài vang lên. Dương Nghị Vân vội vàng vừa thấy, lại là một đầu ba cái đầu loài chim bay hung hãn mà đến, hắn mở miệng đối Huyền Đồng đạo. Huyền cùng đi chém nó. Đại Long đột nhiên mở miệng nói, chủ thượng không cần, cửu long hoa sen trận tuy vãn vô pháp cùng vạn long trận so sánh với, nhưng phòng ngự chi lực khu đi một chuyến đầu loài chim bay huyết thú còn vô pháp lay động mảy may, chủ thượng thả xem ta chờ chi uy. Dương Nghị Vân nghe Đại Long như thế vừa nói, giơ tay ngăn trở Huyền cùng, đảo cũng mang theo tò mò, muốn nhìn một chút cửu long hoa sen trận uy lực như thế nào. Ngao! Long minh vang lên. Đương loài chim bay huyết thú xông tới, còn không có tiếp cận hoa sen bảo tọa 10 mét thời điểm, đã bị hoa sen bảo tọa thần quang soát một chút coi mà qua. Ngay sau đó loài chim bay huyết thú trực tiếp bốc hơi biến mất. Giống như là thiêu thân lao đầu vào lửa, đương loài chim bay huyết thú tiến vào hoa sen bảo tọa 10 mét lúc sau, trực tiếp liền hôi phi yên diệt. Dương Nghị Vân trong lòng cũng hít hà một hơi, tuy rằng cảm giác bay tới loài chim bay huyết thú cũng không phải rất cường đại. Nhưng cũng có thiên đạo cấp bậc hơi thở thực lực, đối mặt Đại Long bọn họ tạo thành cửu long hoa sen trận một chút liền không có, thực sự có điểm khủng bố. Huyền ngang nhau người chính mắt thấy dưới, một đám càng là nhìn không được hít hà một hơi. Quá cường đại. Đại gia chỉ là nhìn đến cửu long hoa sen thần quang chợt lóe mà thôi, loài chim bay huyết thú liền trực tiếp hôi phi yên diệt. Cửu long hợp nhất lúc sau lực lượng cường đại không phải nhỏ tí tẹo. Cái này làm cho đại gia trong lòng mạc danh sinh ra cường đại lòng tự tin. Cũng thấy được cái này hoa sen kỳ thật chính là thần tôn đại nhân tọa kỵ. Cửu long tọa kỵ, này sợ là thần giới nhất phong cách tọa kỵ đi. Huyền ngang nhau người vẫn là có chút hâm mộ. Đối với Mai tỷ cùng Đại Long này đó chân long xuất hiện, thực sự là huyền ngang nhau người đoán trước ở ngoài sự, bọn họ trăm triệu không nghĩ tới, này đó chân long cư nhiên là rất sớm trước kia liền đi theo thần tôn đại nhân. Là từ hạ giới phi thăng mà đến, phi thăng thần giới tiến vào biển máu tu luyện cũng chính là tam vạn nhiều năm. Nhưng người ta là được trời ưu ái chân long nhất tộc, là chính thống thần thú huyết mạch, ngắn ngủn tam vạn năm hơn tu vi liền cùng bọn họ tề bình, thậm chí còn siêu việt bọn họ. Trong đó Mai tỷ Mai thần mẫu càng là bước vào hợp đạo trình tự.
mới đầu biết lúc sau, mọi người đều quả thực không thể tin. Nhưng mà sự thật chính là như thế. Bọn họ không nghĩ tới một ngày kia sẽ cùng Chân Long nhất tộc cộng sự một chủ, này cũng coi như là một loại vinh quang. Chân Long, cho dù là ở thần giới cũng là trong truyền thuyết cường đại thần bí thần thú. Cũng khó trách Huyền ngang nhau nhân tâm nghĩ như vậy. Giờ phút này thấy được Đại Long chờ 9 người hợp thành Cửu Long Hoa Sen trận, cấp thần tôn đại nhân hình thành Hoa Sen bảo tọa tọa kỵ, thấy được cái này tọa kỵ cường đại lúc sau, đại gia trong lòng thực sự là chấn động. Pi. Đúng lúc này một tiếng thét dài từ xa xôi huyết vụ trung vang lên. Ngay sau đó đó là càng nhiều thét dài thanh. Cái này làm cho Dương Nghị Vân cùng Huyền ngang nhau nhân tâm căng thẳng. Nghe thanh âm liền biết là quần thể xuất hiện. Cái gì quần thể? Thực hiển nhiên là diệt sát một đầu loài chim bay huyết thú lúc sau, xuất hiện một đám. Đại Long các người tựa hồ thọc tổ ong vò vẽ a. Dương Nghị Vân mở miệng nói thầm. Đương nhiên hắn trong lòng cũng không có nhiều khẩn trương. Tất yếu thời điểm, hắn cũng có thể tự mình ra tay, lại nói Huyền ngang nhau người hiện tại tất cả đều thành tựu thiên đạo quy tắc năm trọng, bực này thực lực liền tính là đối mặt loài chim bay đàn công kích, kỳ thật cũng không có gì sợ quá. Bất quá Đại Long lại là mang theo cường đại tự tin nói, chủ thượng đừng lo, này đó nghiệt xúc không dám tới gần chúng ta. Đại Long lời nói chung là cường đại tự tin. Nhưng thật ra làm Dương Nghị Vân cảm thấy ngoài ý muốn. Cũng không biết Đại Long nơi nào tới lòng tự tin. Gặp gỡ loài chim bay đàn liền tính là hắn cũng muốn coi trọng, nhưng Đại Long lời nói chung căn bản liền không có lo lắng ý tứ. Trong lòng nghi hoặc hết sức, chuẩn bị làm Huyền ngang nhau người tùy thời sát đi ra ngoài. Cũng chính là lúc này, phía trước che trời xuất hiện loài chim bay đàn, mênh mông một tảng lớn, có bao nhiêu căn bản vô pháp đánh giá, khả năng mấy vạn mấy chục vạn thậm chí là mấy chục vạn đi. Mắt thấy liền phải đến trước mắt thời điểm, chỉ nghe Đại Long mở miệng nói, Long uy. Ngao. Một tiếng long minh dưới. Dương Nghị Vân nhìn đến toàn bộ hoa sen khắc văn lập lòe lên, cùng thời gian, hắn rõ ràng cảm nhận được 9 đạo uy áp bùng nổ mà ra. Giờ phút này, nguyên bản đã vào tới trước mắt loài chim bay đàn lại là ở Đại Long bọn họ long uy bùng nổ lúc sau, hoảng sợ tránh đi, cấp hoa sen bảo tọa nhường ra một cái nói. Như thế hoa sen bảo tọa nghênh ngang từ vô số loài chim bay đàn trung bay vọt qua đi. Trong lúc không có một đầu loài chim bay tới gần, thực mau liền đem loài chim bay đàn ném ở mặt sau, không có một đầu loài chim bay theo kịp công kích. Lúc này Dương Nghị Vân mới biết được, long tộc chi long uy như thế mạnh mẽ. Hơi thở thả ra đi, loài chim bay huyết thú cũng không dám đến gần rồi. Này đoạn là thượng vị thần thú uy áp, là huyết mạch giai tầng đi. Chẳng sợ này đó loài chim bay là huyết thú dị biến tồn tại, đối mặt long tộc uy áp cũng là sợ hãi. Chút nào không dám đến gần rồi. Dương Nghị Vân cùng Huyền ngang nhau người âm thầm lấy làm kỳ. Sau này có Đại Long bọn họ tạo thành hoa sen bảo tọa đương tọa kỵ, chỉ cần uy áp hơi thở đều có thể miễn đi không ít phiền toái. Dương mỗ nhân trong lòng thực sự vừa lòng. Đại Long tốc độ còn có thể lại mau sao? Qua nửa ngày lúc sau, Dương Nghị Vân hỏi. Chủ thượng, có thể. Ba chữ lạc bế, toàn bộ thật lớn hoa sen thần quang chợt lóe. Giờ khắc này Dương Nghị Vân cảm nhận được cường đại không gian chi lực lưu chuyển. Ngay sau đó loang loáng chói mắt bùng nổ dựng lên, Dương Nghị Vân đều theo bản năng nhắm mắt. Nhưng là gần ở sau một lát, liền cảm giác thần quang tan đi. Đương hắn lại lần nữa mở hai mắt thời điểm, lại là phát hiện hoa sen bảo tọa đã dừng lại ở trên mặt đất. Chủ thượng chúng ta tới rồi, Long Vương đại nhân hơi thở, liền ở chỗ này, nhưng là tới rồi nơi này lúc sau, liền biến mất. Đại Long thanh âm lần thứ hai vang lên. Dương Nghị Vân nghe vậy hướng về phía trước nhìn lại. Chỉ thấy phía trước là một lần kính mặt giống nhau ngọn núi. Nhưng là hắn trong lòng nhưng chấn kinh rồi một chút, vang lên vừa rồi không gian năng lượng dao động, hắn liền minh bạch tất nhiên là Đại Long 9 người vừa rồi tới một lần không gian khiêu dược, khả năng đã xuyên qua mấy vạn dặm thậm chí càng dài khoảng cách, trực tiếp truy tung Mai Tỷ hơi thở tới rồi nơi này, hiện tại ngẫm lại, Đại Long bọn họ tốc độ thật đúng là có điểm nghịch thiên. Tự nhiên còn có thể chỉnh thể không gian xuyên qua, bực này năng lực thật sự là thiên phú dị bẩm. Đại gia đi xuống. Nói chuyện Dương Nghị Vân ôm Huyết Anh nhảy xuống hoa sen bảo tọa. Huyền ngang nhau người đi theo rơi xuống đất. Ngay sau đó Đại Long 9 người khôi phục nhân thân, hoa sen bảo tọa biến mất. Đại Long người xác định Mai Tỷ hơi thở ở chỗ này biến mất. Dương Nghị Vân nhìn bốn phía, cũng chính là xuất hiện ở trước mặt như đao tước kính mặt giống nhau ngọn núi.
dư giả bốn phía nơi cái gì đều không có, nơi xa là nồng đậm huyết vụ. Chủ thượng sẽ không sai, Long Vương đại nhân hơi thở liền biến mất ở chỗ này. Đại Long thực xác định nói. Dương Nghị Vân gật gật đầu nhấc chân đi tới tuyệt bích ngọn núi trước, hắn nghĩ đến đỉnh núi này tất nhiên có vấn đề. Cẩn thận quan sát đi xuống, thật đúng là bị hắn phát hiện một ít bất đồng. Ở như gương mặt giống nhau trên vách núi đá, Dương Nghị Vân dùng nguyên thần ý niệm nhìn quét dưới, phát hiện một cái thật lớn khắc văn môn hộ. Cả tòa ngọn núi cao nguyệt trăm trượng. Giờ phút này ở Dương Nghị Vân trong mắt giống như là một tòa đứng dậy ở trong thiên địa môn hộ. Hắn dùng tay đi đụng chạm, kỳ thật không có bất luận cái gì biến hóa. Chung có ở nguyên thần ý niệm nhìn quét thời điểm mới có thể nhìn đến mặt trên khắc văn, hình dạng vần quanh dưới chính là một cái thật lớn môn hộ. Trong lòng vừa động đôi tay dán ở trên vách núi đá, Dương Nghị Vân thúc giục thần hồn chi lực. Ngay sau đó vách núi kim quang đại tác, ở hắn không có bất luận cái gì chuẩn bị thời điểm, đã bị một cổ thật lớn hút xả chi lực cấp lôi kéo đi vào, cả người giống như là bỗng nhiên đẩy ra một phiến đại môn không nắm chắc chung thân thể cân bằng một chút hãm đi vào. Thần tôn, chủ thượng, chủ nhân, Huyền cùng cùng Đại Long đám người trơ mắt nhìn Dương Nghị Vân một chút biến mất ở vách núi trung tức khắc kêu to. Một đám vội vàng thượng tiền tiến lên, nhưng bọn hắn lại là một chút đánh vào trên vách núi đá, không có đi vào. Sao lại thế này? Huyền cùng khẩn trương. Thuần Dương Kim Cương mở miệng nói, thần hồn thúc dục nơi này tựa hồ là một cánh cửa. Nghe vậy Huyền cùng vội vàng nếm thử thúc dục thần hồn ở trên vách núi đá, quả nhiên ngay sau đó Huyền cùng cũng biến mất ở vách núi trung. Cái này mọi người đều biết như thế nào làm. Một đám theo sát khí hậu, tiến vào vách núi trung. Dương Nghị Vân đâu? Chờ hắn phản ứng lại đây thời điểm, lại là phát hiện đã đang ở một cái khác hoàn cảnh chung. Nơi này cho hắn cảm giác cùng chúng thần vực thế giới không giống nhau. Bởi vì trong tầm mắt thấy được tường vân đầy trời thế giới, hơn nữa không có huyết phụ tồn tại. Đây là Dương Nghị Vân lần đầu tiên ở hôm nay chúng thần vực thế giới lúc sau thấy được như ngoại giới hoàn cảnh. Đương nhiên bản chất hắn kỳ thật rõ ràng nơi này vẫn là chúng thần vực thế giới, chỉ là trong đó một phương tiểu thế giới mà thôi. Nơi này như cũ ở chúng thần vực thế giới điểm này là không hề nghi ngờ. Không đợi hắn nhìn kỹ nơi này hoàn cảnh, Huyền ngang nhau người liền trước sau đến lão. Quay người lại phía sau đồng dạng một đỉnh núi, cùng tiến vào thời điểm nhìn đến giống nhau như đúc, sở bất đồng chính là nơi này không có huyết phụ khí. Cái này môn hộ giống như là một mặt gương chính phản hai mặt. Thần tôn ngài không có việc gì đi, Huyền cùng trước tiên mở miệng. Đối với Huyền cùng hỏi chuyện, Dương Nghị Vân vẫn là thực vui mừng, trước tiên không đánh giá nơi này hoàn cảnh, lại là hỏi hắn như thế nào. Hơi hơi mỉm cười nói, ngươi nhìn xem nơi này hoàn cảnh có thể có chuyện gì. Huyền cùng lúc này mới sửng sốt, phóng nhãn đánh giá thế giới này, lại là cho hắn một loại thực yên lặng cảm giác, hoàn toàn cùng chúng thần vực thế giới hoàn toàn ý tưởng. Dương Nghị Vân cũng là lông tóc vô thương. Những người khác lần lượt tiến vào, một đám mang theo tò mò nhìn về phía bốn phía. Đây là địa phương nào? Như là một phương tiểu thế giới. Ta biết là tiểu thế giới, ta là nói chúng ta có phải hay không còn ở chúng thần vực thế giới. Đương nhiên ở A, nơi này nhiều nhất chỉ có thể xem như chúng thần vực thế giới một chỗ tiểu bí cảnh mà thôi, ta có thể cảm nhận được nơi này địa phương không lớn. Không lớn, thần thức cũng không thể dùng. Một chúng thủ hạ mồm năm miệng mười. Dương Nghị Vân giơ tay nói, bốn giải đi ra ngoài nhìn xem, có hay không cái gì phát hiện. Nói xong nhìn về phía Đại Long nói, nhưng có Mai tỷ hơi thở. Oanh! Vừa dứt lời, lại là ở phương xa truyền đến một tiếng kinh thiên động địa nổ vang tiếng động. Dương Nghị Vân sắc mặt biến đổi, cái này không cần làm đại gia đi xem xét. Mà Đại Long cũng nói, chủ thượng Long Vương đại nhân hơi thở liền ở phía trước. Đi! Dương Nghị Vân phi thân dựng lên. Vèo một chút liền biến mất tại chỗ. Dư giả một đám theo đi lên. Phương xa truyền đến một tiếng nổ vang đã thuyết minh vấn đề. Sợ là xảy ra chuyện gì, mà Mai tỷ tất nhiên ở trong đó. Nếu không cũng sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Dương Nghị Vân trong lòng nghĩ có phải hay không Mai tỷ tìm được rồi tiểu phượng hoàng các nàng. Trở lại lần nữa xuất hiện thời điểm, Dương Nghị Vân đã tới rồi 300 dặm ở ngoài. Hắn ở ngay lúc này phát hiện. Thế giới này kỳ thật cũng không lớn, hơn nữa không gian không phải quá ổn định, thực hiển nhiên là một phương tiểu không gian. Chưa chừng nơi này nhìn đến cảnh tượng đều là hư ảo mà thôi. Ngẫm lại cũng là, chúng thần vực không gian há có thể có cái gì thần cảnh bí cảnh tồn tại.
Nơi này là Tu La tộc cùng cổ thần tộc chiến trường, được xưng chư thần mộ địa. Như thế nào sẽ có cái gì bực này xa hoa lộng lẫy nơi? Dương Nghị Vân phi thân tới, trong tầm mắt thấy được rất nhiều người tồn tại. Càng ngày càng gần thời điểm, hắn lại là cả người đều run rẩy, chuẩn xác mà nói là kích động. Không có trong tưởng tượng sẽ là Mai tỷ tìm được rồi Tiểu Phượng Hoàng các nàng, nhưng là cũng kích động. Không thua gì hắn nhìn đến Tiểu Phượng Hoàng đám người. Bởi vì hắn thấy được ba cái rất tưởng niệm, cũng ở vẫn luôn tìm kiếm nhưng lại không tìm được người. Đúng là võ thần sư nương cùng công chúa sư nương cùng với Lam Tâm Tiên Vương ba người. Năm đó tiên giới từ biệt, thời gian trôi qua mấy vạn năm lúc sau. Khi đó là các nàng ba người cùng nhau lên trời lộ mà phi thăng thần giới. Sau lại lão nhân vẫn luôn đang tìm kiếm, hắn cũng ở tìm, nhưng đều không có ba người bất luận cái gì tin tức. Không nghĩ tới. Hôm nay ở chỗ này gặp được ba người. Sẽ là bực này tình huống dưới. Cách thật xa hắn liền nhìn đến võ thần sư nương cùng công chúa sư nương cùng với Lam Tâm Tiên Vương lưng dựa ở bên nhau, mà Mai tỷ còn lại là ở các nàng trước người đối mặt hơn 30 hào người. Cũng không phải người xa lạ, cư nhiên là ma thần vực cùng quang minh chư thiên người. Thoạt nhìn hai bên là đối lập. Đương nhiên Dương Nghị Vân biết, liền tính là ma thần vực cùng quang minh chư thiên người thêm cùng nhau, cũng không phải là Mai tỷ đối thủ. Đến là chút nào không lo lắng. Thực mau hắn liền bay vọt qua đi hô, sư nương. Giữa sân võ thần cùng công chúa cùng với Lam Tâm ba người nghe nói kêu to, vừa quay đầu lại là phát hiện Dương Nghị Vân. Tiểu Vân tử, tính cách tương đối đanh đá công chúa đại hỉ hô một tiếng. Dương Nghị Vân phi thân tới, vội vàng khom người chào hỏi, đệ tử gặp qua võ thần sư nương, công chúa sư nương, nhưng xem như tìm được các ngươi. Ngay sau đó cũng đối với Lam Tâm chào hỏi. Mấy vạn năm không thấy, ba người cũng đã là thiên đạo quy tắc cấp bậc, nhưng lại ở Dương Nghị Vân trong mắt là thiên đạo quy tắc một trọng tu vi. Tuy rằng so không được hắn bên người này đó thủ hạ, nhưng cũng đã ngươi không kém. Rốt cuộc so sánh với Huyền cùng những người này, võ thần sư nương ba người là hạ giới phi thăng giả, tu luyện không bao lâu. Chỉ là Dương Nghị Vân không nghĩ ra các nàng ba người như thế nào lại ở chỗ này, cũng khó trách hắn cùng lão nhân vẫn luôn tìm kiếm đều không có bất luận cái gì manh mối. Tiến vào chúng thần vực thế giới, tương đương là ngăn cách với thế nhân. Tìm không thấy cũng bình thường. Cũng may rốt cuộc tìm được rồi. Dương mẫu nhân hiện giờ tuy nói tu vi đã cao hơn hai vị sư nương một mảng lớn, cũng vượt qua Lam Tâm, nhưng là ở trong lòng hắn như cũ tôn kính ba người. Đều là tại hạ giới giúp quá người của hắn. Cũng là trưởng bối, điểm này Dương mẫu nhân bất luận cái gì thời điểm đều nhận, trong lòng nghĩ cuối cùng là giúp chết lão nhân làm một sự kiện, tìm được sư nương. Đến nỗi Lam Tâm Tiên Vương, tuy rằng không phải chính mình sư nương, khá vậy cùng chết lão nhân có sâu xa đều không phải người ngoài. Ngắn ngủi chào hỏi chung, Dương Nghị Vân cũng phát hiện ba người trên người có thương tích thế. Tức khắc trong mắt sát ý đại tác phẩm. Không hề nghi ngờ là ma thần vực người cùng quang minh chư thiên người đối ba người động thủ, Mai tỷ hẳn là kịp thời cứu giúp. Năm đó tại hạ giới thời điểm, Mai tỷ là gặp qua ba người, cứu các nàng cũng theo lý thường hẳn là. Tiểu Vân tử mau mau đứng dậy. Võ thần sư nương vội vàng nâng dậy Dương Nghị Vân. Mà Lam Tâm Tiên Vương còn lại là khẽ gật đầu ý bảo, trong ánh mắt có như vậy một tia phức tạp, nàng cũng không nghĩ tới còn sẽ cùng Dương Nghị Vân gặp lại, chỉ là tái kiến, Dương Nghị Vân tu vi nàng đã nhìn không thấu. Đến nỗi che ở các nàng trước người nữ tử, nàng năm đó ở tiên giới cũng gặp qua một mặt, là tiên giới Vân Môn Chân Long, càng là Dương Nghị Vân Hồng Nhan, liền ở vừa rồi là kêu Mai tỷ Chân Long cứu các nàng ba người. Mai tỷ hơi thở so với Dương Nghị Vân càng cường đại. Cái này làm cho Lam Tâm trong lòng sinh ra ảo giác không chân thật. Năm đó tiểu gia hỏa đã trưởng thành đến như thế sao? Mà nàng đâu? Tuy nói phi thăng tiên giới cùng võ thần, công chúa hai vị vẫn luôn đều kết bạn du lịch thần giới, mấy vạn niên hạ tới nàng sớm đã siêu việt tiên giới đỉnh tu vi, tới thần giới thiên đạo quy tắc tu vi, nhưng xem như cũ hôm nay bị hơn 30 hào so các nàng ba người còn phải cường đại thiên đạo cường giả thiếu chút nữa đùa giỡn đoạt bảo, thậm chí tánh mạng đều đáp thượng. Tái kiến Dương Nghị Vân, thật là trong lòng phức tạp. Bất quá thực mau Lam Tâm Tiên Vương điểm này phức tạp liền tan đi, bởi vì nàng biết Dương Nghị Vân làm người, tiểu tử này vẫn luôn đều lấy nàng đương gia nhân giống nhau. Hắn là sư phụ trời cao tà cũng ở rất nhiều năm trước chỉ đạo quá nàng tu vi, lại nói tiếp đều không phải người ngoài. Tiểu Vân tử tới vừa lúc, thoạt nhìn tiểu tử ngươi tu vi hiện giờ rất cường đại,
nhanh lên hỗ trợ trước xử lý này đó vương bát đản, bọn họ cư nhiên đùa giỡn chúng ta, còn cướp đoạt chúng ta trên người bảo vật, nếu không phải tiểu quả mơ đột nhiên xuất hiện, tiểu tử ngươi liền mất đi hai vị sư nương, đương nhiên còn phải hơn nữa lam tâm muội tử. Công chúa mở miệng tùy tiện. Chút nào không kia Dương Nghị Vân đương người ngoài, thật đúng là coi như thành tiểu bối. Cũng không để ý Dương Nghị Vân tu vi hiện giờ so các nàng cường vấn đề. Dương Nghị Vân trong lòng vốn là phỏng đoán là ma thần vực người cùng quang minh chư thiên người khi dễ hai vị sư nương cùng lam tâm tiên vương, cái này từ công chúa sư nương trong miệng được đến chuẩn xác đáp án. Cũng đang ở lúc này huyền ngang nhau người bay vọt mà đến. Dương Nghị Vân nheo lại mắt thấy nhìn về phía ma thần vực cùng quang minh chư thiên người đối với huyền ngang nhau nhân đạo, giết sạch. Lạnh như băng đằng đằng sát khí liền hai chữ. Người sau huyền ngang nhau người vừa nghe không nói hai lời trực tiếp nhằm phía ma thần vực cùng quang minh chư thiên hơn 30 người. Dương Nghị Vân ngươi dám. Ma thần vực dẫn đầu người vừa nghe tức khắc trong lòng nhảy dựng, tuy rằng từ tiến vào chúng thần vực thế giới sau, cùng Dương Nghị Vân không có phát sinh trực tiếp xung đột. Nhưng là Dương Nghị Vân thủ đoạn bọn họ kiến thức qua, đối Dương Nghị Vân là trong lòng nhút nhát. Bọn họ chung nhưng không có hợp đạo cường giả, nhiều nhất chính là thiên đạo quy tắc năm trọng, trong đó còn có không ít năm trọng dưới. Nhưng là hiện giờ Dương Nghị Vân bên người thủ hạ một đám đều bước vào thiên đạo năm trọng, che ở bọn họ trước mặt càng là có một cái bọn họ nhìn không thấu tu vi nữ tử. Bực này dưới tình huống nghe được Dương Nghị Vân hạ lệnh tru sát bọn họ, tự nhiên bị dọa tới rồi. Tuy rằng cách xa, khá vậy nghe được Dương Nghị Vân kêu ba cái tuyệt mỹ nữ tử chung hai người sư nương, tức khắc liền biết lần này đụng tới ván sắt. Như thế nào cũng không nghĩ tới, ở cái này tiểu không gian đụng tới ba cái nữ tử sẽ là Dương Nghị Vân này tôn sát thần sư nương cùng cố nhân. Nếu là có lựa chọn bọn họ tất nhiên sẽ không trêu chọc. Ngay từ đầu đụng tới chỉ là muốn cướp đoạt các nàng ba người được đến thánh dược, thời khắc mấu chốt nửa đường sát ra một tôn kim y nữ tử, chỉ một chiêu liền bức lui bọn họ mọi người. Hiện giờ Dương Nghị Vân hạ lệnh giết bọn hắn, như thế nào không vội. Nhưng mà trả lời bọn họ còn lại là Dương Nghị Vân một tiếng cười lạnh, muốn trách thì trách các ngươi xui xẻo, trêu chọc ta sư nương, chết chưa hết tội, cho ta sát. Chạy! Quang Minh Chư Thiên dẫn đầu hô to một tiếng tức khắc bay vọt mà đi. Trong lúc nhất thời hơn 30 hào người tứ tán đi ra ngoài. Mà huyền ngang nhau người đuổi theo. Muốn ta ra tay sao? Mai Tỷ lúc này xoay người hỏi. Kỳ thật nàng có thể sát, nhưng là vừa rồi không có động thủ, gần nhất là hợp đạo cấp bậc tru sát những người này thực sự là có điểm khi dễ người, thứ hai còn không có tới kịp động thủ Dương Nghị Vân liền xuất hiện. Dương Nghị Vân lắc đầu nói, huyền cùng bọn hắn vậy là đủ rồi, trốn không thoát. Đối với huyền ngang nhau người Dương Nghị Vân tự nhiên có 10 phần tin tưởng, tất cả đều là thiên đạo quy tắc năm trọng tu vi, nếu làm không xong ma thần vực cùng quang minh chư thiên hơn 30 người, đó chính là bọn họ phế vật. Cho nên chút nào không lo lắng, căn bản dùng không đến Mai Tỷ ra tay. Giữa sân Mai Tỷ nhìn về phía Dương Nghị Vân nói, các ngươi như thế nào tìm tới nơi này? Dương Nghị Vân phiên trợn trắng mắt nói, chờ ngươi chín nguyệt thời gian cũng chưa trở về, ta làm đại long cảm ứng ngươi hơi thở tìm tới. Ta coi thường huyết thú núi non thật lớn, cơ hồ đem huyết thú núi non phiên một lần, cuối cùng tìm được rồi này một phương tiểu không gian. Lại là không nghĩ tới đụng phải hai vị sư nương cùng lam tâm tiền bối bị những người đó khó xử, còn hảo đuổi kịp nếu không hậu quả không dám tưởng tượng. Mai Tỷ tuy rằng cùng võ thần, cung chủ, lam tâm ba người cũng không phải như Dương Nghị Vân như vậy quen thuộc, nhưng lại ở tiên giới vân môn thời điểm gặp qua, tự nhiên cũng biết nên làm cái gì bây giờ. Hiện giờ tuy là hợp đạo tu vi nhưng lại là không hề có bất luận cái gì cái giá, nên có thái độ lễ tiết nhưng chút nào không thiếu. Vốn là tìm tiểu Phượng Hoàng bọn họ, không nghĩ tới ở chỗ này đụng phải ba người, tùy tay cấp cứu xuống dưới. Còn muốn đa tạ Mai cô nương Lam trong lòng trước nói lời cảm tạ. Đều là hẳn là Mai Tỷ vội vàng xua tay, Dương Nghị Vân có Dương Nghị Vân tầng này quan hệ ở, nàng liền tính là thánh đạo tu vi, cũng không dám ở Lam Tâm ba người trước mặt thác đại. Một phen khách sáo lúc sau, Dương Nghị Vân làm Lam Tâm mau đi khôi phục thương thế, các nàng ba người trên người đều có thương tích. Rồi sau đó Dương Nghị Vân nhìn về phía Mai Tỷ hỏi, huyết thú núi non không có chút nào tung tích sao? Mai Tỷ biết Dương Nghị Vân hỏi chính là tiểu Phượng Hoàng chúng nó, lắc đầu nói, không có, ta cơ hồ đem toàn bộ huyết thú núi non đều tìm một lần, này một phương tiểu không gian là cuối cùng nơi, tiến vào sau phát hiện chính là sư nương các nàng ba người, như cũ không có tiểu Phượng Hoàng cùng Điêu Nhi chúng nó tung tích. Dương Nghị Vân cau mày trầm ngâm nói,
vậy chỉ có một địa phương. Chúng thần vực trung tâm nơi, Mai tỷ cũng trầm ngâm nói. Dương Nghị Vân gật gật đầu. Hiện giờ bọn họ xem như đem chúng thần vực thế giới tứ phương nơi tất cả đều đạp biến, chỉ có ở biển máu đụng phải Mai tỷ, nơi này xem như huyết thú núi non cuối cùng một chỗ bí ẩn nơi, lại là không có. Nhưng cũng may hai vị sư nương cùng Lam Tâm tìm được rồi, này cũng coi như là chuyện tốt. Tiểu Phượng Hoàng cùng Điêu Nhi thỏ ra bọn họ tất nhiên liền ở chúng thần vực trung tâm nơi. Như vậy kế tiếp chỉ có đi chúng thần vực trung tâm. Ngươi đừng lo lắng Điêu Nhi cùng Tiểu Phượng Hoàng chúng nó có thỏ ra cái kia lão bất tử ở, các nàng sẽ không có việc gì, kế tiếp chúng ta đi một chuyến chúng thần vực trung tâm đó là. Mai tỷ biết Tiểu Phượng Hoàng cùng Điêu Nhi các nàng ở Dương Nghị Vân trong lòng địa vị, sinh ra an ủi hắn. Ân Dương Nghị Vân trong óc nghĩ sự gật đầu. Hai người mới vừa nói chuyện, Huyền cùng bọn hắn đã phản hồi. Thần tôn đã giải quyết. Huyền cùng hội báo. Dương Nghị Vân gật đầu, kết quả ở trong dự liệu. Tuy rằng ma thần vực cùng quang minh chư thiên nhân số rất nhiều, nhưng Huyền cùng bọn hắn hơn nữa Mai tỷ dưới tòa chín đại chân long cũng không ít. Trọng điểm là các đều là thiên đạo quy tắc năm trọng tồn tại. Chu sát hơn 30 người cũng không phải là tất cả đều thiên đạo năm trọng. Kết quả rõ ràng. Không bao lâu võ thần sư nương ba người thương thế khôi phục. Một phen nói chuyện với nhau, Dương Nghị Vân mới biết được, các nàng là như thế nào tiến vào này một phương tiểu không gian, hơn nữa cũng biết được ma thần vực cùng quang minh chư thiên nhân vì khó các nàng. Dựa theo võ thần sư nương cách nói, các nàng ba người năm đó phi thăng thần giới lúc sau, lại là trong lúc vô ý tới rồi thần giới hoang dã nơi, tính lên chính là tứ đại ngoại đạo trấn thủ thần giới bên cạnh nơi. Xông vào một chỗ cổ di tích, ở lúc sau trực tiếp tiến vào này một phương tiểu không gian chung. Tới rồi nơi này sau, mới phát hiện nơi đây chính là một chỗ thiên nhiên thần dược viên, thần dược vô số, trọng điểm là có tam cây thánh dược. Vì thế các nàng ba người dứt khoát ở chỗ này tu luyện bế quan, chờ đợi thánh dược thành thục. Liền ở phía trước chút thiên thánh dược thành thục, ba người đạt được thánh dược lúc sau, không nghĩ tới ma thần vực cùng quang minh chư thiên người tiến vào nơi này. Vì thế cướp đoạt thánh dược thậm chí là đùa giỡn ba người một màn trình diễn, ba người tu vi tuy rằng là thiên đạo một trọng, nhưng nói như thế nào cũng không phải người hơn 30 người tốt đối thủ, vừa ra tay ba người liền bị thương, thời khắc mấu chốt là Mai tỷ xuất hiện cứu các nàng. Dương Nghị Vân cũng là theo sát sau đó tới. Hết thảy đều là gãi đúng chỗ ngứa, trùng hợp đến bạo xuất hiện. Vận mệnh tự có an bài giống nhau, nếu không thật đúng là hậu quả không dám tưởng tượng. Thế gian việc chính là như thế kỳ diệu. Dương Nghị Vân nghe xong vô cùng cảm thán. Đồng thời hắn cũng trong lòng vừa động hỏi, sư nương các người ý tứ, này một phương không gian còn có mặt khác nhập khẩu. Đúng vậy, liền ở phía đông một chỗ tế đàn, nơi này ta xem cũng là một chỗ thượng cổ di tích, cửa ra vào bố trí một chỗ. Võ thần sư nương nói. Còn có thể đi ra ngoài sao? Dương Nghị Vân lại hỏi. Hẳn là có thể đi. Võ thần sư nương cũng không quá xác định. Mang ta qua đi nhìn xem, Dương Nghị Vân nói. Một đám người đi tới võ thần sư nương ba người tiến vào địa phương. Quả nhiên là một chỗ cổ tế đàn, Dương Nghị Vân cùng Mai tỷ xem xét một phen, hai người nhận định, nơi này đích xác có thể đi ra ngoài. Dương Nghị Vân nhìn về phía võ thần sư nương ba người nói, sư nương ta kế tiếp muốn đi chúng thần vực trung tâm, nơi nào phi thường nguy hiểm, được xưng chỉ có hợp đạo nhưng nhập, cho nên ta ý tứ là, ta làm người hộ tống các ngươi trở về thần giới. Sư phụ ta thực nhớ mong các ngươi, mấy năm nay đều đang tìm kiếm các ngươi, hiện giờ các ngươi tìm được, liền hồi vân môn thần cảnh đi. Võ thần cùng cung chủ liếc nhau, ngay sau đó gật đầu nói, hành, chúng ta tu luyện cũng tới rồi bình cảnh, muốn thánh dược đã đổi tay, lưu lại nơi này cũng không ý nghĩa, chúng ta đây liền trở về không cho ngươi thêm phiền. Các nàng cùng Dương Nghị Vân nói chuyện với nhau quá, tự nhiên đối tình huống nơi này có điều hiểu biết. Trong lòng rõ ràng lấy các nàng tu vi đi theo Dương Nghị Vân bên người giúp không được gì, vô cùng có khả năng còn sẽ trở thành trói buộc. Mặt khác các nàng năm đó lựa chọn lên trời lộ tới thần giới, kỳ thật chính là vì tìm trời cao tà, chỉ là trời xui đất khiến dưới, ở các nàng xâm nhập cái này tiểu không gian, vẫn luôn ở chỗ này tu luyện, đương nhiên năm đó cũng đi tìm trời cao tà, nhưng là năm đó các nàng phi thăng sự thật, tới rồi thần giới mới phát hiện, các nàng tu vi ở thần giới chỉ là tiểu thần nhân. Hơn nữa thần giới cuồn cuộn căn bản không thể nào tìm kiếm trời cao tà. Nếu hiện tại đã biết trời cao tà ở vân môn thần cảnh, mà Dương Nghị Vân trưởng thành đã siêu cấp các nàng một mảng lớn, cũng là hẳn là đi tìm trời cao tà đoàn tụ lúc. Dương Nghị Vân đang xem hướng Lam Tâm, người sau mở miệng nói, ta cùng các nàng cùng nhau hồi.
như thế rất tốt, Dương Nghị Vân cười cười nói. Tìm được hai vị sư nương cùng Lam Tính Nhẩm là hiểu biết hắn một cọc tâm sự. Nếu nơi này đi ra ngoài có thể trực tiếp đến thần giới hoang dã, vậy từ nơi này đi ra ngoài đi, đi chúng thần vực thế giới bọn họ đường đi tới, ngược lại tràn ngập biến số. Kế tiếp Dương Nghị Vân quyết định, làm chín đại chân long, Huyền Cùng, Medusa, Sa Hồ bà, Ngạo Tình Ngạo Vân huynh đệ, Huyền Quy, Bắc Cá, Hùng Du Thiên, Thần Mộc Lão Tổ, Hồng Liên Phu Nhân tất cả đều theo hai vị sư nương cùng Lam Tâm Hồi Vân Môn thần cảnh đi. Hắn chuẩn bị chỉ để lại Hùng Hoan cùng Đoạn Thân mới vừa cùng với Âm Dương Kim Cương vợ chồng còn có Mai Tỷ, Huyết Anh tại bên người, đến lúc đó đi chúng thần vực trung tâm thế giới. Như thế an bài, lại cũng là tự do hắn đạo lý, chung quy chúng thần vực trung tâm nơi, không phải thiện mà, tràn ngập biến số, hắn dù sao cũng phải giữ lại một ít thực lực, hơn nữa tính lên tiến vào chúng thần vực thế giới đã có hơn 1.000 năm, làm Huyền Cùng mang theo đại gia trở về nhìn xem cũng yên tâm. Rốt cuộc hắn chính là ở chỗ này chém giết rất nhiều thế lực người, khó bảo toàn sẽ không bị ngoại giới biết trả thù hắn Vân Môn thần cảnh. Dương Nghị Vân lo lắng đối mấy vấn đề này đều không phải là không có đạo lý, hắn ở chỉ thuộc về chúng thần vực thế giới đắc tội thế lực này đó càng nhiều, không đối ứng nên nói là tiêu diệt thế lực, hiện tại có bao nhiêu tứ đại ngoại đạo ma thần vực cùng quang minh chư thiên. Khó bảo toàn hắn đang ở chúng thần vực, nhân ra sẽ không có trả thù. Mà lựa chọn làm Huyền ngang nhau đại bộ phận người trở về, cũng là hắn cân nhắc luôn mãi quyết định. Tuy rằng ở đi theo hắn tất cả mọi người thành tựu thiên đạo quy tắc năm trọng tu vi, bước tiếp theo đều đem là đánh sâu vào hợp đạo chi cảnh. Nhưng mà hắn biết rõ hợp đạo chi cảnh giới đều không phải là dễ dàng như vậy. Nếu không hắn đã sớm bước vào hợp đạo. Hơn nữa trọng điểm là chúng thần vực trung tâm nơi được xưng hợp đạo tu vi nhưng đặt chân, này một câu Dương Nghị Vân cho rằng không phải một câu lời nói suông. Hắn thật vất vả tích lũy điểm này của cải, nhưng không hy vọng lại có thiệt hại. Bảo hiểm trong lúc vẫn là làm cho bọn họ hồi Vân Môn đi. Lại nói tiến vào chúng thần vực ngàn nhiều năm, mọi người đều tăng lên tu vi, không phải không có thu hoạch, cũng không sai biệt lắm nên có điểm thỏa mãn. Bên người lưu lại Đoạn Thân mới vừa cùng Âm Dương Kim Cương vợ chồng hơn nữa Hùng Hoan cùng Mai Tỷ còn có Huyết Anh, đây cũng là hắn suy nghĩ cặn kẽ quyết định. Đầu tiên Huyết Anh cùng Mai Tỷ liền không nói. Hùng Hoan là huyết mạch đặc thù giả, Dương Nghị Vân cảm giác nàng lưu lại có cơ duyên, đây là một loại chi giác, cho nên lưu lại. Mà lưu lại Đoạn Thân mới vừa cùng Âm Dương Kim Cương vợ chồng, là bởi vì bọn họ ba người tu vi đã sớm ở thiên đạo quy tắc năm trọng đỉnh không biết nhiều ít năm bình cảnh, khoảng cách đột phá cùng hắn giống nhau chính là một đường chi cách, chưa chừng sẽ tại hạ một khắc tùy thời đột phá. Ở một loại thủ hạ chung nếu có ai sớm nhất có khả năng nhất đột phá đến hợp đạo chi cảnh. Dương Nghị Vân sẽ cho rằng tuyệt đối là Đoạn Thân mới vừa cùng Âm Dương Kim Cương vợ chồng ưu tiên. Bọn họ ba người vốn chính là thiên tộc người, càng là đế tôn dưới tòa nhãn hiệu lâu đời Kim Cương, tu vi tạp ở bình cảnh vô số năm, nếu là có cơ hội bọn họ cơ hội so với Huyền ngang nhau người lớn hơn nữa. Tiến vào trung tâm nơi, mang người càng ít đó là càng tốt. Hơn nữa Mai Tỷ tại bên người, Dương Nghị Vân nghĩ đến cũng đủ. Không cần thiết làm mọi người đi mạo hiểm. Đối với Dương Nghị Vân quyết định này, đại gia cũng đều biết là hợp lý, kế tiếp từ Huyền Cùng dẫn đầu mang theo hai vị sư nương cùng Lam Tâm cùng với những người khác từ cổ tế đàn rời đi. Dương Nghị Vân còn lại là cùng Mai Tỷ đám người đường cũ phản hồi, ra này một phương tiểu không gian. Lãnh đi thời điểm hai vị sư nương cùng Lam Tâm lại là muốn đem các nàng được đến tam cây thánh dược để lại cho hắn, Dương Nghị Vân trong lòng ấm áp, nhưng nói cái gì cũng không thể muốn. Thánh dược giá trị hắn biết. Là trước mắt đã biết ở thần giới nhất đứng đầu bảo dược, đối bất luận cái gì thần linh đều có tác dụng, các nàng có thể cho, hắn cũng không thể muốn. Nhưng tâm ý lại trọng. Với hắn mà nói, có tam cây thánh dược có lẽ có thể nhiên hắn đột phá, nhưng cũng chính là có lẽ, mà đối với sư nương ba người tới nói, lưu trữ thánh dược tất nhiên có thể làm các nàng tu vi lần thứ hai tiến nhanh. Cho nên Dương Nghị Vân căn bản là sẽ không muốn, cũng không thể muốn. Nhưng là này phân tâm ý lại là nhận lấy. Từ tiểu không gian ra tới, bên người đi theo Đoạn Thân mới vừa cùng Âm Dương Kim Cương vợ chồng, hơn nữa Mai Tỷ cùng Hùng Hoan, còn có trong lòng ngực ôm Huyết Anh, Dương Nghị Vân một hàng trực tiếp hướng về chúng thần vực trung tâm thế giới mà đi. Này đi nhưng không đơn giản là tìm kiếm thỏ ra cùng tiểu Phượng Hoàng Điêu Nhi bọn họ, vẫn là bôn tìm kiếm đột phá cơ duyên mà đi. Dương Nghị Vân rất rõ ràng, từ giờ trở đi, hắn địch nhân trình tự muốn đối mặt đã thăng cấp tới rồi hợp đạo trình tự. Cho nên nói hắn cần thiết đột phá đến hợp đạo. Thậm chí là,
từ chúng thần vực thế giới rời đi thời điểm, hắn phải được đến hợp đạo cao giai mới được. Bởi vì sau khi ra ngoài, đó là cùng 33 thiên điện đế tôn hiểu biết ân oán thời điểm. Hết thảy đều là muốn dựa thực lực. Mà chúng thần vực trung tâm nơi, chính là hắn cơ hội. Mặc kệ là Huyền cùng trước đây từ đại đạo điện nhìn đến điển tịch, cũng hoặc là từ thần nông Càng Minh trong miệng biết được tin tức, chúng thần vực trung tâm nơi đều là đại cơ duyên cùng đại khủng bố nơi ở. Nghe đồn là Tu La Vương cùng thánh đạo đại năng giả chiến đấu song song ngã xuống nơi. Trung tâm nơi cũng cùng mặt khác tứ phương nơi bất đồng. Nhưng cụ thể là cái gì bất đồng, không có người biết, chỉ có đi vào lúc sau mới biết được, mà trung tâm nơi khủng bố, không có hợp đạo cấp bậc chính là tiến vào chính là chịu chết. Đương nhiên lời này kỳ thật ở Dương Nghị Vân xem ra có chút mở rộng, càng có rất nhiều một loại cảnh kỳ tác dụng. Bọn họ mấy cái chung trừ bỏ Mai Tỷ cùng Huyết Anh đặc thù ở ngoài, những người khác tất cả đều là thiên đạo quy tắc năm trọng đứng đầu, tuy rằng không đến hợp đạo trình tự, nhưng lại có tự tin tiến trung tâm nơi đi một chuyến, tìm một chút cơ duyên. Như quá bản thân chính là hợp đạo, kia cũng không cần thiết đi. Bọn họ đi trung tâm nơi, chính là vì đột phá tu vi bước vào hợp đạo mục đích. 10 ngày lúc sau, chủ nhân trung tâm nơi quả nhiên cùng mặt khác tứ phương không giống nhau. Đoàn người thẳng tắp lùi lại xuất huyết thú núi non, trong tầm mắt lại là cách thật xa thấy được một cái che trời cái chắn. Huyết sắc kết giới giống nhau, sâu chuỗi thiên địa hình thành một cái thật lớn màn hào quang. Ánh mắt có thể đạt được đó là trung tâm nơi. Là không giống nhau, thoạt nhìn hoàn toàn ngăn cách, như là một cái kết giới không gian giống nhau. Dương Nghị Vân gật đầu nói. Đi thôi, chúng ta qua đi nhìn xem. Mai Tỷ nói chuyện trực tiếp nghĩ kết giới mà đi. Vài phút sau bọn họ xuất hiện ở kết giới trước. Huyết quang lưu chuyển kết giới nhìn không tới tình huống bên trong. Lão Đoạn đi thử thử. Dương Nghị Vân mở miệng làm Đoạn thân mới vừa đi thử thử kết giới có thể hay không có nguy hiểm cái gì. Là, ta đây liền đi. Đoạn thân mới vừa nói chuyện thẳng đến kết giới. Ở Dương Nghị Vân đám người nhìn chăm chú hạ Đoạn thân mới vừa nâng lên bàn tay bỗng nhiên một chưởng đánh vào kết giới thượng. Ầm vang. Một chưởng dưới phát ra một tiếng nặng nề tiếng động. Chỉ thấy Đoạn thân mới vừa một chưởng đánh quá khứ địa phương, một chút nứt ra rồi một đạo cái khe, nhưng là thực mau lại khép lại lên, phạm vi không đến nửa thước bộ dáng. Trừ cái này ra kết giới cũng không mặt khác phản ứng. Đoạn thân vừa trở về nói, chủ nhân kết giới không có phản phệ chi lực, thoạt nhìn chỉ là một loại ngăn cách kết giới, có thể mở ra, nhưng là ta lực lượng không đủ. Ta đến đây đi. Mai Tỷ khi trước mà đi. Dương Nghị Vân theo đi lên, hắn biết mở ra cái này kết giới đơn giản, nhưng là phá vỡ cũng đủ làm người đi vào hơn nữa liên tục thời gian, Đoạn thân mới vừa lực lượng không đủ, ít nhất yêu cầu 3 năm nhân tài hành. Bất quá có Mai Tỷ ở, này không là vấn đề, nàng là thật đánh thật hợp đạo trình tự, hơn nữa là ngũ trảo kim long, thực lực vậy là đủ rồi. Ngay sau đó chi gian Mai Tỷ đối với kết giới nâng lên tay, nàng bàn tay kim quang đại tác, ngay sau đó bỗng nhiên đối với kết giới một hoa mà xuống. Dương Nghị Vân mấy người lại là thấy được tay nàng hóa thành thật lớn kim sắc long chảo. Ầm vang. Một tiếng vang lớn dưới, kết giới chấn động, xuất hiện một cái trường khoan 3 mét một khe lớn, nàng bày ra thực lực nhẹ nhàng bâng quơ, làm Đoạn thân mới vừa líu lưỡi, vừa rồi hắn một kích dùng tới toàn lực cũng liền xuất hiện một cái tiểu cái khe, Mai Tỷ tùy ý vung tay lên chính là 3 mét, hợp đạo cường giả thật sự là cường đại vượt qua hắn tưởng tượng. Vào đi thôi, Mai Tỷ mở miệng nói. Dương Nghị Vân biết cái này kết giới có tự mình chữa trị khả năng, trong lòng tuy rằng chấn động Mai Tỷ thực lực, nhưng lúc này không phải cọ sát thời điểm, vội vàng ôm Huyết Anh tiếp đón Đoạn thân mới vừa mấy người nhanh chóng bước vào Mai Tỷ mở ra môn hộ chung. Bên người có một vị hợp đạo cường giả tồn tại, mọi người trong lòng đều kiên định. Mai Tỷ tồn tại, mặc kệ là Dương Nghị Vân cùng là Đoạn thân mới vừa bốn người đều tâm tình thiếu chút thấp thỏm. Chung quy nơi này là chúng thần vực trung tâm thế giới. Được xưng thấp nhất yêu cầu hợp đạo trình tự mới có thể tiến vào địa phương. Thần giới các thế lực lớn sau lưng hợp đạo tất cả đều hội tụ ở trung tâm nơi. Nơi này mới là cường giả tranh giành địa phương. Thần giới bãi ở bên ngoài thế lực liền có 15-6 gia, dựa theo thần nông Càng Minh nói, nhưng phàm là đại đạo điện thế lực, cơ hồ mỗi một nhà sau lưng đều tồn tại ít nhất một vị hoặc là nhiều vị hợp đạo cường giả. Những người này nhưng đều hội tụ ở chúng thần vực thế giới. Chẳng qua mỗi có cùng thiên đạo cấp bậc cùng nhau, hợp đạo cường giả cơ bản đều là độc lai độc vãng, tiến vào lúc sau tất cả đều bôn trung tâm nơi mà đi. Hơn nữa trước đây hư sơ đẳng ba người tìm hắn cướp đoạt Huyết Anh, ngược lại bị Huyết Anh đánh bại,
tuy rằng bị xử lý một cái, nhưng Hư Sơ cùng một người khác đào tẩu, tất nhiên cũng đều tới rồi trung tâm nơi, hắn tiến vào nơi này sau, nguy hiểm trình độ kỳ thật muốn so địa phương khác cao mấy lần nhiều, nhưng vẫn là tới. Tiến vào trung tâm nơi sau, muốn đề phòng có người mưu tính huyết anh. Đến lúc đó tất nhiên sẽ là chém giết không ngừng kết quả. Phiền toái là phiền toái, nguy hiểm cũng đại, nhưng hắn cần thiết tới, bởi vì còn muốn tìm Tiểu Phượng Hoàng chúng nó. Mặt khác chỉ cần cẩn thận một chút vấn đề cũng không lớn, lại nói còn có Mai tỷ tại bên người, luôn là có cái bảo đảm. Nàng không đơn thuần chỉ là hợp đạo trình tự thực lực tu vi, càng là ngũ trảo kim long thần thú thân thể, cùng cấp bậc chung tất nhiên là Mai tỷ cường đại. Còn có huyết anh tồn tại. Tuy rằng huyết anh lâm vào ngủ say đến nay đều không có tỉnh lại, nhưng là chung quy lại nói tiếp, huyết anh có thực lực phóng, ở Dương Nghị Vân trong lòng, huyết anh bùng nổ khả năng so Mai tỷ còn phải cường đại. Vẫn là hắn nhưng hy vọng huyết anh ở tham dự chiến đấu. Đối huyết anh tâm thái hắn là có chút phức tạp. Từ kết giới chung đi vào. Dương Nghị Vân là cái thứ nhất. Một cái hai cực thế giới cảnh tượng hiện ra ở trước mặt hắn. Phía chân trời là huyết sắc, đại địa lại là nhìn có chút phát kim. Thật xa vừa thấy giống như là kim sắc cùng màu đỏ hai loại chủ sắc hình thành, thiên địa rõ ràng. Ngay sau đó đoạn thân mới vừa cùng âm dương kim cương vợ chồng. Hùng Hoan, Mai tỷ trước sau tiến vào. Bọn họ vị trí nơi sau lưng là kết giới, xuất hiện địa phương còn lại là một chỗ ngọn núi đỉnh, nhìn xa phương xa, phía chân trời đều huyết vụ mênh mang, cho người ta một loại hỗn độn cảm giác. Bình thường tầm mắt cùng kết giới ở ngoài giống nhau, chỉ có thể xem 20 mét. Thần thức như cũng ngăn cách giả. Nhưng là nơi này cho hắn cảm giác lại là tràn ngập áp lực, trong không khí mùi máu tươi 10 phần, thậm chí có lệ khí tồn tại, không tự chủ được có bực bội. Mai tỷ nhíu mày nói, nơi này trong không khí huyết sát chi lực phi thường cường đại, tận lực không cần đi hấp thu, xâm nhiễm đạo tâm. Đại gia vừa nghe Mai tỷ nói như thế đều ngừng lại rồi hô hấp, Dương Nghị Vân còn lại là vận chuyển càn khôn đạo chủng công sau, mới dám cảm giác kia sợi bực bội biến mất. Nơi này quả nhiên có cổ quái, mọi người đều tiểu tâm đi. Hắn mở miệng nói, ngay sau đó hỏi Mai tỷ nói, khả năng cảm ứng được Tiểu Phượng Hoàng các nàng. Mai tỷ lắc đầu nói, nơi này cùng ngoại giới thiên địa hoàn toàn bất đồng, có rất nhiều địa phương cách trở thần thức, không có biện pháp tìm. Đi một bước xem một bước đi, chúng ta trước xuống núi đi, tới cũng tới rồi, vậy nhìn xem này thần bí quỷ dị trung tâm thế giới. Dương Nghị Vân nói, cũng chỉ có thể như thế. Mai tỷ gật đầu, đoàn người nghĩ dưới chân núi đi đến. Hạ sơn lúc sau, Mai tỷ mở miệng nói, chúng ta bị cái gì theo dõi. Dương Nghị Vân sửng sốt. Ý bảo đoạn thân mới vừa bốn người cảnh giới. Hắn còn lại là nhìn về phía Mai tỷ, có thể tìm được sao? Mai tỷ lắc đầu nói, tìm không thấy, trên thực tế từ chúng ta bước vào kết giới kia một khắc, đã bị theo dõi, lúc ấy không xác định, nhưng là từ sơn thượng hạ tới, ta phát hiện ba lần, cái này có thể xác định, âm thầm như là có một đôi mắt ở nhìn chằm chằm chúng ta. Là người hay quỷ? Dương Nghị Vân hỏi. Mai tỷ lắc đầu không xác định, cũng tìm không thấy phương vị. Nhưng lại có thể khẳng định ngầm có thứ gì nhìn bọn hắn chằm chằm. Hiện tại làm sao bây giờ? Dương Nghị Vân hỏi. Chờ, nếu nó theo dõi chúng ta, kia tất nhiên sẽ nhảy ra. Mai tỷ nói. Cũng chỉ có thể như thế. Dương Nghị Vân cũng không có gì hảo biện pháp. Bọn họ lưu tại chỗ, vây thành một vòng, bốn phía cảnh giác. Đối mặt không biết sự vật, thường thường là nhất dày vò. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Một canh giờ thời gian, bốn phía đều không có động tĩnh. Nơi này bùn đất đại địa như là sa mạc đồi núi, không có gì thảm thực vật tồn tại, trừ bỏ là huyết sắc mang kim ở ngoài, cũng không có gì kỳ lạ địa phương. Mai tỷ khả năng cảm nhận được đối phương tồn tại, Dương Nghị Vân nhỏ giọng hỏi. Đối phương xảo trá, không có động tĩnh, chờ một chút xem. Mai tỷ nói. Dương Nghị Vân nhíu mày nói, luôn là như vậy chờ đợi cũng không phải biện pháp a. Đến bây giờ mới thôi còn không biết là người vẫn là mặt khác sinh linh, cái này làm cho hắn trong lòng thực bực bội, nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, Mai tỷ đều tìm không thấy đối phương ở địa phương nào, hắn liền càng không biết. Sau đó, ta đang ở tìm Mai tỷ nói chuyện lại nhắm hai mắt lại. Như thế từng có một canh giờ thời gian. Dương Nghị Vân trong lòng bực bội lên thời điểm, Mai tỷ đột nhiên trợn mắt mở miệng nói, tìm được rồi. Dứt lời lúc sau vèo một chút xông ra ngoài. Hướng về phía bắc mà đi. Theo sau,
Dương Nghị Vân vội vàng tiếp đón đoạn cảm giác sâu sắc bốn người, nói chuyện chung hướng về Mai Tỷ biến mất địa phương đuổi theo. Kỳ thật hắn theo sát ở Mai Tỷ phía sau. Tùy độ là chút nào không chậm, nhưng vẫn là ở tam thức lúc sau, cùng ném. Hắn trong lòng cười khổ, thiên đạo quy tắc hòa hợp nói trình tự chênh lệch quá lớn. Tự hỏi hắn tốc độ không kém, nhưng ở Mai Tỷ trước mặt, tam thức thời gian đã bị ném rớt. Cái này làm cho Dương Mỗ Nhân trong lòng có thật lớn thất bại cảm. Từ khi nào đều là hắn bảo hộ Mai Tỷ, hiện tại trái ngược, dựng lên trên thực lực đều kém cách xa. Thật sự hụt hẫng. Đồng thời Dương Mỗ Nhân vô cùng khát vọng tăng lên đột phá. Trong lòng nghĩ chờ chính mình sau khi đột phá, tất nhiên cường đại hơn quá Mai Tỷ mới được. Mất đi mục tiêu sau, Dương Nghị Vân chậm lại. Lúc này hắn thực hiện có chút tỏa sáng, lại là bốn phía huyết phụ tiêu tán, hắn phát hiện xuất hiện ở một mảnh khai thác nơi. Mà đoạn thân mới vừa, âm dương kim cương vợ chồng hơn nữ hùng hoan cũng đều theo đuôi mà đến. Chủ nhân, Mai thần mẫu đâu? Đoạn thân mới vừa hỏi. Cùng ném, Dương Nghị Vân cười khổ. Ách, chúng ta đây chiều cái gì phương hướng đi? Thuần dương kim cương mở miệng. Không đi rồi, liền ở chỗ này chờ đi, nơi này chung quy là trung tâm nơi, chúng ta đối nơi này hết thảy không biết, nhưng đừng ở đi rời ra đi. Dương Nghị Vân vẫn là thực tự mình hiểu lấy. Bọn họ mấy cái nếu là đi lạc, trái lại còn phải Mai Tỷ tìm bọn họ, như vậy mới là phiền toái. Dương Nghị Vân vừa dứt lời, Hùng Hoan lại là mở miệng nói, Vân đại ca các ngươi bốn phía. Nghe vậy Dương Nghị Vân vừa thấy, bốn phía huyết phụ cuồn cuộn dựng lên, lại là tứ phương nơi hình thành bốn đạo quay cuồng huyết phụ. Nhìn qua như là đang không ngừng ngưng tụ giống nhau. Người! Dương Nghị Vân sắc mặt ngưng trọng lên. Lật qua huyết phụ ngưng tụ thành hình người. Quả nhiên tại hạ một khắc, ở bọn họ bốn phía xuất hiện bốn người. Năm cái lão nhân, người mặc kim, hồng, lục, lam y phục, nhưng thật ra phi thường tiên minh. Nhưng Dương Nghị Vân lại là trong lòng một trận chiều chiều, hắn đã biết bốn cái lão nhân thân phận. Từ bọn họ trên quần áo đã biết. Nếu không có đoán sai nói, hẳn là thiên tộc cổ xưa ngũ hành gia tộc người. Chuẩn xác mà nói hẳn là ngũ hành gia tộc hợp đạo cường giả. Xuất hiện bốn cái kim hồng lục lam, còn kém một cái hoàng, hoặc là nói ngũ hành chi thổ. Hồi tưởng phía trước, Mai Tỷ nói có người nhìn chằm chằm, hiện tại cũng sáng tỏ. Ngũ hành chi thổ không hề, chỉ có thể là dẫn Mai Tỷ đi ra ngoài. Nhìn bốn người, Dương Nghị Vân trầm thấp nói, thiên tộc ngũ hành gia tộc. Trong đó cầm đầu kim y lão giả nói, đúng là. Các ngươi muốn như thế nào? Dương Nghị Vân toàn thân lực lượng vận chuyển dựng lên. Làm tốt tùy thời chuẩn bị liều mạng. Đoạn thân mới vừa bốn người cũng là như thế, bọn họ bốn phía các có một người, bị vây quanh. Nghe được đối phương thừa nhận là thiên tộc ngũ hành gia tộc, đoạn thân mới vừa đám người liền trong lòng phát khổ, phía trước Dương Nghị Vân chém giết năm sao gia tộc những người đó, hoặc là nói là bị huyết anh giận dữ cấp tiêu diệt sở hữu năm sao gia tộc thiên đạo cấp bậc người, hiện tại nhân gia hợp đạo cấp bậc tộc lão muốn trả thù. Trước mắt chính là liều chết một trận chiến. Dương Nghị Vân cũng là không nghĩ tới, mới vừa tiến vào trung tâm nơi, nhanh như vậy đã bị ngũ hành gia tộc người theo dõi, hơn nữa là năm đại hợp đạo. Đối với ngũ hành gia tộc cường giả tìm chính mình báo thù, Dương Nghị Vân nghĩ tới, nhưng không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy. Bất quá có một chút, hắn hiện tại là xem minh bạch, đối phương từ bọn họ vừa tiến đến, hoặc là nói bọn họ chưa đi đến nhập kết giới phía trước cũng đã theo dõi bọn họ, Mai Tỷ cảm giác không sai. Nhưng đối phương càng xảo trá, cư nhiên đem Mai Tỷ dẫn dắt rời đi. Ngũ hành gia tộc tự nhiên nên có năm đại hợp đạo cường giả, hiện tại từ bọn họ ăn mặc thượng xem, là thiếu ngũ hành chi thổ, không hề nghi ngờ là đi đem Mai Tỷ dẫn dắt rời đi. Dư lại ngũ hành chi kim mộc thủy hỏa bốn người, tự nhiên liền theo dõi hắn. Tiểu bối đem huyết anh giao cho chúng ta, không làm khó các ngươi. Cầm đầu kim y lão giả nhìn chằm chằm Dương Nghị Vân mở miệng. Dương Nghị Vân trong lòng thở dài, quả nhiên là hướng về phía huyết anh tới. Nhưng là làm hắn đem huyết anh giao cho đối phương. Này có thể sao? Đương nhiên không có khả năng. Không nói đến huyết anh hiện tại lâm vào ngủ say chung, giao cho bọn họ cái gì kết cục, Dương Nghị Vân rất rõ ràng. Liền tính là giờ phút này huyết anh không có ngủ say, hắn cũng sẽ không đem huyết anh giao ra đi, bởi vì hắn phát quá thề, phải bảo vệ hảo cái này quan môn đệ tử. Nhìn đối phương. Dương Nghị Vân gằn từng chữ, nằm mơ. Ha ha, tiểu gia hỏa huyết anh diệt sát chúng ta ngũ hành gia tộc các đệ tử, chúng ta tìm huyết anh là thiên kinh địa nghĩa, ngươi gây khó dễ,
giết ngươi, hơn nữa giết ngươi, lão phu đám người cũng không tính khi dễ ngươi, nói thêm câu nữa, đem huyết anh kêu ra tới. Cầm đầu kim y lão giả đối với Dương Nghị Vân giống lên ra tiếng. Này một tiếng dưới, lại là mang theo cuồn cuộn uy áp mà đi. Dương Nghị Vân sắc mặt biến đổi, trong lòng vừa động, hỗn độn trung triệu hoán mà ra. Đông! Hỗn độn trung kim quang lập lòe, một tiếng chuông vang ngăn cản ở đối phương uy áp, ngay sau đó hỗn độn trung bao phủ ở Dương Nghị Vân mấy người trên đỉnh đầu hình thành phòng ngự. Nếu ngươi muốn tìm chết, lão phu liền thành toàn ngươi, chư vị sát, đem huyết anh đoạt lại đây. Ngay sau đó, tứ đại hợp đạo tất cả đều không biết xấu hổ, từ tứ phương hướng về Dương Nghị Vân mấy người mà đến. Vô tận uy áp cùng khí chi lực không ngừng dựng lên. Dương Nghị Vân bạo giống một tiếng, toàn thân thần lực thúc giục cực hạn, hỗn độn chung một tiếng tiếp theo một thanh âm vang lên khởi, hắn biết muốn liều mạng, tuy rằng rõ ràng liều mạng cũng không ý nghĩa, nhưng là cũng đến làm như vậy, kéo dài thời gian cũng đúng, hắn tin tưởng Mai Tỷ sẽ trở về. Nếu đối phương tìm mọi cách đem Mai Tỷ dẫn dắt rời đi, đã nói lên bọn họ kiêng kỵ Mai Tỷ. Hiện tại bọn họ phải làm chính là, kéo dài thời gian, có thể căng bao lâu tính bao lâu. Đối mặt tứ đại hợp đạo, Dương Nghị Vân áp lực là vô cùng thật lớn. Cứ việc bốn người cho hắn cảm giác hơi thở đều cùng lúc trước hư mùng một dạng, hẳn là đều ở hợp đạo một tầng. Nhưng Dương Nghị Vân biết, đối mấy người bọn họ tới nói, đều là có thể muốn mệnh. Nhưng là lúc này hắn đã không có bất luận cái gì lựa chọn, nhân ra tứ đại cường giả từ tứ phương đánh tới, chỉ có thể căng ra đầu thượng. Chỉ hy vọng Mai Tỷ có thể trở về nhanh lên. Đến nỗi trong lòng ngực huyết anh, Dương Nghị Vân biết tạm thời trông cậy vào không thượng, liền tính là huyết anh lúc này là tỉnh, hắn cũng không tính toán làm huyết anh ra tay, một cái trẻ con mà thôi, vì hắn huyết anh đã làm đủ nhiều. Tuy rằng hắn biết ngũ hành gia tộc này đó cường giả, chung quy vẫn là vì huyết anh. Hết thảy cũng là bởi vì huyết anh dựng lên, nhưng hắn chút nào không hối hận. Huyết anh đã dùng hành động chứng minh rồi, đứa nhỏ này là có thể bị chỉ dẫn thượng chứng đạo. Đối này, Dương Nghị Vân trong lòng không có bất luận cái gì câu oán hận. Đứa nhỏ này hắn lúc trước nghĩ tới từ bỏ, nhưng chung quy là để lại càng là thu làm quan môn đệ tử, vậy phải bảo vệ rốt cuộc. Tứ đại hợp đạo tứ phương mà đến. Dương Nghị Vân thực đoạn thân mới vừa. Âm dương kim cương vợ chồng hơn nữ hùng hoan, tại đây một khắc làm thành vòng, lưng tựa lưng nghênh địch. Hỗn độn chung ở Dương Nghị Vân thúc dục hạ, chín đạo khắc văn kim cương đại tác phẩm, tiếng chuông không ngừng vang lên, bị Dương Nghị Vân thúc dục tới rồi cho đến. Đoạn thân mới vừa bốn người cũng đều bạo phát chính mình cường đại nhất công kích, lúc này mọi người đều biết, là bác mệnh thời điểm, tuy rằng đều rõ ràng khả năng bọn họ công kích đương không dưới đối phương, nhưng nếu Dương Nghị Vân cái này chủ nhân làm. Vậy chỉ có một con đường đi tới cuối. Sinh tử có mệnh đi. Ầm vang. Oanh. Thần quang bùng nổ mà ra. Mà bọn họ tứ phương tứ đại hợp đạo cường giả, đồng thời ra tay mà đến. Đông. Phốc. Hỗn độn trung vang, Dương Nghị Vân một búng máu dịch phun ra. Một kích dưới hỗn độn trung phòng ngự đã bị nhân ra hóa giải. Trực tiếp ảm đạm không ánh sáng co rút lại trở về, tiến vào trong cơ thể. Ngay sau đó lại là một tiếng nổ vang. Đoạn thân mới vừa bốn người trực tiếp đối thượng tứ đại hợp đạo lực lượng. Phốc 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 phốc. Trước sau tứ thanh nặng nề. Đoạn thân mới vừa, âm dương kim cương vợ chồng cùng hùng hoan tất cả đều hộc máu, các nàng công kích trực tiếp bị người ta phá hủy. Một phân đều không có ngăn cản trụ. Giống. Giờ phút này hùng hoan một tiếng thét dài, nháy mắt cuồng hóa, hóa thành huyết hùng trạng thái, toàn thân huyết quang đại tác phẩm. Có khắc văn lưu chuyển mà đến, nàng hai tay múa may mà ra, một đạo huyết quang chói mắt vô cùng, như là khí lãng giống nhau thành hình tròn nhộn nhạo mà đi, công kích trực tiếp tứ đại hợp đạo. Hừ, không biết sống chết hùng yêu mà thôi. Trong đó một người hừ lạnh, đối với hùng hoan chính là hư không một lóng tay đầu điểm ra. Người này là ngũ hành chi thủy gia cường giả, tùy ý hùng hoan huyết quang đánh sâu vào ở trên người hắn, không chút nào để ý, cũng đích xác không có đối hắn tạo thành bất luận cái gì thương tổn. Phiên tay chi gian liền đối hùng hoan hư không một lóng tay đầu. Một đạo lam quang, khoảnh khắc chi gian dừng ở hùng hoan trên người. Giống. Ngay sau đó hùng hoan phát ra một tiếng tham gia, khổng lồ cuồng hóa trạng thái thân thể cả người chấn động, lại là ngã xuống trên mặt đất chiều chiều lên, không còn có bỏ dậy. Hoan nhi. Dương Nghị Vân la lên một tiếng, hắn biết này một kích làm hùng hoan thu được bị thương nặng. Cứ việc hùng hoan công kích ở đối phương trong tay nhìn như không đáng giá nhắc tới, nhưng chung quy cản trở đối phương.
Dương Nghị Vân đôi mắt đều đỏ. Chênh lệch quá lớn. Lão tử cùng các ngươi liều mạng. Lúc này Đoạn Thân mới vừa bạo giống một tiếng, toàn thân hơi thở không ngừng bò lên dựng lên, lại là thiêu đốt bản mạng thần lực. Lão Đoạn không cần, Dương Nghị Vân đôi mắt đỏ lên giống to, hắn biết thiêu đốt bản năng thần lực chiến đấu ngoài ý muốn cái gì. Người đến bị buộc cấp thời điểm, cái gì cũng là dám làm. Tại đây chờ có thể tùy thời muốn mệnh thời điểm, Đoạn Thân mới vừa biểu hiện ra chính mình đương gánh. Lúc này, Âm Dương Kim Cương vợ chồng liếc nhau, cũng ở Đoạn Thân mới vừa lúc sau song song bùng nổ. Thuần Dương Nam Cực, Chí Âm Giao Hội, vợ chồng hai người giống to chung, từng người trên người bạo phát thuần dương chi lực cùng chí âm chi lực, trong phút chốc hội tụ ở bên nhau. Ầm vang, âm dương giao hội dưới hình thành thật lớn năng lượng hơi thở, nháy mắt bùng nổ mà đi. Bọn họ trên người cũng hơi thở đại tác phẩm, không chút do dự thiêu đốt lực lượng của chính mình. Hư gạo ánh sáng há có thể với hạo nguyệt tranh nhau phát sáng. Ngũ hành chi kim hừ lạnh dưới, đôi tay bỗng nhiên ấn. Cường đại đến lệnh người hít thở không thông khí chi lực tràn ngập cương ngạnh mũi nhọn hơi thở, đối với Đoạn Thân mới vừa cùng âm dương kim cương vợ chồng bùng nổ. Ầm ầm ầm, thật lớn nổ vang vang vọng thiên địa. Phốc phốc phốc, cơ hồ là nháy mắt Đoạn Thân mới vừa ba người ngã xuống trên mặt đất. Miệng phun máu tươi, rốt cuộc khởi không tới. Liền như vậy ngắn ngủn nháy mắt, hùng hoan ngã xuống, hiện tại Đoạn Thân mới vừa cùng âm dương kim cương vợ chồng cũng ngã xuống. Kim quang bọn họ thiêu đốt chính mình thần lực, nhưng như cũ vô pháp ngăn cản tứ đại hợp đạo cấp bậc cường giả. Dương Nghị Vân lòng đang lạnh cả người. Giờ khắc này hắn cũng bất cứ giá nào. Nguyên bản còn trông cậy vào Mai Tỷ có thể gấp trở về, nhưng hiện tại xem ra, tạm thời Mai Tỷ là đuổi không trở lại. Đối phương đã sớm là có dự mưu, từ lúc bắt đầu liền đem Mai Tỷ dẫn dắt rời đi, để lại tứ đại hợp đạo cường giả, hiển nhiên đối Huyết Anh là chí tại tất đắc. Cũng đầy đủ thuyết minh. Huyết Anh đối này đó hợp đạo cấp bậc vương bát đản đều là có thật lớn dụ hoặc. Nhưng là Dương Nghị Vân vô luận như thế nào cũng không thể làm Huyết Anh bị những người này cướp đoạt đi, hắn biết Huyết Anh tới rồi trong tay bọn họ, tất nhiên sẽ xưng là tu luyện đỉnh lô. Hắn không bước vào hợp đạo, nhưng cũng không phải mặc người sâu xé người. Thật bức nóng này, Dương Mỗ Nhân cũng là thực điên cuồng. Ra! Một tiếng bạo giống. Quanh thân không ánh sáng thất sắc dựng lên. Giây tiếp theo. Mười đại đạo thụ hiện hóa ra tới, rơi dụng ở hắn bốn phía nơi, hình thành một phương tiểu không gian, đem hắn cùng Hùng Hoan, Đoạn Thân mới vừa, âm dương vợ chồng tất cả đều vây quanh lên. Mười đại đạo thụ thần quang lưu chuyển. Kim mộc thủy hỏa thổ, lôi điện, quang minh, hắc ám, không gian, sinh tử mười đại thuộc tính sở đại biểu mười đại đạo thụ hiện ra, hình thành một cái viên, lẫn nhau chi gian xác thật là ở Dương Nghị Vân ý niệm dưới tương liên lên. Có một cái đại cân bằng, cùng chi quanh mình thiên địa hoàn toàn hòa hợp nhất thể. Đây là Dương Nghị Vân mười đại đạo thụ cuối cùng thủ đoạn, dễ dàng không dám dùng, nhưng lúc này không có biện pháp. Hắn trực tiếp đem mười đạo nói thụ triệu hoán mà ra, đưa bọn họ bảo hộ ở trong đó. Bực này thời điểm mười đại đạo thụ chi gian sẽ hình thành đại cân bằng, hấp thu thiên địa chi gian từng người đối ứng thuộc tính chi lực, với thiên địa nhất thể. Phòng ngự cùng công kích gồm nhiều mặt. Đây là hắn áp đáy hòm thủ đoạn. Không dám dễ dàng triệu hoán mười đại đạo thụ mà ra, là bởi vì một khi bị thương cập, vậy ảnh hưởng hắn tu vi. Nhưng lúc này, hắn không có biện pháp, phải bảo vệ người bên cạnh, càng muốn phản kích. Cũng không biết hắn nói thụ có thể hay không cùng tứ đại hợp đạo trình tự cường giả một trận chiến. Nói thụ thần quang, cho ta khởi. Dương Nghị Vân hét lớn một tiếng, mười đại đạo thụ phát ra bất đồng sắc thái thần quang, từng đạo dựng lên. Cuối cùng tương liên tương đồng, ầm vang một chút bộc phát ra đi. Như là một đạo hình tròn lưỡi dao sắc bén, thẳng đến bốn người. Lúc này cầm đầu ngũ hành chi kim sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, đôi tay khí chi năng lượng bùng nổ trong người trước hình thành một đạo kim sắc phòng ngự. Dư giả ba người cũng như thế mà đi. Bọn họ cũng không nghĩ tới Dương Nghị Vân tiểu tử này triệu hồi ra 10 cây ngũ quang thập sắc đại thụ, bùng nổ lực lượng, cư nhiên làm cho bọn họ cảm nhận được nguy hiểm, chỉ có thể dừng lại tiến công. Qua tay ngăn cản, ngũ quang thập sắc thần lực. Tuy rằng như cũ là thần lực, nhưng lại làm cho bọn họ cảm giác tựa hồ cùng khí chi lực bằng nhau, một cái thiên đạo cấp bậc tiểu bối, cư nhiên có thể có như vậy thủ đoạn, thực sự làm bốn người ngoài ý muốn. Ong! Ầm 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 oanh! Thiên địa trung run minh! Nháy mắt Dương Nghị Vân thao tác nói thụ thần quang cùng chi bốn người chi lực đối cầm ở bên nhau. Thiên địa đều mới thôi đại chấn.
Giờ khắc này toàn bộ thiên địa chung năng lượng đạt tới một cái cực cao mật độ. Dương Nghị Vân có thể rõ ràng cảm nhận được, hắn 10 đại đạo thụ đang ở điên cuồng hấp thu thiên địa chung 10 đại thuộc tính chi lực, như thế tương đương là 10 đạo nói thụ hấp thu thiên địa chi lực, hoặc là nói là hắn mượn thiên chi lực, đối kháng tứ đại hợp đạo cường giả. Tứ thanh đại tác phẩm dựng lên. Nói thụ thần quang lực lượng trực tiếp oanh một chút khuếch trương mà đi. Ngũ hành tứ đại hợp đạo cường giả ngăn cản tại thượng, lúc này đây lại là làm cho bọn họ làm nghề nguội đôi mắt, không nghĩ tới ở Dương Nghị Vân bùng nổ mà ra thần quang dưới, bọn họ ngăn cản cư dừng ở hạ phong, bốn người trực tiếp bị nói thụ thần quang bước lui 30 mét mới khó khăn lắm dừng lại. Có ý tứ, cầm đầu ngũ hành chi kim dừng lại sau, nhìn Dương Nghị Vân sắc mặt trầm đi xuống. Ở bọn họ trong mắt Dương Nghị Vân vẫn luôn chính là con kiến ngươi, lại là không nghĩ tới, cư nhiên bộc phát ra đưa bọn họ bước lui 30 mét lực lượng. Đương nhiên cũng gần chính là bước lui, cũng liền chỉ thế mà thôi. Kim sư huynh, tốc chiến tốc thắng đi, cái kia chân long mau trở lại. Lúc này ngũ hành chi thủy cường giả trầm thấp nói. Như thế, vậy kết thúc đi. Ngũ hành năm đại gia tộc lấy kim cầm đầu, người này nhìn Dương Nghị Vân chậm rãi nói chuyện, lại là giơ lên tay nói. Ngũ hành chi khí, kim chi chảm. Ngay sau đó mặt khác ba người, cũng phân biệt nâng lên tay hô, ngũ hành chi khí, mộc chi đằng. Ngũ hành chi khí, hỏa chi đốt. Ngũ hành chi khí, thủy chi diệt. Tức khắc bốn người trong tay hiện ra kim hồng lục lam bốn màu khí chi sắc, bọn họ liền đứng ở tại chỗ, đối với 30 mét ra Dương Nghị Vân đám người bỗng nhiên phất tay mà xuống. Bốn đạo nhan sắc khác nhau cột sáng, lấy bọn họ nâng lên cánh tay như lợi kiếm giống nhau. Từ tứ phương nơi mà xuống. Giờ này khắc này đang ở trong đó Dương Nghị Vân, sắc mặt đại biến. Hắn rõ ràng cảm nhận được, cường đại vô cùng hơi thở, tràn ngập toàn bộ thiên địa, lệnh nhân tâm giật mình. Này tứ đại lực lượng so với phía trước cường đại rồi mấy lần nhiều. Dương Nghị Vân biết bọn họ hạ sát thủ. Nhưng hắn không có biện pháp. Căng ra đầu kháng đi. A, à, nói thụ thần quang. Dương Nghị Vân một tiếng thét dài dưới. Giống giận mà ra, toàn thân thần lực vờn quanh bạo toát ra ngọn lửa, hắn cũng liều mạng, thiêu đốt tự thân thần lực. Không làm như vậy, hắn biết căn bản ngăn không được tứ đại hợp đạo cường giả công kích. Đương nhiên hắn cũng rõ ràng, liền tính là hắn toàn lực làm, cũng ngăn không được, sở bất đồng chính là, tận lực giảm bớt tứ đại cường giả bùng nổ đánh sâu vào. Ở hắn bên người là Hùng Hoan bốn người, tất cả đều ngã trên mặt đất hôn mê, cũng không biết tình huống thế nào. Không chết cũng là nửa cái mạng trạng thái. Trong lòng ngực huyết anh như cũ ở ngủ say chung, hắn muốn chỉ mình lực lượng lớn nhất bảo hộ đại gia. Giờ khắc này thiêu đốt thần lực, chỉ hy vọng có thể ngăn cản trụ tứ đại cường giả công kích. Thiên đạo quy tắc cùng hợp đạo chi gian chênh lệch thực sự quá lớn. Cho dù là hắn thúc giục 10 đại đạo thụ, cũng như cũ không có bất luận cái gì nắm chắc, có thể ngăn trở đối phương bốn người công kích. Hai bên công kích bùng nổ. Chuẩn xác mà nói là tứ đại hợp đạo cường giả bốn đạo cột sáng công kích rừng ở Dương Nghị Vân 10 đại đạo thụ trên cây. Cứ việc Dương Nghị Vân đã thiêu đốt thần lực dùng hết lớn nhất nỗ lực duy trì nói thụ, nhưng tại hạ một khắc, tứ đại hợp đạo cường giả công kích rơi xuống lúc sau, như cũ làm hắn có hại. Dương Nghị Vân 10 đại đạo thụ thần quang bùng nổ, nhưng ở đối phương bốn người tứ phương bốn đạo cột sáng rơi xuống lúc sau, 10 đại đạo thụ bắt đầu tan vỡ. Phốc, 10 đại đạo thụ ở thật lớn công kích hạ hóa thành 10 đạo thần quang, bị mạnh mẽ đánh trở về Dương Nghị Vân trong cơ thể. Dương Nghị Vân mồm to hộc máu, lại là sụi lơ trên mặt đất. Một mồm to máu tươi phun ở trong lòng ngực huyết anh trên mặt. Hắn tận lực, nhưng là đối mặt hợp đạo trình tự cường giả, chung quy là chênh lệch pha đại, càng vốn là ngăn cản không được. Ngược lại chính hắn bị thương nặng. Khụ khụ, vẫn là kém quá xa a. Dương Nghị Vân cười khổ tự nói. Giờ phút này tứ đại hợp đạo cường giả xuất hiện ở hắn trước mắt. Cầm đầu ngũ hành chi kim cường giả, duỗi ra tay đối với Dương Nghị Vân trong lòng ngực huyết anh hư không một chảo, huyết anh nháy mắt từ Dương Nghị Vân trong lòng ngực hiện lên đi ra ngoài. Dương Nghị Vân rất muốn động thủ, nhưng là hắn giờ phút này trong cơ thể lung tung rối loạn. Mạnh mẽ thiêu đốt thần lực thúc giục 10 đại đạo thụ ra tới, bị tứ đại hợp đạo trực tiếp bị thương nặng 10 đại đạo thụ, làm 10 đạo nói thụ bị thua không ít. Nội coi dưới đạo chủng trong vòng 10 đại đạo thụ đều là uể oải trạng thái ảm đạm không ánh sáng. Giờ phút này hắn nếu không sạch sẽ vận chuyển công pháp ổn định trong cơ thể tình huống, cảnh giới đại ngã đều là nhẹ. Huyết anh từ trong lòng mà đi, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn bất lực.
Không nói đến hắn đã không có động thủ năng lực, liền tính là có, lúc này đối phương cũng sẽ không cho hắn cơ hội, hơn nữa sống chết trước mắt tới rồi. Ngũ hành chi kim cường giả cướp lấy huyết anh, mặt khác ba người chung có một người lại là đối với hắn nâng lên tay. Dương Nghị Vân cảm nhận được đối phương cường đại khí chi lực hơi thở, hắn nhắm hai mắt lại. Hôm nay muốn tài. Bên người Hùng Hoan bốn người hôn mê, trọng thương cũng không có phản kích năng lực. Người xấu. Liền ở ngay lúc này, một tiếng nãi thanh nãi khí thanh âm vang vọng toàn trường. Dương Nghị Vân bỗng nhiên mở hai mắt nhìn lại. Chỉ thấy một đạo huyết quang chợt lóe rồi biến mất. Ngay sau đó đó là hét thảm một tiếng vang lên, a. Dương Nghị Vân định thần vừa thấy, đúng là muốn bắt huyết anh ngũ hành chi kim cường giả kêu thảm bay ngược đi ra ngoài. Chỉ chớp mắt chạm vào rơi trên mặt đất lại là hóa thành một khối thây khô. Kim sư huynh, hảo đi, đúng là huyết anh thức tỉnh. Vốn dĩ đi, huyết anh ngủ say quá ngàn năm cũng chưa tỉnh, nhưng Dương Nghị Vân vừa rồi bị thương thời điểm, một búng máu dịch phun ở huyết anh trên mặt, hơn nữa ngàn nhiều năm ngủ say tự mình chữa trị lúc sau, cũng là thời gian thức tỉnh. Thực trùng hợp, huyết anh bị ngũ hành chi kim cường giả hư không một chảo từ Dương Nghị Vân trong lòng ngực rời đi một khắc thức tỉnh. Ngay sau đó thấy được, ba ba, tình huống vô cùng không xong. Không chút do dự liền đối ngũ hành chi kim cường giả ra tay, một kích phải giết. Lúc này mặt khác ba người thấy được kim sư huynh hóa thành thây khô, kêu lớn lên, lập tức liền đối huyết anh ra tay, đương hắn trong đó một người đối Dương Nghị Vân cũng là một kích mà đến. Lúc này cứ việc huyết anh thức tỉnh. Hơn nữa đem ngũ hành chi kim cường giả nháy mắt hạ gục, nhưng Dương Nghị Vân vô pháp loại kém trong đó bất luận cái gì một người sát chiêu. Ba ba. Huyết anh kêu to, vèo một chút liền phải hướng về Dương Nghị Vân mà đi. Nhưng là bị mặt khác hai người công kích cấp ngăn trở ở. Dương mẫu nhân sinh tử một đường. Ngao. Đúng lúc này, một tiếng long minh vang lên. Dương Nghị Vân trong lòng vui vẻ, giây tiếp theo chỉ cảm thấy trước người kim quang lộng lẫy dựng lên. Trong đó một người công kích cũng không có dừng ở trên người hắn. Bởi vì, Mai tỷ rốt cuộc tới rồi, ngăn cản hạ đối hắn công kích. Mai tỷ ta yêu cầu chữa thương khôi phục, Dương Nghị Vân nhìn đến Mai tỷ sau khi xuất hiện trong lòng cục đá rốt cuộc rơi xuống đất, hắn biết cái này không chết được, dựng lên huyết anh cũng thức tỉnh lại đây, cảm giác huyết anh so với ngủ say phía trước càng cường đại hơn khủng bố. Ngũ hành chi kim cường giả bị huyết anh nháy mắt hạ gục. Phải biết rằng kia chính là hợp đạo trình tự a. Huyết anh cư nhiên có thể nháy mắt hạ gục hợp đạo trình tự cường giả, thật sự là. Dù sao Dương Nghị Vân rốt cuộc có thể yên tâm, việc cấp bách là tự mình khôi phục. Ân, có ta ở đây. Mai tỷ cũng không quay đầu lại nói, nàng đứng ở Dương Nghị Vân bên người không nhúc nhích, ánh mắt nhìn chằm chằm trong đó một người. Nàng biết chính mình bị lừa, cố ý bị người hấp dẫn rời đi, chờ đến phản ứng lại đây sau. Không chút do dự liền đuổi lại đây. Quả nhiên Dương Nghị Vân mấy người bị công kích. Thiếu chút nữa Dương Nghị Vân đã bị giết, Mai tỷ trong lòng thực sự là nghĩ mà sợ. Lúc này nàng không tính toán rời đi Dương Nghị Vân bên người, tu vi như nàng, một lại đây liền phát hiện Dương Nghị Vân tình huống thực không xong, tự nhiên sẽ không đi chém giết, lúc này bảo vệ tốt hắn, cho hắn hộ pháp so cái gì đều quan trọng. Lại nói ra Dương Nghị Vân còn có Hùng Hoan cùng Đoạn Thân mới vừa ba người. Bọn họ đều yêu cầu bảo hộ. Đến nỗi trong sân tình huống, vừa xem hiểu ngay. Nàng ở vừa rồi chạy tới thời điểm, liền thấy được huyết anh chu sát ngũ hành chi kim một màn, đối với huyết anh tình huống Dương Nghị Vân cho nàng nói qua, Mai tỷ biết huyết anh có đủ thực lực ứng đối trước mắt cục diện. Thậm chí huyết anh bày ra ra hơi thở, làm nàng đều cảm giác phát mao. Cho nên Mai tỷ biết chính mình lưu tại Dương Nghị Vân bên người hộ pháp, làm huyết anh đi đối phó giữa sân tam đại cường giả đủ rồi. Không đúng, lại nói tiếp còn có hấp dẫn nàng rời đi một người, hẳn là cũng đang âm thầm, Mai tỷ cảnh giác bốn phía. Người xấu. Huyết anh bạo nộ rồi. Toàn thân huyết sát chi khí bùng nổ, tức khắc ngăn cản trụ hai đại cường giả đối hắn công kích, nháy mắt biến mất. Tái xuất hiện thời điểm, lại là tới rồi vừa rồi công kích Dương Nghị Vân tên kia cường giả bên người. Tiểu nắm tay giơ lên một quyền nện ở đối phương trên người. A. À. Người này là ngũ hành chi mộc cường giả. Bị huyết anh một quyền tạp phi. Nhưng là ở lại không chết. Ngay sau đó huyết anh lần thứ hai biến mất, hắn huyết phụ dưới, tụ tán vô hình bản lĩnh càng thêm lô hỏa thuần thanh. Biến mất xuất hiện. Trực tiếp tới rồi ngũ hành chi hỏa cùng ngũ hành chi thủy hai đại cường giả phía sau. Chạm vào. Hai tiếng nặng nề lúc sau,
nước lửa hai đại cường giả thân thể nổ tung, nhưng là một người hóa thành ngọn lửa, một người hóa thành một đạo bọt nước. Này hai người không chết không thương, lại là kinh hồn không chừng xuất hiện ở ngã trên mặt đất ngũ hành chi mộc bên người. Huyết Anh đã nên trò trống, ta chờ không phải đối thủ của hắn, đi. Đúng lúc này, dưới nền đất truyền đến một thanh âm, dứt lời hết sức, đại địa chấn động, ầm vang một tiếng rung động, một đạo mấy trăm lớn lên tường đất đột ngột từ mặt đất mọc lên, ngăn cản ở Huyết Anh trước mặt. Oanh! Một tiếng ầm vang lúc sau, lại là bị Huyết Anh dập nát. Nhưng tường đất dập nát lúc sau, giữa sân ba người cũng biến mất không thấy. Nói nhi trở về đi. Dương Nghị Vân thanh âm vang lên, hắn một bên chữa thương một bên chú ý giữa sân tình huống, tự nhiên biết đối phương chạy thoát. Đại địa bùn đất đột ngột từ mặt đất mọc lên ngăn cản Huyết Anh, hẳn là chính là hấp dẫn khai mai tỷ ngũ hành chi thổ cường giả. Hôm nay đại nạn không chết, Dương Nghị Vân biết tất có hạnh phúc cuối đời. Hơn nữa cái này phúc đã tới. Hắn cảm nhận được, nói thụ có biến hóa, cũng không có hiện tượng chung tiếp tục uể oải đi xuống, mà là bắt đầu tăng trưởng lên. Vì tránh cho cành mẹ đẻ cành con, Dương Nghị Vân đem Huyết Anh hô trở về. Mặc kệ nói như thế nào, Huyết Anh đã chém giết một người ngũ hành chi kim cường giả, lần này bị thương cũng không khen. Trọng điểm là hắn nói thụ trưởng thành, liền ý nghĩa hắn tu vi sắp đột phá. Đây là đại sự, chờ hắn sau khi đột phá, đến lúc đó đem hôm nay chịu thương còn trở về đó là. Đối phương năm đại cường giả, tuy rằng chạy thoát bốn người, nhưng trong đó một người, lại là bị Huyết Anh cấp xử lý. Đương nhiên có thể đào tẩu mấy cái, thật là có thực lực. Trong đó ngũ hành chi hỏa cùng ngũ hành chi thủy, đều là bị đánh tan thân thể, nhưng lại là thân thể hóa thành hỏa cùng thủy, thực chất thượng không thương đến căn bản. Chung có ngũ hành mộc là bị thương, nhưng lại không chết. Ngũ hành chi thổ, vẫn luôn là nhất cẩn thận một cái, phía trước đi đem Mai tỷ dẫn dắt rời đi, sau lại đi vòng vèo làm ra một đổ tường đất chặn lại Huyết Anh đuổi giết ngũ hành chi hỏa thủy, do đó thoát đi. Được xưng ngũ hành gia tộc, tu hành đặc thù cũng là ngũ hành chi lực. Chỉ có ngũ hành chi kim là bị Huyết Anh một kích phải giết. Lúc này Dương Nghị Vân kêu Huyết Anh trở về, không cần phải đi truy, cũng là sợ Huyết Anh có hại. Hắn tu luyện lúc này mới là mấu chốt. Kêu gọi lúc sau, Dương Nghị Vân tiến vào tu luyện trạng thái. Nếu đều cảm nhận được đột phá cái chắn sắp đánh vỡ, đó chính là đánh sâu vào mà đi. Lần này hắn là liều mạng dưới bị đối phương tứ đại hợp đạo bị thương nặng, tuy rằng như cũ không ngăn cản trụ, khả năng cùng tứ đại hợp đạo đối đánh, cũng đủ để thuyết minh thực lực của hắn. Lúc này tu luyện lúc sau, làm hắn không nghĩ tới chính là, uể oải 10 đại đạo thụ, ở vận chuyển công pháp lúc sau, được đến một khắc của lực lượng lễ rửa tội. Đây là hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Cổ lực lượng này đến từ Càn Khôn Hồ. Dương Nghị Vân đã nhớ không rõ, Càn Khôn Hồ có bao nhiêu lâu không có ra tới quá bực này lực lượng, không nghĩ tới hôm nay lại một lần xuất hiện. Kỳ thật từ làm năm đó đi theo thỏ ra tới rồi Càn Khôn Hồ thần điện thế giới, mở ra thứ 9 tầng thần điện lúc sau, Càn Khôn Hồ nội thần điện cùng Càn Khôn thần điện thế giới hòa hợp nhất thể sau, hắn cho rằng Càn Khôn Hồ tiềm lực cũng liền đến cực hạn. Hiện tại xem ra là hắn tưởng sai rồi. Càn Khôn Hồ như cũ là chí bảo, như cũ thần bí. Giống như là trước kia giống nhau, Càn Khôn Hồ đụng tới đặc thù lực lượng lúc sau, đều sẽ có một lần tiến hóa. Mỗi lần tiến hóa lúc sau, Càn Khôn Hồ không gian trong vòng đều sẽ xuất hiện giống nhau bảo vật, tỉ như sinh mệnh chi thủy, linh đào, ngũ lôi tím lá cây cùng sét đánh lôi. Này đó đều là lấy trước Càn Khôn Hồ tự chủ xuất hiện, cũng là mỗi một lần Càn Khôn Hồ cắn nuốt một ít đặc thù năng lượng lúc sau, sẽ có chút biến hóa ra tới. Nhưng từ Càn Khôn Hồ cùng Càn Khôn Hồ thần điện thế giới tương liên lúc sau, Càn Khôn Hồ liền ở cũng không có phát sinh quá cái gì biến hóa, càng không có xuất hiện quá cái gì chí bảo. Thậm chí còn không có gì lực lượng xuất hiện, Dương Nghị Vân một lần cho rằng Càn Khôn Hồ tiềm lực đến cùng. Càn Khôn Hồ khởi nguyên, Dương Nghị Vân đi vào Càn Khôn thần điện thế giới lúc sau, cũng biết là Càn Khôn thần tôn đồ vật, cơ duyên dưới bị hắn cấp kế thừa. Nhưng là đối Càn Khôn Hồ cấp bậc, Dương Nghị Vân nhận thức cũng dừng lại ở nơi này, hắn thậm chí trong lòng nghĩ tới Càn Khôn Hồ cấp bậc khả năng đều so ra kém Hỗn Độn Chung. Bởi vì Càn Khôn Hồ từ kia về sau liền không còn có xuất hiện quá bất luận cái gì biến động. Đều qua đi thời gian dài như vậy, Dương Nghị Vân đã đem Càn Khôn Hồ trở thành chứa đựng thần khí. Nhưng là hiện tại xem ra, Càn Khôn Hồ xa không ngừng hắn tưởng tượng như vậy, bay lên không gian đình chỉ. Ở hắn vừa rồi tu luyện thời điểm,
nguyên bản đối mặt 10 đại đạo thụ uể oải hiện tượng có chút phát sầu, ở vận chuyển càn khôn đạo chủng công chữa trị thời điểm, lại là không tưởng từ càn khôn hồ nội phát ra một đạo nhiệt lưu thẳng vào đạo chủng trong vòng, 10 đại đạo thụ nháy mắt tự uể oải trạng thái chung khôi phục. Hơn nữa Dương Nghị Vân còn phát hiện, cái này năng lượng vô cùng cường đại, viễn siêu hắn tưởng tượng. Chẳng những là 10 đại đạo thụ bắt đầu chữa trị, càng là có trưởng thành xu thế. Dương Nghị Vân trong lòng đại hỉ. Giờ phút này hắn cảm thấy, thật đúng là không phá thì không xây được trạng thái. Hắn có cảm, có thể tiếp theo này cổ từ càn khôn hồ ra tới tiến vào đạo chủng trong vòng lực lượng, đột phá đến hợp đạo trình tự. Trước sau hòa hợp nói trình tự cường giả hai lần chiến đấu, đều ở sinh tử tuyến bồi hồi quá, hơn nữa cùng Mai Tỷ thảo luận quá hợp đạo trình tự tu luyện, lúc này càn khôn hồ nội đột nhiên xuất hiện luồng năng lượng này thêm vào dưới. Dương Nghị Vân càng thêm rõ ràng cảm nhận được đột phá bên cạnh. Hắn chìm vào đi xuống, toàn lực vận chuyển công pháp tu luyện, tiến vào quên mình chi cảnh. Ngoại giới địch nhân đào tẩu sau, Mai Tỷ bảo hộ ở Dương Nghị Vân bên người, huyết anh đồng dạng phi trở xuống tới. Có thể là cảm giác được Dương Nghị Vân không thể bị quấy rầy, huyết anh ngoan ngoãn ngồi xổm Dương Nghị Vân một khắc sườn, thường thường mang theo tò mò trộm ngắm liếc mắt một cái Mai Tỷ. Mà Mai Tỷ này cũng coi như là lần đầu tiên cùng huyết anh gặp mặt, phía trước huyết anh đều là ngủ say trạng thái, làm không được số. Ta có thể kêu ngươi nói nhi sao? Mai Tỷ nhìn huyết anh mặt mang mỉm cười hỏi nói, nàng từ Dương Nghị Vân trong miệng đã biết huyết anh tình huống, đối với cái này thiên địa dựng dục mà ra, mang theo tu la cùng cổ thần tộc huyết mạch tinh linh, làm Mai Tỷ đồng dạng nhớ tới Tây Du Ký Trung Mỹ Hầu Vương. Dương Nghị Vân cùng nàng lưu khởi huyết anh thời điểm. Nàng cùng Dương Nghị Vân là đồng dạng cái nhìn. Nhưng cũng biết huyết anh nguy hiểm. Bất quá nếu huyết anh đều bị Dương Nghị Vân thu làm quan môn đệ tử, làm như vậy vì Dương Nghị Vân nữ nhân nàng tự nhiên muốn duy trì Dương Nghị Vân, nói cách khác nàng cũng muốn đem huyết anh trở thành chính mình hài tử đối đãi. Nàng cùng Dương Nghị Vân nói chuyện phiếm chung, có thể cảm nhận được Dương Nghị Vân đối huyết anh thích. Yêu ai yêu cả đường đi, giờ phút này Mai Tỷ cũng có hảo cảm. Đứa nhỏ này ở nàng trong mắt chính là cái hai tuổi lớn nhỏ nhìn như mới vừa học được đi đường trẻ con, trên người ăn mặc yếm đỏ, một đầu huyết sắc tóc dài bị Dương Nghị Vân chát thành một cái hướng lên trời biển. Kỳ thật nhìn thực đáng yêu. Ở Mai Tỷ trong mắt, huyết anh thật là có 7 phần ngũ quan cùng Dương Nghị Vân tương tự, nếu không phải biết huyết anh lai lịch tình huống, không biết người nhất định sẽ cho rằng huyết anh chính là Dương Nghị Vân cùng con của ai. Ngươi là ai nha? Nãi thanh nãi khí thanh âm từ huyết anh trong miệng ra tới, nhìn chằm chằm Mai Tỷ thời điểm, mang theo vài phần tò mò. Mai Tỷ cười nói, ta là Mai Tỷ, người có thể kêu ta sư mẫu. Sư mẫu, huyết anh oai đầu, tựa hồ không biết là cái gì. Đối sư mẫu, ngữ khí ôn nhu. Hảo đi, ta về sau kêu ngươi sư mẫu, ngươi là người tốt, ngươi giúp ba ba. Huyết anh nghiêng đầu tự hỏi một phen cấp Mai Tỷ nói ra lời này. Người tốt. Huyết anh nói làm Mai Tỷ cười khổ, người tốt người xấu là Dương Nghị Vân giáo huấn cấp huyết anh giá trị quan, điểm này Mai Tỷ biết. Bất quá nàng rõ ràng, huyết anh cho chính mình dán lên người tốt nhãn, đã nói lên hắn tán thành nàng, đây là chuyện tốt. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, nàng vừa lúc cùng huyết anh giao lưu, cũng coi như là cấp Dương Nghị Vân chia sẻ một chút đi. Một lớn một nhỏ, liền cách Dương Nghị Vân nói chuyện. Nhưng thật ra thú vị. Mà Hùng Hoan cùng Đoạn Thân mới vừa đám người, phía trước Dương Nghị Vân công đạo nàng đều cho bọn hắn dùng đan dược, cũng tiến vào thời kỳ dưỡng bệnh. Mấy người đều có bất đồng trình độ bị thương, nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Mai Tỷ cũng có phải hay không quan sát một chút bọn họ, có nàng cái này hợp đạo ở, mấy người sẽ không có việc gì. Thời gian quá thực mau, chỉ chớp mắt một năm thời gian trôi qua. Trong lúc Hùng Hoan mấy cái trước sau thức tỉnh, lại tu luyện khôi phục. Dương Nghị Vân vẫn luôn ở tu luyện trạng thái chung. Lại qua một năm sau, Hùng Hoan bốn người tất cả đều khôi phục thương thế. Mà Dương Nghị Vân tu luyện tiếp tục. Nhoáng lên 10 năm mà qua. Thẳng đến đệ thập nhất năm thời điểm, Dương Nghị Vân tu luyện rốt cuộc kết thúc. Ngày này, Dương Nghị Vân toàn thân thần quang lộng lẫy dựng lên. Đồng thời cùng với cường đại uy áp hơi thở phát ra mở ra. Mai Tỷ trong lòng vừa động, trên mặt hiện lên tươi cười, đối với huyết anh nói. Nói nhi chúng ta lui ra phía sau, người ba ba muốn đột phá tu vi. Nga, hảo nha. Huyết anh nhảy dựng lên tới rồi Mai Tỷ trong lòng ngực, Mai Tỷ ôm hắn lui về phía sau mười mấy mét. Đối với huyết anh kêu Dương Nghị Vân ba ba điểm này, Mai Tỷ cũng là thực vô ngữ,
liền sửa đúng quá Huyết Anh kêu sư phụ, nhưng là Huyết Anh sửa bất quá tới. Những người khác cũng đều vào giờ phút này lui về phía sau, nhưng đừng ảnh hưởng Dương Nghị Vân đột phá tu vi. Mai tỷ nói muốn đột phá, vậy chỉ tu vi đột phá đến hợp đạo chi cảnh. Mọi người đều mong đợi lên. Rốt cuộc phải có hợp đạo ra đời. Trải qua phía trước một trận chiến, đại gia đối với hợp đạo cấp bậc cường đại, chính là có điên đảo tính nhận thức. Thiên đạo quy tắc trình tự căn bản vô pháp hòa hợp nói trình tự đối kháng, chỉ có hợp đạo đối hợp đạo mới có một trận chiến chi lực. Tuy rằng bên người có cái Mai tỷ, nhưng nếu là ở đụng tới nhiều danh hợp đạo cường giả vây công thời điểm, Mai tỷ một người hiển nhiên là vô pháp ứng đối. Hiện giờ hảo, chủ nhân Dương Nghị Vân đột phá bước vào hợp đạo, đối bọn họ tới nói chính là lớn nhất bảo đảm. Mỗ một khắc, oanh, một tiếng nặng nề thanh từ Dương Nghị Vân trong cơ thể vang lên. Cùng thời gian Dương Nghị Vân trên người phát ra hơi thở khủng bố tăng lên. Thần quang chói mắt dựng lên, lại cũng ở trong nháy mắt tiêu tán. Cường đại áp bách chi lực cũng biến mất không thấy. Mọi người xem đi, Dương Nghị Vân mở hai mắt, mang theo ý cười đứng dậy. Tất cả mọi người biết Dương Nghị Vân bước vào hợp đạo trình tự. Vừa rồi hơi thở cùng ngũ hành gia tộc những người đó giống nhau cường đại, hắn thành công tiến giai thiên đạo hợp đạo cấp bậc. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chúc mừng. Mai tỷ ôm Huyết Anh tiến lên, đối với Dương Nghị Vân chúc mừng. Ba ba ôm. Huyết Anh đối với Dương Nghị Vân duỗi khai hai tay, làm Dương Nghị Vân ôm một cái. Dương Nghị Vân nhìn Huyết Anh cười, đứa nhỏ này đối hắn là không rời đi, đối Mai tỷ gật gật đầu, đem Huyết Anh ôm ở trong lòng ngực, lần này hắn đại nạn không chết ít nhiều Huyết Anh cấp kịp thời thức tỉnh. Nếu hiện tại ở có ai ngay trước mặt hắn nói Huyết Anh là ma anh là đại họa hại, hắn nhất định hướng đã chết chỉnh. Chúc mừng chủ nhân đột phá bước vào hợp đạo. Đoạn thân mới vừa mấy người tiến lên chúc mừng. Dương Nghị Vân cười nói, các ngươi đều có cơ hội, đều phải nỗ lực, hợp đạo chi cảnh, cũng đều không phải là không thể đến, quan trọng là hiểu được. Ta chờ cần tuân chủ nhân dạy bảo. Dương Nghị Vân những lời này là có cảm mà phát. Lần này hắn có thể đột phá đến hợp đạo trình tự. Cố nhiên là càn khôn hồ nội xuất hiện năng lượng khởi tới rồi đại tác dụng, nhưng là hắn càng tần sở, kỳ thật là trải qua quá hai lần hợp đạo cường giả đối hắn ra tay sinh tử hiểu được, làm hắn đạo tâm đã xảy ra biến hóa, như thế mới thuận lợi đột phá tới rồi hợp đạo cảnh giới. Chân chính sau khi đột phá, hắn mới hiểu được hợp đạo kỳ thật không xa xôi. Xa xôi chính là đạo tâm. Đạo tâm giảm không kiên định, có nghĩ bước vào hợp đạo, hoặc là nói khát vọng không khát vọng hướng về phía trước. Là một cổ tử tín niệm cùng chấp nhất. Đương nhiên cường đại năng lượng cũng ắt không thể thiếu. Ít nhất sẽ là trợ lực, không có cường đại năng lượng quạt gió thêm củi, hắn lần này cũng không có khả năng đột phá đến hợp đạo một tầng. Càn khôn hồ nội tình huống ở hắn xem xét lúc sau, phát hiện cũng không có cái gì biến hóa, xuất hiện kia vài tòa sơn như cũ không biến hóa, bốn phía nơi vẫn là một mảnh hỗn độn, nhưng là tiến vào trong thân thể hắn lực lượng là như thế nào tới. Dương Nghị Vân không thể hiểu hết. Bất quá hắn ở cảm thụ chung, lại là ở càn khôn hồ nội tổng cảm giác hỗn độn chỗ sâu trong có thứ gì. Có lẽ năng lượng đến từ chính càn khôn hồ nội hỗn độn chỗ sâu trong. Cũng chỉ có thể là kết quả này, bởi vì mặt khác hết thảy không có biến hóa. Lần này trải qua, cho hắn biết càn khôn hồ thần bí như cũ tồn tại, có lẽ càn khôn hồ cái này chí bảo, xa không ngừng hắn có khả năng tưởng tượng đến như vậy cấp thấp. Lại nói tiếp là càn khôn thần tôn được đến. Nhưng không nhất định là càn khôn thần tôn luyện chế chí bảo, có lẽ càn khôn hồ cũng là càn khôn thần tôn từ địa phương nào được đến nỗi là nơi nào, không thể hiểu hết, mà càn khôn hồ là cái gì cấp bậc chí bảo, điểm này Dương Nghị Vân không biết, càn khôn thần tôn có lẽ cũng không biết. Tóm lại hiện tại Dương Nghị Vân có thể khẳng định chính là, càn khôn hồ không chỉ như vậy. Hắn nhìn không thấu càn khôn hồ nội bốn phía chân trời hỗn độn sau lưng có cái gì, chỉ có thể thuận theo tự nhiên, nhưng là nói đến cùng. Càn khôn hồ nội xuất hiện cường đại năng lượng, so với dĩ vãng bất luận cái gì thời điểm xuất hiện năng lượng đều cường đại, này với hắn mà nói là chuyện tốt. Ở thời điểm mấu chốt, có thể giúp hắn đột phá, có thể cứu mạng. Này liền vậy là đủ rồi. Như thế dưới tình huống, Dương Nghị Vân càng thêm coi trọng càn khôn hồ. Hoàn toàn có thể nói, hắn khởi nguyên, từ thủy đến nay đều là càn khôn hồ. Tưởng không rõ, cũng nhìn không thấu, Dương Nghị Vân cũng không hề rối rắm. Ít nhất hắn rõ ràng càn khôn hồ thần bí cùng tiềm lực như cũ tồn tại, có lẽ ở tương lai một ngày nào đó, hắn tự nhiên sẽ nhìn đến càn khôn hồ nội hỗn độn chỗ sâu trong ảnh cất giấu cái gì. Hiện tại,
hắn rốt cuộc bước vào hợp đạo trình tự. Đích xác tu vi cảnh giới đạt tới hợp đạo trình tự lúc sau, thần lực chuyển biến, hóa thành khí chi lực. Nguyên bản thần hạch trong vòng khổng lồ vô cùng thần lực, giờ phút này biến thành đậu nành lớn nhỏ một đinh điểm, trình ngũ quang thập sắc, ở hắn thật lớn thần hạch trong vòng có vẻ vô cùng nhỏ bé, nhưng nội loại sở chất chứa lực lượng, lại là cùng trước kia hoàn toàn bất đồng, so với trước kia thần lực cường đại rồi không biết nhiều ít lần. Là gấp 10 lần, gấp 100 lần thậm chí là ngàn lần vạn lần, Dương Nghị Vân nói không chừng xác. Nhưng chính là biết hắn lực lượng vô cùng cường đại rồi. Thần lực hóa thành khí chi lực, đây là một lần lực lượng tiến hóa, là biến chất kết quả. Đương nhiên không ngừng tại đây. Nguyên thần cũng có biến hóa, nguyên thần cảm quan thượng hắn cảm giác tiến vào một cái tán tân trình tự. Tựa hồ trong cơ thể ngoại, thiên địa chi gian tại đây phía trước như là có một đạo gông xiềng nhưng là hiện tại không có giống nhau. Thật sự này chỉ là hắn một cái cảm giác. Có một chút lại là nhất trực quan thể hiện. Đó chính là thần thức không có hạn chế, hắn một niệm dưới thần niệm thẳng tới 9.000 dặm. Suốt 9.000 dặm, đồng dạng là hợp đạo một tầng cảnh giới tu vi, hắn hỏi qua Mai Tỷ thần niệm là 3.000 dặm, mà hắn còn lại là trực tiếp 9.000 dặm. Này vẫn là ở chúng thần vực bực này thế giới, nếu là ở bên ngoài lúc sau, thần thức chi lực tất nhiên càng xa xôi cường đại. Trừ cái này ra, Dương Nghị Vân cảm nhận được thiên địa chi gian tồn tại lực lượng, so với trước kia càng thêm rõ ràng. Phất tay chi gian nhưng điều động. Trong cơ thể khí chi lực không có thuộc tính, điểm này hắn biết có thể là cùng chính mình thể chất có quan hệ, rốt cuộc hắn có thể hấp thu thiên địa chi gian 10 đại thuộc tính, đây là chính là đặc thù. Hắn khí chi lực, nói cách khác, muốn so mặt khác lực lượng càng thêm linh hoạt. Có thể ở bất luận cái gì hoàn cảnh hạ phát huy ra tác dụng. Điểm này là hắn ưu thế. Hiện giờ hắn rốt cuộc có tư bản. Đồng dạng là hợp đạo, hắn đột phá. Liền so người khác cường đại. Nếu là ở đụng phải ngũ hành gia tộc kia mấy cái lão vương bát đản, Dương Nghị Vân sẽ đánh bạo bọn họ. Trước sau hai lần hắn đều thiếu chút nữa bị giết. Hiện tại rốt cuộc có thực lực. Còn có một chút, chứng thực hắn trước kia phỏng đoán. Đó chính là thần hạch đạo chủng trong vòng 10 đại đạo thụ biến hóa. Chính như hắn sở liệu, 10 đại đạo thụ tăng trưởng đột phá tới rồi 100 mét độ cao, cũng đúng là hắn đột phá tới rồi hợp đạo trình tự giai đoạn. Hiện tại hắn tu luyện tình huống so với bất luận cái gì thời điểm đều trong sáng, càn khôn đạo chủng công diễn biến lại một lần hoàn thiện. Có cái tiết điểm là, Dương Nghị Vân rõ ràng cảm nhận được, chờ đến tiếp theo đột phá đại quan khẩu thời điểm, chính là 10 đạo nói thụ tăng trưởng đến cây số thời điểm, nói cách khác hắn tu luyện theo 10 đại đạo thụ tăng trưởng mà đến, từ giờ trở đi 10 đại đạo thụ từ 100 mét đến cây số chi gian, sẽ là một cái đại cảnh giới vượt qua, ý nghĩa hắn hợp đạo trình tự đột phá đến thánh đạo chi cảnh giới. Thần hạch đạo chủng trong vòng thần lực tiến hóa đậu nành lực lượng, hoặc là nói là khí chi lực hạt giống, liền ở 10 đại đạo thụ trung gian, cùng 10 đại đạo thụ chặt chẽ tương liên ở bên nhau. Hình thành một bộ hoàn chỉnh đại cân bằng. Một bộ ở Dương Nghị Vân xem ra thực thần kỳ tu luyện hệ thống sinh thái. Đậu nành lớn nhỏ khí chi lực, hoặc là gọi là khí chi lực hạt giống càng vì thích hợp, Dương Nghị Vân xưng là khí loại. Này một cái khí loại liên tiếp 10 đại đạo thụ, tương đương hắn hấp thu luyện hóa năng lượng. Tiến vào khí loại trong vòng, lại lúc sau phụng dưỡng ngược lại tới rồi 10 đại đạo thụ, như thế 10 đại đạo thụ không ngừng trưởng thành, chính là hắn tu vi không ngừng tăng lên thể hiện. Mà 10 đại đạo thụ thuộc tính chi lực, cũng đồng dạng có thể bị khí loại hấp thu, ở bộc phát ra tới. Khí loại là trong thân thể hắn lực lượng trung tâm điểm, có thể xem thành là thần lực tiến hóa phiên bản, khí chi lực cũng sẽ theo tu vi tăng lên mà không ngừng cường đại biến hóa. Đây là giống nhau lúc này đây tu luyện cảm thụ cùng thể hội. Một lần sinh tử, một lần niết bàn, tu luyện mười mấy năm, Dương Nghị Vân niết bàn đột phá, rốt cuộc bước vào hợp đạo trình tự. Hiện tại bên người có Mai Tỷ cùng Huyết Anh, bọn họ ba người ở bên nhau, liền tính là gặp phải năm đại hợp đạo cùng nhau tới, cũng không sợ mảy may. Huyết Anh trải qua một lần ngủ say lúc sau, Dương Nghị Vân cảm giác được Huyết Anh trong cơ thể lực lượng có tăng trưởng một ít. Không biết có thể hay không cùng chi hợp đạo hai tầng một trận chiến. Mặc kệ nói như thế nào, ở trung tâm nơi bọn họ có tự bảo vệ mình chi lực. Vân Tử tiếp được chúng ta đi chỗ nào? Mai Tỷ hỏi. Dương Nghị Vân nheo lại mắt thấy hướng về phía tây bắc phương hướng Huyết Phụ nói, đi giáo huấn một ít người. Mai Tỷ sửng sốt, lại cũng chưa nói cái gì. Kế tiếp đại gia đi theo Dương Nghị Vân phía sau hướng về tây bắc phương hướng mà đi. Vì cái gì muốn đi tây bắc phương? Chỉ có Dương Nghị Vân trong lòng rõ ràng.
Phía trước hắn thần thức đi ra ngoài thời điểm, thấy được 5.000 dặm ở ngoài đào tẩu thiên tộc ngũ hành gia tộc 4 người. Cường đại thần thức dưới, Dương Nghị Vân có thể phát hiện bọn họ, một chút đều không kỳ quái. Lúc này đi tìm đi, chính là muốn đi báo thù. Cư nhiên tính kế hắn, thiếu chút nữa chết ở bọn họ trên tay. Nhớ tới phía trước những người đó cao cao tại thượng, xem chính mình như con kiến ánh mắt Dương Nghị Vân trong lòng liền vô cùng không thoải mái. Có thực lực vậy muốn tìm về bãi. Hắn cũng muốn làm cho bọn họ cảm thụ một chút, bị coi rẻ tư vị. Trung tâm nơi thần bí, thả có to lớn vô cùng. 5.000 dặm đối với Dương Nghị Vân bọn họ tới nói, hiện tại cũng không tính cái gì. Dù sao tiến vào gần nhất là tìm thỏ ra cùng tiểu phượng hoàng bọn họ, thứ hai là vì tìm kiếm đột phá cơ duyên, lấy cầu tăng lên thực lực. Hiện tại hắn đột phá, nhưng không đại biểu hắn liền vô địch. Hợp đạo một tầng tu vi không phải đứng đầu. Ban đầu hắn cùng huyết anh đụng tới hư sơ tam người chung, trong đó có một người tu vi hẳn là chính là hợp đạo 2 tầng. Cho nên Dương Nghị Vân biết hắn còn phải tiếp tục nỗ lực tăng lên, ở một cái bên người đoạn thân mới vừa, âm dương kim cương vợ chồng cùng Hùng Hoan đều yêu cầu đột phá cơ hội. Dù sao đã đến nơi này sau cũng không có chuẩn xác mục tiêu, vậy đi tìm ngũ hành gia tộc kia mấy người đen đủi, ai làm cho bọn họ tìm được rồi chính mình, có thù không báo phi quân tử. 3 ngày sau Dương Nghị Vân mang theo đại gia tới rồi 5.000 dặm ở ngoài. Làm hắn kinh ngạc chính là, thần thức chung phát hiện ngũ hành gia tộc 4 người vẫn luôn đều không có rời đi. Vài thiên đều đãi tại chỗ không nhúc nhích quá, này không phải chờ hắn đi tìm đi báo thù sao, trong lòng nghĩ nếu các ngươi tìm chết, vậy trách không được ta. Dương Nghị Vân cùng Mai Tỷ đến khoảng cách cây số lúc sau thả chậm tốc độ dừng lại. Bọn họ từ lúc bắt đầu liền nội liếm tự thân hơi thở, nhưng không đại biểu đối phương phát hiện không được bọn họ, hắn thần thức cường đại có thể phát hiện đối phương, đây là chiếm cứ thần thức siêu cường ưu thế. Nhưng mặt khác, bọn họ tiến vào người khác thân sĩ trong phạm vi, nhân gia cũng có thể phát hiện bọn họ. Cứ việc nội liếm hơi thở, nhưng đối phương nếu là thật muốn thần thức xem xét, tự nhiên cũng có thể tia được. Cũng may, Dương Nghị Vân phát hiện mấy người cũng chưa cái gì phát hiện. Lão đoạn các người mấy cái tại đây chờ, ta cùng Mai Tỷ qua đi. Dương Nghị Vân công đạo đoạn thân mới vừa 4 người chờ. Hợp đạo cấp bậc chiến đấu bọn họ 4 cái giúp không được gì. Hảo, chủ nhân cẩn thận. Đoạn thân mới vừa 4 người tự nhiên biết không nhập hợp đạo căn bản là không thể giúp gấp cái gì. Mai Tỷ chúng ta đi. Dương Nghị Vân đối không Mai Tỷ gật đầu, 2 người nhanh chóng đối với ngũ hành gia tộc 4 người mà đi. Đương nhiên trên cổ hắn huyết anh còn ở, bọn họ 3 cái thêm lên đối phó ngũ hành gia tộc 4 người có chút vấn đề đều sẽ không có, chỉ cần là huyết anh 1 cái liền đủ bọn họ uống 1 hồ. Thần thức trong vòng ngũ hành gia tộc 4 người ngồi ở cùng nhau. Vừa động cũng chưa động, như là ở đại tác phẩm tĩnh dưỡng giống nhau. Cây số khoảng cách chợt lóe rồi biến mất, Dương Nghị Vân cùng Mai Tỷ một tả một hữu mà đi, đối với 4 người nháy mắt ra tay. Ầm ầm ầm, nổ vang vang lên, 4 người như cũ không có bất luận cái gì động tĩnh. Ngay sau đó ở hắn cùng Mai Tỷ công kích hạ, trực tiếp liền hóa thành hôi phi. Dương Nghị Vân ngây ngẩn cả người, nhìn về phía Mai Tỷ. Sợ là, Mai Tỷ như suy tư gì. Dương Nghị Vân cười khổ nói, đúng vậy coi thường bọn họ, đem sự tình tưởng đơn giản. Hiện tại xem ra đích xác như thế, đối phương hiển nhiên sớm có đoán trước, hoặc là nói đã sớm phát hiện chúng ta truy lại đây, phân thân chi thuật kim thiền thoát xác, chỉ là để lại 4 cái ấn ký phân thân mà thôi, bọn họ bản tôn sợ là đã sớm không biết chạy chân trời đi, thật đúng là xảo trá. Mai Tỷ nhìn hiện trường nói thầm nói. Dương Nghị Vân trên mặt có điểm nóng lên, hắn cảm giác chính mình bị chơi. Nguyên bản cho rằng chính mình cường đại thần thức dưới thấy được đối phương sẽ không phát hiện hắn, hiện tại xem ra nhân gia đã sớm phát hiện hắn, ngược lại tới một cái tương kế tự kế, tại chỗ để lại 4 cái ấn ký phân thân, chờ chính mình tiến đến giết bọn hắn. Đến nỗi 4 người phân thân sợ là đã sớm không biết phi địa phương nào nghị luận hắn vì ngốc tử đâu. Đáng giận! Dương Mỗ Nhân siết chặt nắm tay, nội tâm vô cùng phẫn nộ. Bị người chơi cảm giác không dễ chịu. Nhưng đồng thời hắn cũng biết, hợp đạo cấp bậc cường giả, hắn biết không có thể trở thành tầm thường thần linh đối đãi, mỗi một cái đều không phải đơn giản hạng người, là hắn chắc hẳn phải vậy. Đương nhiên này trong đó có huyết anh ra tay chiến tích ở trong đó, làm hắn có lầm khu, huyết anh trước sau chém giết 2 gã hợp đạo, bị thương nặng vài cái, làm hắn cảm giác hợp đạo cũng không bằng này, đặc biệt là hắn bước vào hợp đạo lúc sau, loại này nhận chi liền thành đương nhiên.
Nhưng hiện tại hắn rốt cuộc đối chính mình có rõ ràng nhận thức, hắn biết huyết anh là huyết anh, hắn là hắn. Huyết anh vốn là cường đại, không thể theo lẽ thường đối đãi huyết anh có thể chém giết hợp đạo, đó là huyết anh vốn là không phải tầm thường chi đạo. Mà hắn cũng không phải là huyết anh, hiện tại hắn gần đây là vừa mới bước vào hợp đạo một tầng mà thôi, liền tính là ở cấp bậc trung hắn cái này hợp đạo cũng là yếu nhất một cái đi. Đối chính mình có quá mức mù quáng tự tin. Như thế hắn cùng Mai tỷ cảm lại đây, một kích dưới tiêu diệt ở hắn xem ra vẫn luôn đều không có động quá thân ngũ hành gia tộc tứ đại hợp đạo, lại là phát hiện chỉ là nhân gia lưu lại ấn ký phân thân mà thôi. Nhìn trên mặt đất đánh ra tới hố to, Dương Nghị Vân xem giống như là xem tứ đại hợp đạo đối làm cười nhạo giống nhau, cười nhạo nói, tiểu tử ngươi còn kém xa lắm. Ngay từ đầu hắn còn đắc chí, chính mình 9000 dặm cường đại thần thức phát hiện đối phương vẫn luôn đều mỗi có đào tẩu. Nói nhân ra bất quá như vậy, hiện tại hắn mới phát hiện chính mình mới là ếch ngồi đáy giếng. 9000 dặm thần thức, không đại biểu hết thảy a. Dương Nghị Vân đứng ở tại chỗ, cảm giác đã chịu thật lớn vũ nhục. Vân tử ngươi không sao chứ? Mai tỷ cảm nhận được Dương Nghị Vân cảm xúc dao động rất lớn ra tiếng hỏi. Dương Nghị Vân có chút mất tự nhiên, nhưng đối mặt Mai tỷ, Dương Nghị Vân vẫn là không có gì giữ lại, thản nhiên nói, là ta coi thường thiên hạ anh hùng a. Này mặt đánh đều xương to. Mai tỷ nghe muốn cười, nhưng là nhìn đến Dương Nghị Vân biểu tình sau, không cười ra tới, bất quá làm nữ nhân, cũng làm hiểu biết người của hắn, tự nhiên biết hắn trong lòng tưởng cái gì, mở miệng trấn an nói, người có cái này nhận chi, lần này bị chơi cũng đáng đến, nếu không lần sau gặp phải càng cường đại hợp đạo cường giả, đại giới chẳng phải là lớn hơn nữa. Dương Nghị Vân cười khổ gật đầu, ân, đạo lý ta đều hiểu, nhưng chính là trong lòng không thoải mái. Đừng dối dám này đó, chờ lần sau đụng tới bọn họ, đem mặt mũi tìm trở về chính là, hơn nữa cũng không tính quá mức mất mặt, bọn họ nếu là thật cường đại liền sẽ không kim thiền thoát xác trốn chạy, mặt khác, bọn họ là sợ hãi, không thể không như thế, bọn họ trốn chạy, mất mặt ngược lại là bọn họ. Mai tỷ cười nói, Dương Nghị Vân sửng sốt, rồi sau đó cười ha ha nói, Mai tỷ ngươi an ủi người nói đăng phong tạo cực, nhưng là nghe này rất có đạo lý, ha ha. Dương mẫu nhân nói chuyện chung kéo Mai tỷ tay đem hắn ôm nhau trong ngực. Người sau mặt là đỏ lên, đừng nháo nói nhi còn ở đâu. Ngạch, quên bóng đèn. Dương Nghị Vân hồ nháo một chút, nhưng là trong lòng rối rắm đã tản ra. Hắn đối Mai tỷ là đánh tâm nhãn có chung tôn ái. Giờ phút này rất muốn cùng Mai tỷ hồ nháo vừa lật, đáng tiếc a, trên cổ huyết anh cái này bóng đèn ở, chỉ có thể từ bỏ. Ba ba, sư nương, nói nhi, khanh khách. Huyết anh ca ca mà cười. Dương Nghị Vân cười khổ nói, đều nói kêu sư phụ, đừng kêu ba ba a. Khanh khách, ba ba. Huyết anh nãi thanh nãi khí, chính là sửa bất quá tới. Khá tốt tùy nói nhi đi thôi, ta nhưng thật ra hy vọng có người kêu mụ mụ đâu. Mai tỷ ở bên cạnh lại là ma xui quỷ khiến nói ra như vậy một câu tới. Giờ khắc này nàng nói xong lại là cảm giác có điểm không đúng, mặt là xoát một chút đỏ. Nói đến cùng. Mai tỷ kỳ thật là người, là nữ nhân, nàng ở địa cầu thời điểm vốn chính là đỏ thẫm minh tinh nhân vật, chỉ là nhận thức Dương Nghị Vân sau bị biến đổi lớn, sau lại linh hồn bị càn khôn hồ hấp thu tiến càn khôn hồ nhập trú ở long ngư trên người, từ nay về sau thành long ngư nhập đạo, lại đến sau lại dần dần tiến hóa trở thành chân long. Bản chất tới nói, Mai tỷ là nhân tộc nữ nhân. Là nhân tộc nữ nhân liền trời sinh liền có phương diện này khát vọng đi. Đích xác nàng nghĩ tới có chính mình hài tử, nề hà thành chân long chi thân. Dương Nghị Vân nghe Mai tỷ nói chuyện, cũng là sửng sốt. Nhìn Mai tỷ đỏ bừng khuôn mặt, hắn minh bạch cái gì, hít sâu một hơi, nghiêm túc nhìn Mai tỷ nói, muốn chúng ta liền phải một cái đi. À ta Mai tỷ không nghĩ tới Dương Nghị Vân thật đúng là mở miệng. Chỉ cần trời cao cho chúng ta hài tử, vậy có. Dương Nghị Vân minh bạch Mai tỷ trong lòng tưởng cái gì. Nàng này là sợ chính mình chân long chi thân, căn bản là nếu không hài tử, hoặc là nói đây là nghịch thiên, không có khả năng. Người cùng long thật có thể có hài tử sao? Dù sao nàng biết Dương Nghị Vân trước mắt mấy cái hài tử, đều là nhân tộc sở sinh, đều là bình thường, chủng tộc khác nữ nhân liền không có một cái có hài tử. Chỉ mong đi Mai tỷ cười khổ. Ngay sau đó nàng nói, thuận theo tự nhiên liền hảo, được rồi, chúng ta nên rời đi nơi này, làm hùng hoan bọn họ lại đây. Hảo đi Dương Nghị Vân cũng không hề nói thêm cái gì, đối với Mai tỷ trong lòng suy nghĩ, kỳ thật hắn cũng không đế, rốt cuộc có thể hay không có.
Chuyện này Liêu Liên có điểm xấu hổ, tạm thời không đi để ý tới, chính như nàng lời nói, thuận theo tự nhiên liền hảo. Kế tiếp vẫn là tiếp tục tìm kiếm thỏ ra bọn họ đi. Đến nỗi địch nhân, Dương Nghị Vân nhưng thật ra không sợ, hiện tại gặp phải hợp đạo cấp bậc, liền tính đánh không lại, tự bảo vệ mình lời nói là không thành vấn đề, tiếp đón đoạn thân mới vừa bốn người lại đây, đơn giản đoàn người liền hướng về phía trước đi đến. Chúng thần vực trung tâm không trong tưởng tượng có cái gì cụ thể vật kiến trúc, ngược lại có vẻ có chút hoang vắng, bọn họ đi rồi mấy ngàn dặm đều đang ở núi lớn chung. Bất quá dựa theo lúc trước thần nông càng minh cách nói là trung tâm nơi có cái gì cổ di tích tồn tại, cho nên Dương Nghị Vân định ra mục tiêu, thẳng tắp mà đi, hắn liền không nghĩ tin tưởng đi không ra đi. Luôn là muốn từ mênh mang núi lớn đi ra ngoài mới là.